clip này sẽ giúp bạn tổng ôn N2 với tổng cộng 450 chữ Hán Hơn 100 mẫu câu ngũ cốc quan trọng Lấy lại gốc N2 cho người chuẩn bị học lên N1 Nào, cùng bắt đầu thôi Ba chữ đầu tiên sẽ xuất phát từ những chữ dễ nhất Đó chính là tỉnh, tính và vi Tỉnh sẽ có nghĩa là cái giếng muốn gọi tới công ty đào giếng phải nhấn phím thăng Hãy. ý độ ý độ cái giếng tên jo tên jo trần nhà ok chưa nào chuyển sang chữ thứ hai luôn nhé chữ tính thì sẽ mang nghĩa là bát cơm mọi người ạ chúng ta thử tham khảo ví dụ sau nếu thả đá xuống giếng sẽ được bát cơm đông bưu đi đông bưu đi cái tô hoặc cái bát loa ni bằng một món ăn rất là ngon đây tên đông tên đông cơm với tên bưu đạn số 3 vi chắc hẳn mọi người đều biết vi là trong chu vi rồi đúng không chu vi của cái giếng chí cá cô mở cá cô mở đây là một âm cơn có khá là nhiều nghĩa các bạn có thể dịch là bao quanh, vây quanh hoặc là quây quần, ví dụ quây quần bên bữa ăn chẳng hạn này, rất là hay đúng không? Từ tiếp, tiếp theo, han y, han y, phạm vi. Ba chữ tiếp theo thì sẽ vừa khó vừa dễ mọi người nhé, chính là chữ miễn, vãn và giật. Miễn sẽ có nghĩa là miễn thuế này, miễn dịch này. Rồi chúng ta thử tham khảo câu chuyện. Cứ ngày ngày đi xin lỗi vậy chữ miễn này còn xuất phát từ từ xin lỗi được nữa rồi các bạn cùng nhìn vào từ đầu tiên chúng ta có ví dụ cửa hàng miễn thuế sẽ có cách đọc đầy đủ lá men dê tên ok chưa men dê tên từ tiếp theo bằng lái xe ưng tên men kyosho ưng tên men kyosho ok chưa hơi dài một chút đúng không từ tiếp theo đây cái chữ này là chữ quen thuộc nhất đây này mà chắc hẳn là các bạn sơ cấp vẫn sẽ đọc được đó chính là chữ tối Mỗi ngày đều xin lỗi tới tận tối Ichiban Mai bang Mai bang Mỗi tối hàng tối ni bằng Bang go hang Bang go Cơm tối Rồi chữ số 3 thì sao ạ? Giật và sẽ có nghĩa là lạc mất Xin lỗi vì đi trên đường mà lại lạc mất em Giả ja, nền đấy Ichiban Ichizai Ichizai tài năng xuất sắc. Ni bằng ít Ichidatsu bị sai lệch, ví dụ như câu chuyện bị sai lệch. Hãy mọi người cùng nhìn tiếp ba chữ này có thấy quen không? Lệnh, lĩnh và lãnh. Chữ lệnh sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Ok, rất tốt, mệnh lệnh. Mệnh lệnh của tướng Heka. bằng chính là chữ mệnh lệnh luôn, chúng ta đọc là Mede mê đệ hãy chữ tiếp theo ni bằng go đệ go đệ hiệu lệnh rồi chuyển sang chữ tiếp theo này lĩnh thì sẽ có nghĩa là lãnh thổ tướng heka viết mệnh lệnh vào trang giấy rằng đoạt lấy lãnh thổ ok chưa ni bằng diodo độ lãnh thổ ni bằng sendio sendio chiếm Chữ số 3 lãnh sẽ có nghĩa là là lạnh tướng heka ca tạt vào lính không tuân lệnh hai gáo nước nước gì nhỉ nước lạnh chứ đúng không Ok chí bằng DC DC bình tĩnh ni bằng dô cộ dô cộ tủ lạnh ba chữ tiếp theo thì sẽ có nét viết khá là thú vị chính là triệu đào và đào. Chữ triệu số 1 sẽ mang nghĩa là nghìn tỷ. Đi khắp bốn phương để kiếm nghìn tỷ. Ichibang Kizashi. Kizashi. Dấu hiệu. Ni bằng. Ichoen. Ichoen. Một nghìn tỷ yên. Và wow, một số tiền rất là lớn đúng không? Chữ số 2. Đào sẽ có nghĩa là đào tẩu. Là chạy trốn á khi trộm được nghìn tỷ rồi sẽ chạy ra đường để đào tẩu. Ichiban bang tô, so. tô so. chạy trốn. Shiki, một âm cưng yomi nhá. Hai nogasu. Nogasu từ này rất là hay, mọi người nên biết này. Kikai o nogasu, vuột mất cơ hội. Còn từ đào số 3 thì sẽ mang nghĩa là là quả đào. Cây hoa đào có giá trị nghìn tỷ. Bình thường thì quả đào mọi người biết rồi đúng không? Chính là mồ mộ, đúng không? Mồ mộ. Tuy nhiên, ở đây sẽ có hai âm ôn chúng ta đọc thế nào này? Hakuto Hakuto quả đào trắng. Ni bằng Hento sen Hento sen Abidan Ba chữ tiếp theo thì sẽ đều có chứa bộ dân Dân này, miên và mân Vậy trước hết chúng ta cần phải hiểu dân là gì? Là người dân, là nhân dân, đúng không nào? Người dân có họ là thị. Ichi bằng min i, min i, lòng dân. Ni bằng, koku min se, koku min se, tính dân tộc. Chứ thứ hai luôn nhá, miên sẽ có nghĩa là buồn ngủ. Hãy các bạn không được buồn ngủ nhá, phải tập trung vào học nhá. Thôi miên mắt của người dân, khiến cho họ buồn ngủ, Ichiban, Nemuru mưa được, mưa ngủ, ni bằng, suimin, suimin là ngủ giấc ngủ. Từ số 3, mân, cái này hơi khó hơn một chút này, sẽ có thêm, thêm con mắt ở bên trên đúng không? Người dân nghiêng mắt để đặt cái bẫy, vậy cái bẫy của chúng ta sẽ có cách đọc là, ok, chính xác rồi, wana, wana. Hay, chúng ta sẽ đi tiếp sang chữ tế, sát và tế Chữ tế số 1 thì sẽ mang nghĩa là lễ hội Đưa ra chỉ thị tổ chức lễ hội vào đêm trăng tròn Mày có biết lễ hội đêm trăng tròn là lễ gì không? Chị băng, chúng ta có một âm cơn là Mặt matsuru, matsuru, Thờ cúng Chữ tiếp theo Bưng ca Lễ hội văn hóa Ok, đến với chữ sát thì nó sẽ mang nghĩa là cảnh sát, cảnh sát quản lý khu nhà, tổ chức lễ hội. Ichi bang. sở cảnh sát. Chữ tiếp theo, sinsatsu. Sinsatsu là thăm khám. Chữ số 3, tế sẽ mang nghĩa là quốc tế, tổ chức lễ hội to lớn mang tầm quốc tế. Ichiban Kiva doi Kiva đôi Đây là một từ cũng có khá là nhiều nghĩa khác nhau Các bạn có thể tham khảo thêm nhé Ý nghĩa thứ nhất là tế nhị Khi mà nói thì về hình ảnh hoặc là câu chuyện này Nghĩa tiếp theo có thể dịch là nguy hiểm Nói về tình trạng Thứ ba là sát nút Nói về thắng bạn Hãy memo shite rồi chữ thứ hai thì sẽ chỉ có một cách đọc duy nhất thôi đó là madogiwa madogiwa là bên khung cửa sổ Ví dụ như là chỗ ngồi chẳng hạn, ghế ngồi nhé. Rồi, chúng ta sẽ đi vào ba chữ tiếp theo chính là Thùy, Bưu và Thụy. Nghe cái tên Hán Việt thì thấy hơi là lạ rồi đúng không? Thùy thì sẽ mang nghĩa là chịu xuống các bạn ạ. Bây giờ mình tưởng tượng như là có một cây cỏ nhá, nặng quá cho nên phải chịu xuống. chí bang ta đê được. Ta đê được là chảy xuống, chịu xuống, rủ xuống. Từ tiếp theo một tha động từ tarasu taras là thả xuống hoặc là hạ cái gì đó xuống. Từ thứ hai thì sẽ dễ hơn, bưu là trong từ bưu cục này, bưu điện này, đúng không nhỉ? Bà gánh đồ nặng chữ đi ra bưu điện. Vậy bưu điện là gì nhỉ? Ok, you bị You bị Từ tiếp theo, gửi bằng đường bưu điện, đúng không? Thì mình sẽ có cách đọc là you show. You Ok chưa? Thứ thứ ba này, thụy Thụy thì sẽ mang nghĩa là buồn ngủ, là giấc ngủ. Con mắt chiếu xuống khi buồn ngủ. Ichiban, bakusui, bakusui là ngủ say. Từ tiếp theo, isui, isui là chập mắt. Ba chữ tiếp theo thì sẽ nâng mức độ khó lên một chút này. Phiếu, tiêu và phiêu Phiếu thì là trong bỏ phiếu ấy. Mọi người đi bỏ phiếu bao giờ chưa? ở phương tây đưa ra chỉ thị phải bỏ phiếu. Ichiban ipyo ipyo một lá phiếu. Xí bỏ phiếu này động từ nhá. Tohio tohio ok chưa. Từ tiếp theo tiêu là trong mục tiêu. Mục tiêu của việc bỏ phiếu là để bảo vệ cái cây. Ichiban hyo hyojungo Ngôn ngữ phổ thông Ni bằng Hyôshiki Biển báo chữ số 3 Phiêu thì chúng ta sẽ thay bằng Bộ thủy Đúng không? Có nghĩa là nước Lá phiếu trôi nổi trên mặt nước Ý nghĩa của nó là trôi nổi Ichiban Tadayo Tadayo Ngoài nghĩa là trôi nổi ra Thì sẽ có một số nét nghĩa khác Ví dụ như là Lang thang này phảng phất hoặc là bao phủ, ngập tràn, vân vân. Cái này mọi người phải memo và tìm hiểu thêm nhé. Từ số 2 ạ. Hyo hakuzai. Hyo hakuzai. Chất tẩy trắng. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang chương tiếp theo nhé. Để xem khó hay là dễ hơn chương số 1 này. Chu, điêu và điều. Chu thì sẽ có nghĩa là xung quanh. Ok chưa? Vào thứ bảy anh chu đi xung quanh kiếm đồ ăn bỏ vào miệng Ichiban. bang shuhen shu hen quanh khu vực ni bằng mawadi mawadi xung quanh chữ số 2. điêu là trong điêu khắc khắc xung quanh nhiều chữ sa bởi vì có bộ sa mà đúng không Ichi bang, Hồ bang Hồ đự khắc ni bằng Chô cô cỡ Chô cô cỡ Điều khác Từ tiếp theo, điều là trong điều tra Nói với xung quanh rằng tôi sẽ điều tra Với từ này thì cũng không quá khó Tuy nhiên có thể bạn chưa biết Ngoài cách đọc âm cưng là be được Thì nó còn một cách đọc âm cưng khác Khá là khó nhá. Toto noe -er". được Được chưa ạ? Toto được -er". Sẽ dịch là nêm gia vị này Hoặc dịch là chuẩn bị nữa Ngoài ra thì chúng ta có cách đọc âm ôn là gì nhỉ? Là chô đúng không? Trong chô-si Tình trạng, trạng thái Ba chữ tiếp theo chúng ta sẽ học là Kiêm, hiềm và khiêm Kiêm là trong, kiêm nhiệm Chúng ta cùng đi vào từ vựng luôn nhé ý Ken-nin Ken-nin Kiêm nhiệm Ni-bằng Ken-gyo Nghề phụ Từ số 2 Hiềm thì sẽ có nghĩa là ghét Phụ nữ rất ghét phải kiêm hai việc một lúc Phụ nữ rất ghét phải kiêm hai việc một lúc Nói đến đây thì chắc hẳn mọi người biết cách độ âm cương là gì rồi đúng không? Kỳ đại Kỳ đại Ghét Từ số 2 Kỳ ghen Kỳ ghen Tâm trạng Từ số 3 Khiêm là trong Khiêm tốn Anh kiêm ăn nói rất là khiêm tốn Ichiban Genjogo Genjogo Khiêm nhường ngữ Ni bằng Genkyo Genkyo Khiêm tốn Nói về đức tính của con người Ba chữ tiếp theo sẽ có đều chứa bộ canh Canh, tiện và ngạnh Vậy canh có nghĩa là gì mọi người nhỉ? Chúng ta thử tìm hiểu thông qua câu chuyện nhé Vì là ngày đầu tiên Mê đi làm hơn nữa còn bị bắt rửa nhiều đĩa nên rất mệt. Hãy vậy chính xác nó là hơn nữa ạ. Chi bằng cô xin cô xin gia hạn, ví dụ gia hạn visa bằng hay tư cách nào đó. Ni bằng henko henko thay đổi. Từ tiếp theo, tiện mang nghĩa tiện lợi. Để công việc tiện lợi hơn nữa thì cần phải có thêm người bộ nhân đứng ạ ít chí bằng bên đi bên đi tiện lợi ni bằng yu binh kyo kự yu binh kyo bưu điện từ tiếp theo ngạch là trong từ cứng cần một hòn đá cứng hơn nữa ít chí bằng kyo kô kyo kô cứng rắn ni bằng kô ka kô đồng xu. Hay ikimasho. Sung, súng, thống. Sung là trong sung túc. Những người mà đầu óc luôn thật thà thì sẽ có cuộc sống sung túc. Ichiban jūbun jūbun có nghĩa là đầy đủ, sung túc, nhiều. Từ tiếp theo. Từ tiếp theo ateru ateru là trang trải ví dụ như trang trải phí sinh hoạt hay là trang trải uh, cuộc sống vân vân từ số 2, súng súng có nghĩa là súng luôn anh sung có cây súng bằng vàng bộ kim Ichiban bang kenju kenju súng ni bằng judan judan đạn từ số 3, thống là thống kê này là truyền thống này tục lệ truyền thống đem theo chỉ bên mình là để mong cầu cho cuộc sống thật sung túc. Ichiban, bang to kê Tô kê thống kê ni bằng đen tô tô truyền thống ba chữ tiếp theo sẽ cùng có chứa bộ hại và cụ thể chính là hại cát và hạt hại trong người bị hại Ông chủ nhà nói là sẽ đòi lại công bằng cho người bị hại. Rồi từ đầu tiên nhá, mọi người nhìn này. Sát hại. Ok chưa? Sát là gì nhỉ? Sạt sự đúng không? Sạt sự gai. Sát sự gai. Từ tiếp theo. Sông gai. Sông gai. Thiệt hại. Hãy. Cát thì mang nghĩa là làm vỡ. Trong lúc sát hại dùng dao làm vỡ đồ vật. Ý chí bằng cái mà ai ai cũng thích đây. 割引券 ken biki ken Phiếu giảm giá Ziggy Wadi ai Wadi ai tỷ lệ Từ số 3 hơi khó hơn này Hạt mang nghĩa là thẩm quyền có thẩm quyền phán xét về thiệt hại của chiếc xe bằng kangkatsu kangkatsu thẩm quyền ni bằng kangkatsu gai Căng cắt gai Ngoài thẩm quyền Hãy chúng ta tiếp tục nhé Mâu, vụ và nhu Mâu sẽ có nghĩa là mâu thuẫn Đã có dự định mà bị cắt ngang nên xảy ra mâu thuẫn Mâu thuẫn là gì nhỉ? Mưu dương Mưu dương Sự mâu thuẫn Nghi bằng Hokosaki Hokosaki Mũi, dùi, nghiêm bóng là hướng tấn công hoặc là sự công kích ai đó tiếp theo vụ là trong nhiệm vụ dùng sức của tay cầm cái mâu để làm nhiệm vụ âm cơ này chúng ta sẽ có cách đọc là chitome đưa chitome được đảm đương chị kim kim làm việc Còn số 3, nhu sẽ có nghĩa là mềm cái mâu làm bằng gỗ nên rất mềm Ichiban judo Judo Võ Judo Ni bằng yawarakai yawarakai Mềm hãy tự nhiên là Kiên Khẩn Hiền Kiên sẽ mang nghĩa kiên cường mọi người nhé Bộ trưởng cai quản đất rất kiên cường Ichiban Kenjitsu Kenjitsu Ổn định Ni bằng Katai Katai Kiên cường từ số 3 khẩn là trong từ lo lắng bộ trưởng luôn lo lắng vì chức vụ này mong manh như sợi chỉ iti bằng kincho cho lo lắng ni bằng kinkyuji tai kinkyuji tai tình huống khẩn cấp từ tiếp theo hiền có nghĩa là hiền trí hiền chiết bộ trưởng có tiền luôn là người hiền trí. kiên bang kenja kenja người thông minh. Ni bằng kenme kenme sáng suốt. Ok, ba chữ cuối cùng kết thúc chương 2 này. Quy, phụ và tạo. Quy sẽ mang nghĩa là về. Buông đao xuống và về nhà cầm trội. Ichiban bang kikoku kiko cỡ về nước ni bằng kita cỡ kita cỡ về nhà từ tiếp theo phụ là trong phụ nữ người con gái cầm chổi sẽ trở thành người phụ nữ của gia đình ichiban fu phu vợ, phu vợ vợ chồng ni bằng shimp shimp cô dâu từ tiếp theo tạo là trong từ quét. Tay cầm chổi để quét nhà. Ichiban Itso so tiêu diệt sạch. Ni bằng Seso Seso dọn vệ sinh. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về ba chữ cấu, cấu và giảng Liệu số lượng nét nhiều như thế này thì có tỷ lệ thuận với độ khó không nhỉ? Chúng ta tìm hiểu luôn nhé. Trước câu số 1 sẽ mang nghĩa là cấu tạo. Dùng nhiều cây để lấp miệng giếng, cấu tạo từ gỗ lại với nhau. Mày có nhiều cái giếng này chúng ta từng học không? Đúng không ạ? Ichi kamaeru. Kamaeru Kamaer là xây dựng, sở hữu, có thái độ, sẵn sàng tư thế. Nói chung có rất là nhiều nghĩa phụ thuộc vào từ phía trước của nó là gì nữa. Từ số 2. Kojo cô cho cầu tạm chữ cấu tiếp theo thì sẽ mang nghĩa là mua dùng tiền mua lại cái giếng mọi người nhớ nhé có bộ bối thì sẽ là là dùng tiền để đi mua chia bằng cô bay cô bay mua hàng ni bằng cô như cô như cũng có nghĩa là mua còn từ số 3, giảng thì sẽ là trong từ giờ giảng hoặc là giảng viên trong giờ giảng giáo sư nói chuyện về cái giếng được xây. Ichiban Kogi Kogi Giờ giảng Từ tiếp theo này, một âm cư yomi Tuy nhiên thì chúng ta vẫn đọc là cô Cô di được Cô di được là đề ra Hai, ikimasu Ba chữ tiếp theo chính là Bão, phao và pháo Bão sẽ có nghĩa là Ôm hoặc là hoài bão Dùng tay Ôm lấy chính mình Ichiban idake. Ở đây dịch là mang Mang trong mình sự hoài nghi Tuy nhiên nét nghĩa chung thì các bạn có thể dịch là ôm Ví dụ như là uh, ấp ủ hoài bão chẳng hạn Còn chữ tiếp theo Một cách đọc âm ôn khác Thì mình sẽ đọc là shimbo Shimbo Có nghĩa là sức chịu đựng Từ số 2 phao mang nghĩa là bong bóng Xung quanh được bao bọc bởi các bong bóng nước Ichiban Awa Awa là bọt, ví dụ như bọt bia, bọt của xà phòng này Hay, hô wa hô Kihô hô Bọt khí số 3 Pháo sẽ có nghĩa là pháo luôn Pháo bọc đá ở bên trong cô nan desu hạp bộ hạp bộ nã súng tiếp theo tai hô tai hô đại bác ba chữ tiếp theo sẽ có câu chuyện cực cực kỳ thú vị ạ Khung, túy và túy chúng được sắp xếp bởi những bộ thủ rất cơ bản thôi đúng không đây là số 9 này, số 10 này, mình ghép lại được thành 90 nhá. Dùng cây để làm ra 90 cái khung cái khung mình sẽ đọc là Wakugumi mị là khung theo đúng nghĩa đen, nghĩa bóng Ngoài ra nó còn có thể dịch là khuôn khổ được nữa Từ tiếp theo, túy là say Say vì uống 90 chén rượu Say thì là say rượu chẳng hạn đúng không? Nên chúng ta phải có osake ở đây nhá Ichibang Yo Yo Mình có thể dịch là say, say rượu này Hoặc là say tàu xe, đều được hết từ số 2, Yop para yop para Say rượu Chữ túy số 3 thì lại mang nghĩa là Tinh túy Lọc ra 90 hạt gạo Tinh túy nhất Ichi bang Ikina Ikina Tinh túy Ni bằng junsi. Junsi, Trong sáng ngây thơ Hay, Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào ba chữ là phạn phiến và giả Các bạn nhìn vào chữ phạm thì đã thấy quen chưa nhỉ? Chính là cơm đấy Phản đối việc không ăn cơm Để giảm cân Ichiban Gohan Gohan Cơm ni Nibang Meshi Meshi Cũng sẽ được dịch là cơm Nó sẽ xuống xã hơn Và thường thì con trai hay dùng mọi người nhé Từ tiếp theo Phiến sẽ có nghĩa là bán Phản đối việc bán sỏ Ichiban Shihan Shihan Thị trường bay Hanbai Hanbai Bán Thứ Số 3 Giả là trong từ tạm thời Hoặc là từ uh, giả thuyết Con người phản đối việc làm tạm thời Ichiban Kame Kame Bí danh Ni bằng Kebio Kepio giả ốm, ốm giả vờ. Hay ba chữ tiếp theo là gì đây ạ? Ẩu, sát và điện. Ẩu mang nghĩa là đấm. Đấm những người ở khu vực bán cây thương. Ichibang Naguru Naguru Đấm Ni bằng Oda Oda Đánh Đấm từ tiếp theo cũng là một động từ rất mạnh, sát trong từ sát hại. Bị sát hại bằng cây thương tẩm thuốc mê. Ichiban Sato Sato ồ ạt dồn dập. nghĩ một âm cưn nhé. korosu, sự là giết, ví dụ là giết côn trùng này, tiêu diệt hoặc là sát hại cũng được. Từ số 3, điện là trong cung điện cùng nhau cầm vũ khí tấn công vào cung điện để cướp xác ướp. Ichi bang Kyuden Kyuden cung điện. Ni bang Otono sama Otono sama cách gọi cung kính những người có địa vị cao, vua, chúa. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào ba chữ huyền, ấu và ảo. Mọi người có thích những chữ ít nét như thế này không? nhìn thoáng hẳn đúng không nhỉ? Huyền sẽ mang nghĩa là gạo lứt này, chuyên nghiệp này, vân vân. Tuy nhiên chúng ta tìm hiểu câu chuyện trước. Người tên Huyền có cái đầu đầu nhỏ. Ichiban Genmai Genmai gạo lứt ni bằng Kuroto Kuroto chuyên nghiệp. Từ số 2 ấu là trong từ ấu thơ trẻ nhỏ trẻ nhỏ sức lực vẫn còn yếu. Ichiban Osanai Osanai ấu thơ ni bằng yo chien yo chien nhà trẻ. Từ số 3 ảo là trong tứ mơ mộng còn nhỏ nên hay mơ mộng. Ichiban Maboroshi Maboroshi quý hiếm ni bằng Gen kaku Gen kaku Ảo giác Hãy, tsugi desu Tiếp theo, phá, bị và bị Phá là trong từ phá rách Nhặt hòn đá chẳng may làm rách ra Ichi băng, Hà sang Hà sang Phá sản Ni bằng Hạ kỵ Hạ kỵ Hủy Tiếp theo bị là trong từ đội mũ này hoặc là từ bị cáo lấy quần áo da thú làm mũ đội ichi bang hikoku nin hikoku nin bị cáo ni bằng higai higai thiệt hại từ số 3 bì là trong từ mệt mỏi bị bệnh về da nên cảm thấy mệt mỏi ichi bang hido hido mệt ni bằng mọi người đều biết từ này rồi đúng không mệt mỏi nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục cố gắng nhá hãy tiếp tục chứng chỉnh chứng chứng là trong chứng minh chứng minh lời nói của mình là đúng Hồ bang hoso Hồ hoso người bảo lãnh Chigi. Mì bưng xô mê xô Mì bơn xô mê xô Hơi dài một chút đúng không? Nhưng mà nó quan trọng nên các bạn phải học nhá Giấy tờ tùy thân ạ Tiếp theo, chỉnh là trong từ Chỉnh lại Dùng tay chỉnh lại bó hoa cho đúng vị trí Vị băng Xê đi tông Xê tông Không bạn nào không biết từ này nếu mà sang nhật rồi đúng không? Sàng lọc, sắp xếp Tiếp theo này Tô tô được được mình sẽ dịch là sắp xếp đồ đạc, chỉnh đốn trang phục, tư thế ở đây là tóc tai thì có thể dịch là vuốt tóc nhé. Từ số 3 cũng là chứng nhưng mà lại là triệu chứng, chẩn đoán đúng triệu chứng bệnh. Ichiban shoujo shoujo triệu chứng. Ni bằng jūsho jūsho bị thương nặng. Hay, chúng ta sẽ tiếp tục với ba chữ chính là sảnh, chữ và đình Rồi, chúng ta sẽ thử tìm hiểu cách nhớ theo chữ sảnh nhé. Trong sảnh có đầy đinh, bộ đinh đúng không nào? Ichibang. Kishocho, Kishocho cục khí tượng. Ni bằng. Kishicho, cho sở cảnh sát. Chữ chữ tiếp theo thì sẽ mang nghĩa là tích chữ tiền được tích trữ đầy trong sảnh. Ichi bang tameru. Tameru tích trữ. Tsugi chokin. Chokin tiết kiệm tiền. Từ số 3 đình có nghĩa là dừng lại. Một người dừng lại đứng trước đình. Ichi bang ga Tegaku te nghỉ học. Ni bằng tê đen tê đen ngắt điện ấy xử phách bạc và xúc ở đây phách chúng ta sẽ hiểu là vỗ trong vỗ tay dùng tay vỗ bạch bạch tạo nên nhịp phách ý chí bằng sim nhịp tim xử ghi hắc vỗ tay tiếp theo này bạc có nghĩa là chọn lại nhé. chọn lại căn nhà màu trắng để uống nước. Đấy, cách đọc âm cư. Tô mê được. Tô mê được. chọn lại. Ngủ lại. Tiếp theo, về âm ôn thì chúng ta sẽ đọc là ha cự. Shukuhakusaki. Shukuhakusaki. Chỗ chọn từ số 3. xúc sẽ có nghĩa là co lại, rút ngắn lại. Chiếc áo làm bằng 100 sợi chỉ bị người ta giặt ở nhà nên bị co lại. Ichiban shukusho shukusho thu nhỏ. Tsugi chizimeru chizimeru rút ngắn. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ có ba chữ là chúc, huống và cạnh. Chúc có nghĩa là chúc mừng, quà mừng. Tôi lấy cái cà vạt làm quà mừng cho anh trai. Cô Iwa -u. Iwa -u. chúc mừng cô ngày lễ. Từ tiếp theo, huống là trong tình huống, tình hình. Tình hình là nước dính hết vào, anh trai rồi. Ichiban phục suy thoái kinh tế. Ni bằng Kinh kinkyo. kinkyo tình hình gần đây. Từ tiếp theo, cạnh là trong cạnh tranh. Hai ông anh cạnh tranh xem ai đứng lâu hơn. Ichiban, kyōgi, kyōgi, thi đấu. ni bằng, kyōsō, -so, kyōsō, -so, cạnh tranh. Hãy, tsugi desu. Hạn, phòng, lân. Hạn sẽ mang nghĩa là giới hạn. Những mảnh đất tốt được giới hạn trong 13 mảnh này. Ichiban gen 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 quyền hạn. Tsugi seigen seigen giới hạn. Từ tiếp theo, phòng là trong phòng tránh, đề phòng. Có 13 phương pháp phòng tránh. Ichiban Tebo te debo d từ tiếp theo, các bạn thử đọc âm cương được không ạ? À? Hãy phư xê gựa. Phư xê Đề phòng. Lân thì sẽ có nghĩa là lân cận này, bên cạnh này. Hàng năm, anh ta đều sang nhà bên cạnh. Xin 13 bà kỳ gạo. Ichi băng. Din din. Din Hàng xóm. Từ tiếp theo, mày có nhớ mặt chữ không? Tô na đi. Tô na đi. Bên cạnh. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào ba chữ khí, thao và táo. Chữ số 1, khí là trong vũ khí. Vũ khí là khẩu đại bác có bốn nòng súng to. Ichi bang, shokki, shokki, bát đĩa. Ni bằng gạc kỵ, gạc kỵ, nhạc cụ. Số 2, thao là trong thao tác. Thao tác tay với sản phẩm được làm từ gỗ. Ichiban bang tai so tai so thể dục. Ni bằng so sạ so sạ thao tác. Chữ số 3 táo mang nghĩa là khô. Hơ qua lửa các sản phẩm bằng gỗ để làm khô. Ichiban bang kan so ki kan so ki máy sấy khô. Ni bằng cam xô dậy, Can xô dậy, gói chống ẩm. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ có chữ nhai, thuật và vệ. Nhai mang nghĩa là thành phố. Đi xem hai mảnh đất ở thành phố. Ichiban Gaito Gaito tô, tô, đường phố. Ni bằng sô tên gai, show tên gai khu mua sắm thuật thì sẽ mang nghĩa là phẫu thuật hoặc kỹ thuật ninja có kỹ thuật đi xuyên qua cái cây Ichiban bang shuzutsu shuzutsu phẫu thuật ni bằng yuzutsu yuzutsu nghệ thuật số 3 vệ là trong vệ tinh vi hành lên vệ tinh khác để thám hiểm. Ichi bằng e c e c vệ sinh. Ni bằng go e go e bảo vệ. Hãy suy nghĩ. Thái, thái và thái ba hán Việt hoàn toàn giống nhau. Hán Việt giống nhau nhưng mà ý nghĩa khác nhau, vì vậy chúng ta mới cần học chữ Hán đúng không? Chữ thái số 1 sẽ mang nghĩa là rau. Chị Thảo bắt tay vào việc thái cây rau. Ichiban. băng, Yasai. sai, nhà sai, rau. Tsugi, kore wa, sai en, sai en, vườn rau. Chữ thái số 2 mang nghĩa là thuê. Thuê thêm một tay người làm để trồng rau. Ichiban. băng, sai ketsu, sai chữ biểu quyết. Ni bằng, Sayo Sayo Thuê Tuyển dụng Tiết thái số 3 thì mang nghĩa là rực rỡ nói về màu sắc Người trồng rau có màu tóc rực rỡ Ichiban, Irodori Irodori Màu sắc Tugi sai e Chanh e, màu nước Tiếp theo sẽ có bộ bên trái hoàn toàn giống nhau Bộ gì mọi người? Ấy? Xa mang nghĩa là xe đúng không? Thâu này, nhuyễn và hiên Thâu có nghĩa là vận chuyển Có một chiếc ô tô Động trước cửa nhà Để vận chuyển đồ Ichiban Yushutsu Yushutsu, xuất khẩu Chú kị, của đều á Yuso vận chuyển Tiếp theo, nhuyễn sẽ mang nghĩa là Mềm Bánh xe Thiếu hơi nên bị mềm. Ichiban. Nan kotsu. Nan kotsu. Sụn. ni bằng. Jū nan, jai, nan jai, Nước xả vải. Từ số 3. Hiên. Có nghĩa là mái hiên này. Đậu ô tô ở dưới mái hiên. Nên nó khô. Ichiban. Ikken-ya. Ich ikken ich một căn nhà riêng. Ni bằng. No kiyo tsudaneru. No kiyo tsudane Nối nhau thành một dãy. Hãy, ba chữ tiếp theo chính là phất, khuếch và khoáng. Chữ số 1, phất sẽ có cách nhớ theo câu chuyện như sau. Tự tay tôi trả tiền cho nhân viên. Vậy phất sẽ mang nghĩa là trả tiền. Ichiban. Phật sô Phật cỡ, Gạt bỏ Chữ tiếp theo Chi ha Chi Thanh toán Khuếch thì sẽ mang nghĩa là khuếch đại Dùng tay mở rộng quảng trường Để phô trương khuếch đại Chi băng Các cư san Các cư san Khuếch tán Chữ tiếp theo Các cư trô Kaku-cho, mở rộng. Khoáng thì sẽ mang nghĩa là khoáng sản. Khoáng sản này bán được nhiều tiền nên muốn mở rộng kinh doanh. Ichiban, koseki. Koseki, quặng. Nibang, cô Kobutsu. Kobutsu, khoáng chất. Hay, tự địch, thích và trích. Địch là trong kẻ địch. Đứng ở cổng thành cổ, giơ tay lên để nghênh địch. Ichi Muteki. Muteki vô địch. Ni bằng Kyoteki. Kyoteki kẻ địch mạnh. Chất số 2, thích là trong thích hợp. Đứng ở cổng thành cổ, thích hợp cho việc ngắm người đi đường. Ichibang Tekiyo Tekiyo áp dụng ni bằng Kaiteki kai teki thoải mái chữ số 3 Chích sẽ có nghĩa là giọt nước đứng ở cổng thành cổ ngắm giọt nước ichibang suiteki teki suyteki giọt nước suy nghĩ một âm cưng chúng ta sẽ đọc là startađe startađe nhỏ xuống tiếp theo là ba chữ đều có chứa bộ cổ cố khô và cư cố là trong cố định cố định bức tường xung quanh thành cổ itchy băng cô tay cô tay thể rắn ni bằng cô tê cô tê cổ định khô thì sẽ có nghĩa là khô héo cây già đi dần dần khô héo ichi bằng cà đê hạ cà đê hạ lá héo ni bằng cà đa sự cà đa sự làm héo chữ số 3 cư có nghĩa là cư trú con ma cư trú trong nhà cổ. Ichibang, Izakaya, Izakaya quán rượu. suy chữ này chúng ta sẽ đọc là Dokyo Dokyo sống chung. Ba chữ tiếp theo là xào quả và khóa. Chữ xào thì sẽ mang nghĩa là tổ, ví dụ như tổ chim hoàn thành xây ba tổ chim ichiban su su Tổ. ni bằng suzukuri suzukuri làm tổ chữ thứ hai quả sẽ mang nghĩa là bánh kẹo hoàn thành việc làm kẹo từ thảo mộc ichiban okashi okashi bánh kẹo ni bằng yoga shi yoga bánh kẹo tây chữ số 3 khóa là trong khóa học hoàn thành khóa học luyện nói ichiban kakin kakin nạp tiền ni bằng kacho kacho trưởng phòng ba chữ tiếp theo chúng ta sẽ đi vào chữ tuyển nguyên và nguyên. Cách nhớ của chữ tuyển thì vô cùng đơn giản. Nước màu trắng là nước suối và chúng ta cũng sẽ có một từ vựng duy nhất. Onsen. Ôn Onsen. Ôn Mọi người đều biết rồi đúng không? Suối nước nóng. Chữ số 2, nguyên là trong nguyên nhân. Nguyên nhân sườn núi màu trắng ngày càng nhỏ là do đâu? Ichiban. Shitsugen sitsugen đầm lầy ni bằng gendio gendio nguyên liệu tiếp tục thì vẫn là chữ nguyên tuy nhiên thì nó sẽ mang nghĩa là nguồn gốc nguồn gốc của sự sống là do có nước chi bằng shin gen trị shin gen trị vùng tâm trấn ni bằng Tên nên chi gen Tên nên chi gen. Tài nguyên thiên nhiên Hãy show. Trang Trang trí Chữ trang số 1 thì sẽ mang nghĩa là Biệt thự Hãy Trang trại cỏ lộng lẫy Và chữ biệt thự của chúng ta sẽ được đọc là Besso Besso Chữ trang số 2 thì sẽ mang nghĩa là trang phục Trang bị những y phục Lộng lẫy Ichiban Fukusou Fukuso. Trang phục Tiếp theo mọi người sẽ nhìn xuống từ này nhé Khá là quen thuộc và cũng là ngành nghề Của nhiều bạn đang làm đúng không? Chính là đóng gói Chúng ta sẽ có từ Hô sô so. Hô sô so. Tiếp theo chí là trong tạp chí Tạp chí Nói về chủ đề Bệnh sĩ chết trước bệnh tim Ichiban Zashi Zashi Tạp chí Ni bằng Nikshi Nhật ký Ba chữ tiếp theo chính là thự, chứ và tự Để có thể nhớ được chữ thự, các bạn cùng tham khảo câu chuyện như sau nhé Một người đội mũ đứng trước cửa văn phòng Ichi bang Busho Busho Bộ phận ni bằng cho mê ký tên tiếp theo chứ tác giả là người được đội vòng nguyệt quế làm bằng thảo mộc ý chí bằng cho mẹ cho người nổi tiếng tiếp theo cho sạc cho tác giả Chữ số 3 Tự có nghĩa là cùng nhau Sợi chỉ gắn kết hai người Để cùng nhau đi tới cuối con đường Ichibang Ichoni Ichoni Cùng nhau Tsugi Naisho Naisho là bí mật Tiếp theo chúng ta có ba chữ gì đây nhỉ? Tức Tiết và nhãn Tức là ngay lập tức Bát phở phải ăn ngay lập tức thì mới ngon. Ichiban Ishoku-soku-hatsu ich Ishoku-soku-hatsu ich Căng thẳng Nibam Sokusekida-men Sokusekida-men Mì ăn liền Tiếp theo, tiết sẽ trong từ tiết kiệm. Dùng che, tức là đăng tiết kiệm. Ichiban kisetsu kisetsu mùa ni bằng setsuyaku setsuyaku tiết kiệm chữ số 3 nhãn là nhãn cầu con mắt với con mắt phần tốt nhất là nhãn cầu chi bằng gan ten gan ten mục tiêu điểm chú ý đến từ tiếp theo Khoa mắt chúng ta sẽ đọc là gan cả, gan cả. Ok chúng ta sẽ cùng đi tiếp với ba chữ là dung, tao và lam. Câu chuyện để nhớ chữ dung như sau: Xin đầu tư để xây nhà cao tầng và nuôi côn trùng. Iti bằng, kin yukikang, kin yukikang cơ quan tài chính. Ni bằng yu shi vay vốn chữ số 2 tao sẽ mang nghĩa là ẩm ý con ngựa lại bị côn trùng đốt nên kêu ẩm ý ý chi bằng sawagi sawagi ẩm ý ồn ào ni bằng sawagashi sawagashi đây là tính từ đuôi y và vẫn mang nghĩa là ồn ào từ tiếp theo Lam là từ cơn rông Gió ở trên núi Lam Sơn Cả hai từ này thì đều có chung một cách đọc là Arashi Arashi Cơn bão Tiếp theo là ba chữ khá là nhiều nét đúng không? Chính là liêu, liệu và liêu Liêu số 1 thì sẽ mang nghĩa là ký túc Từ nhỏ tới lớn, ngày nào tôi cũng về ký túc Vậy ký túc mọi người còn nhớ không nhỉ? Ok. Shain dio. Shain Ký túc xá của nhân viên. Ni bằng. Dio se katsu. Dio Cuộc sống ở ký túc xá. Số 2. Liệu là trong từ trị liệu, điều trị. Dù lớn hay nhỏ, cũng sẽ có ngày mắc bệnh phải điều trị. Ichi bằng. Chi điều. Chi điều. Trị liệu. Ni bằng dio trị liệu nghỉ dưỡng phục hồi còn chữ liêu số 3 thì sẽ mang nghĩa là đồng nghiệp người mà ngày nào cùng chúng tôi giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ chính là đồng nghiệp chi bằng đô Do, ryo, do ryo, đồng nghiệp ni bằng candio candio viên chức Hãy chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu ba chữ tiếp theo là ngung, ngẫu và ngu. Chữ ngung thì sẽ mang nghĩa là góc mọi người nhé. Bà vợ ngốc nghếch ngồi trong góc nhà. Ichiban sumi sumi là góc xó. Ni bằng sumizumi sumizumi ngóc ngách. Chữ số 2 ngẫu là trong ngẫu nhiên tình cờ tình cờ gặp một người ngu ngốc. Ichi bang guzen gư guzen tình cờ ngẫu nhiên. Ni bằng hai gư sạ hai gư sạ vợ chồng. Số 3 ngu là trong ngu ngốc. Đánh cắp trái tim của một người ngu ngốc là một hành động ngu ngốc. cả bang đô ngu ngốc ni bằng gư môn gư môn câu hỏi ngốc nghếch hay ikimasho, ngạch cát lược ngạch là trong kim ngạch là tiền đúng không mọi người khách hàng đau đầu rồi đỡ lấy chán Ichiban cỡ kore ga kore số tiền ni bằng gakubuchi Gakubuchi, khung ảnh. Chữ tiếp theo, các là trong nội các. Các thành viên trong nội các thì đứng ở cửa. Ichiban, Gakudio, Gakudio, bộ trưởng. Chữ tiếp theo, Kinh Kinkakuji, Kinh một ngôi chùa rất nổi tiếng ở Kyoto, đúng không? Chùa vàng. Số 3, lược là trong giản lược. Mỗi mảnh ruộng đều bị cắt bớt đi một ít. Ichi bang cư kodiakubon Ko sách hướng dẫn. Ni bằng sendiaku sendiaku chiến lược. Hãy ba chữ tiếp theo của chúng ta là minh x và chúng. Minh sẽ mang nghĩa là đồng minh. Đồng minh Nhật và Nguyệt ăn chung một đĩa cơm. Ichiban. Kame. Kame. Gia nhập. ni bằng. Dome. Dome. Đồng minh. Chữ số 2. X là trong lợi ích. Cùng nhau bàn bạc về 6 lợi ích của chiếc đĩa. Ichiban. Yu eki ỵ e hữu ích ni bằng si e siỵ e doanh thu chữ số 3 chúng là trong quần chúng máu trên tóc và y phục của quần chúng nhân dân chi bằng can su can khán giả ni bằng cho cho thính giả ba chữ tiếp theo của chúng ta sẽ đều xuất phát từ bộ kỷ cụ thể chính là chữ cải phối và quyển cải là trong cải thiện sửa đổi tự mình một tay sửa đổi lại tất cả rồi các bạn nhìn vào từ này cải cách đúng không nào chúng ta sẽ có cách đọc tương đương là cai ca cỡ cai ca cỡ rồi tiếp theo một âm kunyomi chính là adatame được adatame được thay đổi tiếp theo phối từ này thì sẽ mang nghĩa là phân phát mang gà của mình đi phân phát cho mọi người phân phát thì chúng ta sẽ có cách đọc âm cưng chính là cứ ba được cứ ba được còn một từ có chứa âm ôn mọi người nhé từ này rất là quen hay Haitatsu hay tatsu, giao hàng Thứ số 3, quyển là mang nghĩa là quyển sách. Hai người tự kỷ ở nhà đọc quyển sách. Ichiban, Zenkan, Zenkan, Toàn tập, Nibang, Nodimaki. Nodimaki. Cơm cuộn rong biển. Tiếp theo chúng ta sẽ có 3 chữ, trừ, tà, đồ. Trừ là trong ngoại trừ. Ngoại trừ bà dư thì không ai được vào. Ichiban. Sakujo. Sakujo. Xóa bỏ. Kore wa. Hai. Nozoku. Nozoku. Ngoại trừ. Tiếp theo, tà sẽ mang nghĩa là lệch. Vì dư hai kim nên cân bị lệch. Ichiban. Yamano Shamen Yamano Shamen Sườn núi Ni bằng Shasen Shasen Đường chéo Số 3 Đồ mang nghĩa là giữa Dư sức đi đến giữa con đường này Ichiban Chiuto Hanpa Chiuto Hanpa Nửa chừng nửa vời Từ tiếp theo Zento tộ. Tương lai Hãy to give up Tổng Xong Thái Tổng mang nghĩa là tổng hợp Tổng hợp doanh thu bán chỉ một cách công tâm Ichiban So sen kyo So sen Tổng tuyển cử Ni bằng sogo, sogo là tổng hợp còn liên quan tới bệnh viện thì chúng ta sẽ dịch là bệnh viện đa khoa. Từ tiếp theo, song mang ý nghĩa là cửa sổ. Cửa sổ mở ra cái hang nơi có thể gửi gắm tâm tư trong tim. Itchiban. Madoguchi. Madoguchi quầy giao dịch. Ni bằng. Madogiwah. Madogiwah ghế bên phía cửa sổ. Chữ số 3 Thái là trong thái độ Người có năng lực lại thêm trái tim nhiệt huyết Thì thái độ trong công việc cũng sẽ khác chi chí jittai, Dịch tay Dịch tay Tình hình thực tế Chữ ghi băng seitai, tay tay Sinh thái Hay đồng rồi Phải đỡ rồi tiếp theo ba chữ các bạn nhìn thấy số nét khá là đơn giản đúng không lễ chat và loạn cách nhớ theo câu chuyện lần lượt sẽ như sau quỳ trước bàn thờ để hành lễ chi bằng o d cảm ơn ni bằng d g lễ phép từ tiếp theo chat dán bùa có ghi chữ lờ lên cây. Ichiban. Ofuda. Ofuda. Cái bùa. Ngoài ra, chữ này các bạn còn có thể đọc là osatsu. Osatsu. Mang nghĩa là tiền giấy. Từ tiếp theo. Nafuda. Nafuda. Bảng tên. Số 3. Loạn. Nói chữ lờ loạn hết cả lưỡi. Ichiban đan bộ, đan bộ, thô lỗ, ni bằng, côn đan, côn đan, bối rối Tiếp theo là ba chữ cùng có chứa bộ thốn này: phù, tương và phong. Phù sẽ mang nghĩa là phù hiệu, gắn phù hiệu cho hình mang non lên người. Chữ bằng: Ôm onpu. Ôm nốt nhạc ni bằng kịp bự kịp bự vé tiếp theo tương là trong tương lai tương lai nằm trên giường cắn móng tay thì rất là thốn chi bằng shogun. shogun, tướng quân ni bằng chiều shisho, chủ tướng tiếp theo Phong là trong từ niêm phong. Hai mảnh đất đều bị niêm phong. Thịt rất là thốn. Ichiban, chắc hẳn mọi người vẫn nhớ từ này đúng không? Phư tô, phư tô phong bì. Sư ghi, hãy Đô phư, đô phư gửi kèm. Ba chữ tiếp theo của chúng ta chính là tẩm, xâm và tẩm. Chạy. Tầm số 1 thì sẽ mang nghĩa là ngủ. Dưới mái nhà, sau bức tường, em lại chùm chăn để ngủ. Ichi bang, hirune, hirune, ngủ chưa? Ni bang, shinshitsu shinshitsu phòng ngủ. Tiếp theo, xâm mang nghĩa là xâm nhập. Xâm nhập vào phòng có người đang ngủ. Ichi bang, shingai xin gai xâm phạm ni bằng xin new xin new xâm nhập chữ tầm tiếp theo sẽ mang nghĩa là ngâm nước tràn trong lúc ngủ nên cả người bị ngâm trong nước Ichiban Hitasu Hitasu ngâm nhúng ni bằng Hitaru được ta được chìm đắm Tzugi thịnh thành việt thịnh là thịnh vượng phát đạt nếu bán đĩa thành công thì sẽ phát đạt Ichiban bang omori omori suất lớn khi các bạn ăn ở ngoài gọi món tsugi mô mode mô sới trong từ sới cơm đầy đủ sẽ là gohan omode từ số 2 thành Tuy nhiên thành này không phải là thành công mà nó sẽ là thành, ví dụ như là thành Osaka chẳng hạn. Thành công mua được mảnh đất trong thành. Hãy chúng ta cùng nhìn nhé. Thành Osaka thì mình sẽ đọc là Osaka Jo. Osaka Jo. Từ tiếp theo, lâu đài thành quách sẽ đọc chung là si độ Xuống chữ thứ ba, Việt là trong từ vượt qua. Thành công chạy vượt qua biên giới. Ichiban một cách đọc âm được, koeru, koeru vượt ví dụ như là vượt biển. Từ tiếp theo rất là quen thuộc phải không nhỉ? Hikoshi, hikoshi, việc chuyển nhà. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ba chữ: Bạt, viện, phát. Bạt có nghĩa là nhổ. Tay của bạn nhổ răng cho mình. Vậy nhổ răng chúng ta sẽ có cách đọc là haonoku nước cỡ từ tiếp theo nước kê được nước kê được hết cụ thể trong trường hợp này mình sẽ dịch là hết hơi cư kia được chuyển xuống từ số 2 viện là trong chi viện bạn dùng hai tay để chi viện cho mình chi băng chiên chi ủng hộ giúp đỡ ni bằng o u cổ vũ Chứ số 3 phát, chữ này khá là nhiều nét đúng không? Nhưng mà tin chắc các bạn học lên N2 rồi sẽ nhiều bạn biết từ này, chính là tóc. Bạn cắt tóc khi tóc mình dài ra. Chúng ta sẽ có một từ cũng khá quen, kiểu tóc. Kamigata. Kamigata. Tiếp theo, có bạn nào đang để tóc mái không ạ? Thì chúng ta sẽ có cách đọc là maegami. Maegami. Ok, ba chữ tiếp theo cũng nhiều nét không kém, đúng không? Chính là chữ trấn này, thần và nùng nhá. Rồi, cách nhớ của chữ trấn sẽ như sau. Vẫy tay để gọi rồng tới. Ichi bang. Fudi đi cô komu, chuyển tiền. Ni bằng. Fudu. Fudu, ví dụ như lắc đầu chúng ta sẽ có là kubio fudu. Tiếp theo, thần nữ thần mang thai vậy từ này sẽ có nghĩa là mang thai và cụ thể đi vào cách đọc nin xin nin xin ok tiếp theo nùng nùng ở đây có nghĩa là nồng là đậm nước dùng trong nông nghiệp có vị nồng Ichiban. băng koi koi là đậm ví dụ như là màu sắc hoặc là trang điểm hoặc là vị của món ăn đậm này từ tiếp theo nô cô nô cô cũng có nghĩa là đậm trong đậm đà ba chữ tiếp theo là khế khiết và khiết khế là trong khế ước hợp đồng ông chủ cầm dao to khi đi ký hợp đồng ichi bằng kê yakusho kê yaku bản hợp đồng ni bằng yaku. yaku hợp đồng Tiếp theo, khiết sẽ mang nghĩa là quán nước. Hai bên đấu khẩu tại quán nước để ký hợp đồng. Ichi bang. Kisaten. Kisaten. Quán nước, quán giải khát. Ni bằng. Kitsuenjo. Kitsuenjo. Nơi hút thuốc. Số 3 cũng là khiết nhưng nó sẽ mang là là sạch, là tinh khiết. Ông ấy dùng nước để rửa sạch dao và dùng chỉ rồi buộc lại. C bang seiketsu Sei sạch sẽ. Ni bang fuketsu fuketsu không sạch sẽ. Ba chi tiết theo mọi người có nhận ra nó đều có chứa bộ gì không nhỉ? Hãy chính xác, bộ mễ mà nghĩa là gạo đúng không? Cụ thể sẽ là ba từ mê, đường và cúc. Mê là mê cung, là lạc đường. Đi mua gạo, xong bị lạc đường luôn. Ichiban. Mê xin. Mê xin. Mê tín. Tiếp theo, một cách đọc âm cưng mà các bạn sẽ gặp rất là nhiều đây. Mayo. Mayo là phân vân, đắn đo, hoặc đi với đường thì mình sẽ dịch là lạc đường nhé. Từ tiếp theo, đường mang ý nghĩa là đường luôn. Đường dùng trong uh, nấu ăn. Hay... Gạo nhà em ngọt như đường Rồi chúng ta cùng nhìn vào chữ này Khá khó nhá Tô niô Tô -ni Hãy có nghĩa là bệnh tiểu đường Tiếp theo quá quen thuộc rồi Sato Sato đường Thứ số 3 Cúc là trong hoa cúc Cô Thảo mang một bao gạo đi đổi lấy bó hoa cúc Ichiban, Nogi Nô no ghi cỡ. Hoa cúc dại. Ni bằng. Xuân ghi cỡ. Xuân ghi cỡ. Rau cải cúc. Ok, chúng ta sẽ cùng chuyển sang ba chữ tiếp theo vô cùng đơn giản mọi người nhé. Đó chính là chữ tư, đạo và tư. Chữ tư số 1 mang ý nghĩa là hình bóng. Hình bóng của những cô gái lần lượt hiện lên. Ichiban. sugata sugata hình dáng ni bằng yoshi yoshi dung nhan diện mạo tiếp theo đến với chữ thứ hai đạo là trong đạo tặc mang ý nghĩa là gì mọi người nhỉ trộm cắp đúng không tiếp theo chúng ta sẽ trộm cái đĩa quý ichiban goto goto kẻ cướp ni bằng nusumi nsum có nghĩa là vụ trộm từ tiếp theo tư là trong đầu tư liên tiếp dùng tiền đầu tư vậy đầu tư là gì mọi người nhỉ? ok chính xác tu sĩ tu sĩ đầu tư ni bằng si điều si điều tài liệu hãy suy nghĩ chúng ta cùng đến với ba chữ tiếp theo là tịch đồng giảng có lẽ chữ tịch sẽ hơi khó một chút xíu đúng không? Nhưng mọi người thử tham khảo thông qua câu chuyện như sau nhé. Ngày xưa, quốc tịch của các võ sĩ được viết lên cây tre. Ichiban, quốc tịch, quốc tịch, quốc tịch. Ni bằng, shoseki, shoseki, sách. Từ số 2, đồng mang nghĩa là ống. Cây tre có các ống đồng đều nhau chí Futo phư tô tô phong bì, ni bằng suy tô suy tô bình đựng nước tiếp theo chữ số 3 giảm là trong đơn giản việc trồng trúc rất đơn giản chỉ cần có thời gian ý chí can Can y đơn giản. Ni bằng. Can ria cư cả. Can ria cư cả. Giản lược hóa. Tiếp theo là ba chữ có cùng âm hán Việt đều là mộ, khiến rất nhiều thế học viên đau đầu. Tuy nhiên, sau đây chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cũng như phân biệt thông qua các bộ thủ nhỏ nhé. Chữ mộ đầu tiên là trong tảo mộ. Cây cỏ dưới ánh nắng mặt trời lớn lên ở khu đất mộ Ichiban Hakamaeri Hakamaeri Đi viếng mộ Ni bằng bố chị bố chị Nghĩa trang Mộ số 2 thì sẽ có nghĩa là cuộc sống Ở khu đất mộ mặt trời Đang lặn xuống Khung cảnh buồn gợi nhớ về cuộc sống vất vả Ichiban Hitori gurashi Hitori gurashi sống một mình. Ni bằng Yugure Yugure Chiều tối Chữ mộ số 3 sẽ mang nghĩa là tuyển Vì sống một mình nên muốn có thêm sức mạnh để tuyển người yêu Ichiban Tsunoru Tsunoru Kêu gọi Ni bằng Boshu Boshu Tuyển rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu ba chữ quen mà lạ lạ mà quen nhé hoàn ngoan và quan chữ hoàn sẽ mang ý nghĩa là hoàn toàn muốn khỏe hoàn toàn thì phải ở nhà nghỉ ngơi ý chí băng hoàn tất hoàn thành suy nghĩ campeki hoàn hảo chữ số hai Ngoan là trong từ ngoan cố Những người mà khỏe mạnh Thì đầu óc rất ngoan cố Ichiban Ganbade Ganbade Rất là quen thuộc đúng không? Mình đã sẵn ganbade bằng Ganjo Ganjo Chắc khỏe Chữ số 3 có vẻ sẽ khó hơn Là chữ quan và mang ý nghĩa là vương miện Khỏe mạnh mà lại trùm chăn, nhận vương miệng, quả thật rất thốn. Ichiban E-kang E-kang Vương miệng, vòng nguyệt quế Ni-bằng O-kang O-kang Vương miệng Ba chữ hán tiếp theo của chúng ta sẽ đều có chứa bộ vũ. Vũ là gì mọi người nhỉ? Ok, chính xác là mưa. Vậy mưa sẽ tạo nên những chữ hán nào? Lôi chấn và nhu lôi là thiên lôi thiên lôi cho mưa xuống ruộng. Ichiban dai dai mưa rồng. Tsukiwaka jirai jirai mìn. Chuẩn số 2 chấn là trong tâm chấn chấn động. Con rồng chuyên gây ra chấn động là vũ và thìn. Ichiban Shindo, Shindo, Cường độ, Ni bằng, Dai Jishin, Dai Jishin, Động đất lớn. Chữ số 3, Nhu là chóng, Nhu cầu, Có nhu cầu, Cho mưa, Rơi, Bốn mùa. Ichiban Juyô, Juyô, Nhu cầu ni bằng hitzudu hing hin nhu yếu phẩm cho sinh hoạt tiếp theo lại là ba chữ xuất phát từ bộ gì nhỉ? rất cơ bản đúng không bộ thổ có nghĩa là đất và ba chữ của chúng ta sẽ là thổ áp trang thổ có nghĩa là nôn ra nôn bằng miệng và nôn ra đất ô tô ô tô nôn mửa ni bằng ha cỡ ha cỡ nôn từ tiếp theo áp là chóng áp lực đất nằm dưới sườn núi chịu rất nhiều áp lực Ichiban bằng cô ketsuatsu cô ketsuatsu huyết áp cao ni bằng tê ketsuatsu tê ketsuatsu huyết áp thấp số 3, trang là trong trang điểm. Bán gạo rồi đến bán nhà, cuối cùng phải bán cả đất để mua đồ trang điểm. 1. bang, usuge sho, usuge trang điểm nhẹ. Ni bang, atsuge sho, trang điểm đậm. Ai, gì wa, thấp, hỗn, khát thấp là trong ẩm thấp vào những ngày nhiều nước môi trường ẩm thấp là cơ hội cho nấm mốc phát triển chúng ta sẽ đọc một từ có chữ âm ôn một từ chứa âm cương nhé ok kodewa shido shido độ ẩm san bằng hãy mê shimer là ẩm ướt đến với chữ tiếp theo hỗn là trong từ hỗn tạp hoặc là từ tắc Thủy và Nhật gọi tỷ đến ăn nhưng trên đường đến lại bị bị tắc. Ichiban Kondeiru Kondeiru Đông Nói về quán hoặc là đường đông. Ni bằng Mazaru Mazaru Trộn vào nhau. Chữ số 3, mọi người có thấy quen không ạ? Khát là chóng. khát nước rồi, đúng không? Thủy và Nhật đang khát nước thì lại ngửi thấy mùi bia. Ichiban Kawak Kawak Khát nước Ni bằng Katsubo Katsubo Khao khát Hãy tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu ba chữ Tài, ngã và nghĩa. Tài là trong trọng tài. Trọng tài cầm binh khí để phân chia đất và y phục. Ichiban sai băng sai Phiên xét xử Tugi Chiu sai Chiu sai Phân xử, hòa giải Tiếp theo Ngã thì có nghĩa là bản ngã Hay ý nghĩa là tôi, đúng không nào? Tôi một tay cầm binh khí đệ, Wade đệ Bản thân Ni bằng Wade 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 Chúng ta Số 3 Nghĩa là trong chủ nghĩa Tôi theo chủ nghĩa không ăn thịt cừu chí bằng Tê gị Tê gị Định nghĩa Tsugi Gim Gim Nghĩa vụ Tiếp theo là ba chữ đều có chứa bộ khuất chính là khuất này, quật và quật. Trước tiên thì chúng ta cần hiểu khuất là gì đã. Trong đây thì mình sẽ nhớ nghĩa là nhàm chán nhé. Con ma xuất hiện trong phim nhiều nên cảm thấy nhàm chán. Rồi, chúng ta cùng nhìn vào chữ Hán này. Chữ này sẽ được đọc là phật cứ. Phật cứ là bất khuất này. Tiếp theo, chữ này sẽ được đọc là cứ sự. sư sự Quất phục Xuống từ số 2 Quật Sẽ mang nghĩa là đào Chán việc đào đất bằng tay Ý chí bằng Hạc cư tử Hạc Khai quật Ni bằng Sai cư sự Sai cư Đào Từ số 3 Quật thì sẽ có nghĩa là cái hào Con ma xuất hiện đào đất để làm cái hào và cái hào chúng ta sẽ đọc một từ rất đơn giản thôi. Hồ đị. Hồ đị. Tiếp theo chúng ta sẽ có ba chữ là kính, cảnh và hưởng. Vì ba chữ này khá là khó nên mọi người tập trung cao độ nhé. Chữ kính thì sẽ mang nghĩa là cái kính đang đeo này hoặc là cái gương. Đứng ngắm chiếc gương bằng vàng. Đeo kính chắc hẳn mọi người vẫn nhớ đúng không? Megane. Megane. Từ số 2. Tekagami. Tekagami là gương cầm tay. Tiếp tục chuyển xuống chữ cảnh thì sẽ mang nghĩa là ranh giới là biên giới. Đứng ngắm vùng đất biên giới. Ichibang Sakai Sakai ranh giới. Ni bằng Kokyo Kokyo biên giới. Chữ thứ ba cũng là chữ khó nhất. Hưởng mang nghĩa là âm hưởng. Âm hưởng của quê hương vang vọng. Ichiban Onkyo Onkyo âm thanh âm vang. Ni bang Hibiku Hibiku vang vang vọng. Hãy ikimasho, kore wa tuyệt hồng tử. Tuyệt thì sẽ có nghĩa là tuyệt đối. Sợi chỉ màu này tuyệt đối không được đánh mất. Vậy tuyệt đối là gì nhỉ? Ok, từ n năm rồi đúng không? Dệt tại Dệt tại Từ tiếp theo này Chữ này sẽ được đọc là Tô đai được Tô đai được là bị ngắt Bị ngắt điên lạc Chữ số 2 Hồng Chỉ màu đỏ là chỉ đẹp nhất Ichi băng Kuchi beni. ni Kuchi Một cái mà con gái rất là thích đúng không? Chính là son Từ số 2 Ni bằng beni ido beni ido màu đỏ tươi chữ thứ ba tử là trong màu tím dừng lại cười hi hi vì đã tìm được sợi chỉ màu tím màu tím là gì mọi người nhỉ ok chính xác murasaki ido murasaki ido từ số 2, tia cực tím chính là shigaisen, shigaisen. Hãy chúng ta cùng tìm hiểu về ba chữ phù, du và tôn. Phù thì sẽ mang nghĩa là nổi lên, kéo tay đứa trẻ đang nổi trên mặt nước. Cách đọc âm cương sẽ là ở kd được, ở ca được là lâng lâng, hưng phấn. Từ số 2 cũng là một cách đọc âm cương khác, ư cự, ư cự là nổi lên, ví dụ nổi trên mặt nước. Chữ thứ hai, du là trong từ ngao du chơi bời. Đứa trẻ nằm mơ ra đường ngao du khắp bốn phương. yu-en-chi, chị yuenchi yu chị khu vui chơi giải trí. Ni bằng yoasobi yoasobi đi chơi đêm. Từ số 3, tôn là trong từ cháu, ví dụ cháu đích tôn. Đứa trẻ có quan hệ máu mủ với con mình chính là cháu của mình. mà Mago Mago cháu. ni bằng Shison son Si son hậu duệ. Tiếp nghị chúng ta sẽ tìm hiểu về ba chữ đình đình và nhâm. Chữ đình số 1 thì sẽ có nghĩa là cung đình. Dẫn ông sĩ quan đội mũ vào trong cung đình bằng qt qt Cung đình Ni bằng Hô tê Hô tê Tòa án Chữ đình số 2 thì sẽ có nghĩa là Gia đình Khu vườn ở trong cung đình Có mái tre Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về từ sân trường trước Trường thì chúng ta hay đọc là Cô rồi đúng không Cô tê Cô tê sân trường. Từ tiếp theo, gia đình chính là KT KT Ok, chúng ta sẽ đi xuống từ nhâm. Nhâm này thì sẽ có nghĩa là mang thai. Phụ nữ mang thai được coi như là vua ở trong nhà, ở trong gia đình. Ichiban Hinin Hinin tránh thai. Ni bằng Ninshin Ninshin có chữa hoặc là mang thai. Ba chế tiếp theo thì đều có chứa bộ nhân đứng nhưng khác nhau như thế nào nhé. Y, bọc và giá. Y thì chúng ta sẽ hiểu là dựa vào. Người đẹp dựa vào quần áo. ý chi bong, ý đây. ý đây nhờ vả. Ni bằng, y dôn, dôn, phụ thuộc. Từ tiếp theo, bọc có nghĩa là tôi. Tôi là người có sự nghiệp mỹ mãn. Tôi thì sẽ được đọc là bô cự. Bô cự thường dùng cho nam giới. Số 3, giá là trong từ trả giá, giá cả. Người phương Tây thường không trả giá. Ichi bằng, Cá trị. Cá trị. Giá trị. Ni bằng. ca ca cự. ca Giá cả. Sư ghi đạo, thuật, quá Đạo thì sẽ mang nghĩa là chỉ đạo Chỉ đạo mọi người đi vào con đường này rất là thốn Ý chí bằng Chỉ đô Chỉ đô chính là từ chỉ đạo hướng dẫn Mi bằng Mi bi cự Mi bi cự Dẫn dắt Từ tiếp theo Thuật sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Thuật lại Thuật lại con đường đi ra bờ hồ. Chi bằng nobe được nêu ra. Ni bằng kizutsu kizutsu viết ra. Từ tiếp theo quá là trong từ quá khứ. Trong quá khứ tôi đã được sống trong căn nhà hai tầng ở ngoài mặt đường. Chi bằng kako kako quá khứ ni bằng tsuka tsuka chạy qua. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ba chữ hỗ, ngõ và bình. Hỗ là trong từ tương hỗ, hỗ trợ lẫn nhau. Hai người dùng miệng nói đỡ cho nhau. Ichi bằng otagai otagai lẫn nhau. Ni bằng sogo sogo chính là tương hỗ và cũng có nghĩa là lẫn nhau. Từ tiếp theo, ngõa có nghĩa là ngói. Ngói có giá trị 29.000 một viên. Vậy mái ngói chúng ta đọc là gì nhỉ? Ok, rất tốt ạ. Kawara. Kawara. Từ tiếp theo, bình là trong bình hoa. Hai bông hoa được cắm trong chiếc bình làm bằng ngói. Ichiban. Cabin ca bin bình, bình hoa ni bằng akibin à akibin à chai rỗng hãy chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ba chữ là bố phúc và loát bố thì sẽ có nghĩa là sợ hãi bạn tâm bị trùm đầu bằng tấm vải nên rất sợ hãi ý chí bằng kyo phượng, kyo sợ hãi Ni bằng ga Kowagadu là sợ Chữ tiếp theo Phúc mang nghĩa là rộng Tấm vải rộng chứa được nhiều của cải Ichiban Katahaba Katahaba bờ vai Ni bằng Michihaba Michihaba con đường Từ số 3 Loat sẽ mang nghĩa là in ấn in tấm hình có con ma được đậy bằng tấm vải bên cạnh là cái dao. Ichiban in satsu in satsu in ni bằng âm um kun yomi suru suru cũng là in. Hãy tiếp theo chúng ta sẽ đi vào ba chữ là cử, kích và thừa. Cử là trong, ứng cử, có 318 cánh tay dơ lên ứng cử. Ichiban Senkyo Senkyo Bầu cử Ni bằng Kyoshu Kyoshu Dơ tay Chữ tiếp theo Kích Chữ này thì nghe có vẻ rất là khó đây đúng không? Ok, chúng ta cùng tìm hiểu luôn này Tay cầm binh khí Đột kích ô tô Ichibang Totsugeki Totsugeki đột kích. Ni bằng cô ghê kỵ. Cô kỵ. Công kích. Từ số 3, thừa là trong thừa nhận. Ba đứa trẻ thừa nhận đã nghịch nước. Ok, cô đây bác. Kê sô. Kê sô. Kế thừa. Chị kỵ. chị. chị. Hiểu rõ. Biết rõ. Tiếp theo chúng ta sẽ học về đắc, thăng và can. Đắc thì sẽ có nghĩa là đắc ý. Đi chùa vào ban ngày, ít người nên vô cùng đắc ý. Ichiban. Arienai. Arienai. Chắc chắn là các bạn đều biết từ này rồi đúng không? Không thể tin được. Từ tiếp theo sẽ khó hơn này. Chính là từ Natoke. Natoke. Hiểu bằng lòng. Tiếp theo đến với từ thang thì nó sẽ có nghĩa là leo lên. Bắc thang leo lên tận mặt trời. Ichi xin shoshin shoshin thăng tiến, thăng chức. Ni bằng noboru noboru lên có nghĩa là mặt trời lên. Từ số 3, can là trong từ khô, phơi. Người ăn xin không phơi quần áo trong 20 ngày. Ichiban kanki kanki Mùa khô. Sigik kun yomi wa kawaku. Kawaku khô trong không khí khô. Tiếp theo là ba chữ đều có chứa bộ tâm chính là ứng, huệ và khủng. Ứng là trong ứng tuyển, bạn tâm, ứng tuyển, công việc tại nhà rất là dễ nhớ đúng không nào Ichi bang. ô en ô en cổ vũ ủng hộ tiếp theo chúng ta nhìn xuống cách đọc âm cưng chính là cổ tay được cô tai được đáp ứng với chữ huệ thì sẽ là ơn huệ hoặc là ban cho dùng tâm để cầu nguyện sẽ được ban cho 10 thửa ruộng ôn kê ôn kê lợi ích, ân huệ. suy nghĩ của đề là mê gư mê ban cho. Rồi, xuống bên dưới, khủng là trong từ khủng hoảng, trong từ sợ hãi. Phàm là làm việc công tâm thì không có gì phải sợ hết. Sợ chúng ta có cách đọc là gì nhỉ? Osoderu. Được. được Tiếp theo, mọi người cùng nhìn chữ này, hơi khó một chút đúng không? Chính là chữ tống tiền và trong tiếng Nhật chúng ta sẽ đọc là kyokatsu. Kyokatsu. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng học về chữ nhân, ký và trạng. Nhân thì là trong nguyên nhân rồi. Tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh đại lại ở trong tù. Ichiban Genin in Gen in nguyên nhân. Ni bằng yo in yô in nguyên nhân chủ yếu tiếp theo ký là trong từ ghé vào ghé thăm khả năng anh đại đã ghé vào nhà ai đó rồi vậy từ ghé chúng ta sẽ đọc là yếu đựng yếu đựng chữ thứ hai này của đều á kỳ phự kỳ phự quyên góp từ số 3, trạng là trong trạng thái chú chó nằm bên cánh cửa và trong trạng thái ngủ Vậy trạng thái đọc là gì mọi người nhỉ? Ok, rất là tốt. Jo tai. tai. Từ tiếp theo mọi người đoán được không ạ? Triệu chứng thì sẽ đọc là hai. Cho Shoujo. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chữ ne, triển và kiên. Ne sẽ mang nghĩa là bùn mọi người ạ. Ni cô nghịch nước và bị dính bùn. Bùn sẽ được đọc là đồ độ đồ độ ok từ tiếp theo khá là thú vị say bí tỉ Đấy, chính là từ dc, dc, ok chuyển số chữ thứ hai triển là trong từ triển lãm tổ chức buổi triển lãm y phục bằng cỏ dành cho xác ướp đầu tiên chúng ta cùng nhìn vào từ phát triển nhé sẽ có cách đọc tương đương là hạt tên hạt tên rồi tiếp theo từ này là gì nhỉ tên dị tên dị trưng bày từ số 3, kiên là trong tứ vai ngồi tựa vai vào cánh cửa và ngắm trăng cô đề vào, kata guruma, kata guruma, cõng hoặc là kiệu trên vai cái kết hợp cũng rất là dễ đúng không còn từ số 2 nào kataokumu kataokumu khoác vai Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu bốn chữ cách, ngoa, hoa và hoang. Cách có nghĩa là cách tân. Thảo cách tân xe ô tô. Ichi bang. Kakume. Kakume. Cách mạng. Ni bằng. Kai cay ca Cải cách. Tiếp theo chữ ngoa thì sẽ có nghĩa là giày. Biến ra thành giày. Đôi giày để đi á. Gutsuta, gutsu tắt vớ. Ni bằng. Undo Gutsu, Undo Gutsu, giày thể thao. Tiếp theo, hoa sẽ có nghĩa là bông hoa. Thảo có hai bông hoa, chia đôi ra mỗi người một bông. Cô đê quá. Gô ca Gô Sa hoa. San bằng. Đây là gì các bạn nhỉ? Hanayakana Hanayakana Lộng lẫy Từ thứ tư Hoang là trống, hoang tàn Cây cỏ chết trôi trên sông Cảnh tượng thật hoang tàn Kuyomi wa Aderu Aderu Trong đây thì sẽ là thời tiết khắc nhiệt Ví dụ bên dưới mọi người nhìn thấy thì sẽ là nói về da đúng không? Da sần sùi, thô ráp. Tiếp theo tính từ đuôi y sẽ được đọc là Adai à ưng tên các a đại lái xe ẩu. Tiếp theo sang bên này sẽ chỉ có hai chữ thôi rất là thoáng chính là từ nhũng và cơ. Nhũng thì mọi người có thể hiểu là tham nhũng cho dễ nhé. Quan tham nhũng ngồi trên ghế phủ khăn. Ichiban bằng jodan. jodan là nói đùa. Từ bên dưới vẫn là jodan đùa cợt mọi người nhé. Từ tiếp theo cơ thì sẽ mang nghĩa là da ngồi trên ghế ngắm da mình dưới ánh trăng. Ichibang Hada, Hada de chính là chữ hoang mà chúng ta vừa học xong đấy, nói về da sần sùi. Từ tiếp theo là Hadagi Hadagi đồ lót cho em bé. Hãy chữ xử hàng Sử thì sẽ mang nghĩa là xử lý xử lý tay cầm của chiếc ghế Ichi ban Shouri Shouri Giải quyết Ni bằng Shouchi Shouchi Sơ cứu Từ tiếp theo Hàng Mọi người cùng tham khảo cách đi nhớ nhé Ngồi ở trên hàng ghế đầu Của một chiếc thuyền ra khơi Hãy cô đê vắng Cô cây Cô Đi biển Tiếp theo kê cô kế cô hủy chuyến có thể là hủy chuyến máy bay hoặc là tàu biển Hay, chúng ta sẽ cùng đi vào bốn chữ có chứa bộ thanh nhé chính là thanh tình tinh và thỉnh chữ thanh số 1 sẽ có nghĩa là thanh sạch trong sạch nước trong sạch tới mức in bóng cả trời xanh ichiban seiso seiso dọn dẹp ni bằng kiyorakana kiyorakana trong sạch trong sáng chữ thứ hai tình là trong tình bạn hoặc là nhiệt huyết trái tim thời thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết ichibang nasakenai nasakenai đáng thương ni bằng yuzo yuzo tình bạn. Chữ số 3. Tinh có nghĩa là tinh thần. Tuổi trẻ cần ăn nhiều gạo để có tinh thần cống hiến hết mình. Chúng ta cùng đi vào đọc chữ số 1. Chữ này sẽ được đọc là seimitsu. Seimitsu, chi tiết tỉ mỉ. Chữ tiếp theo mọi người có thấy quen không? Ok, chính là chữ seiippai. Seiippai là cố gắng hết sức mình. Từ cuối cùng thỉnh là trong thỉnh cầu. Dùng cả thanh xuân để nói lời thỉnh cầu. Ích bằng xin sei xin sei đăng ký. Ni bằng CQ CQ yêu cầu. Tiếp theo chúng ta sẽ tham khảo ba chữ là tham, chân và tu. Tham thì sẽ có nghĩa là tham gia tôi tham gia đại hội tết tóc đuôi sam. Ichiban. bạn, Hakamai đi, Hakamai đi, tảo mộ. Tiếp theo, đây là, hãy sang cô, sang cô tham khảo. Tiếp theo nào, chân có nghĩa là quý hiếm. Ông vua thời bây giờ hiếm khi đội mũ tết tóc đuôi sam. Ichiban. chin mị Chin mi cao lương mỹ vị. Ni bằng kanta Mezurashi. Mezurashi hiếm. Tiếp theo, tu là trong từ tu sửa, sửa lại. Người ta có thể một tay sửa lại tóc đuôi san. Ichiban shugyo shugyo rèn luyện. Tsugi kuyomi wa hai osameru. Osame được Châu rồi Hãy còn nốt một chữ Có chữ bộ sam này Chẩn trong chẩn đoán khám bệnh Một vị bác sĩ Đội mũ tết tóc đuôi sam Khám bệnh nói rất là chuẩn Ichiban Shoshin Shoshin Khám lần đầu Tsugi kore wa Hay Genko shindan Genko shindan Khám sức khỏe hãy suy nghĩ chúng ta cùng học về bốn chữ mục trí công và triệt mục thì là trong mục sư con bò của bố được đem tặng cho mục sư vậy mục sư chúng ta sẽ có từ tương đương là bokushi bokushi từ số hai bokushi cự cự chăn nuôi thì tiếp theo đến với chữ trí thì chữ này sẽ mang nghĩa là gì nhỉ? Trí mạng chẳng hạn này, được chưa? Cho đến bây giờ thì bố đã làm hết mọi việc rồi. Hãy cô đề quá. Chí mê tê kỵ. Chí mê chí mạng. Tiếp theo có đề. Hãy. Ích trị, Ích chị là thống nhất. Tiếp tục với chữ công là trong từ tấn công công trường của bố bị tấn công. Hãy ichi Shokko shoko shoko tấn công nhanh. Ni bằng kogeki kogeki công kích. Hãy cô đây bác triệt trong triệt để được chưa nào? Bố rất triệt để trong việc giáo dục cho con. Ichiban tetsuya tetsuya cả đêm, trắng đêm. Ni bằng Tết tê 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 kỵ tê 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 kỵ thấu đáo, triệt để. Tiếp tục chúng ta sẽ sang với hai chữ là chuyên và bác. Đầu tiên thì mình cần hiểu chuyên có nghĩa là gì? Ở đây là chuyên môn, chuyên ngành. Tôi đi học chuyên môn chỉ để về quản lý 10 thủa ruộng thật là thốn. Ichibang senko cô cô chuyên ngành kỵ, tiếp theo một âm cưng nhá. một para một para hầu như hầu hết xuống chữ tiếp theo bác là trong từ bác học tiến sĩ phải học 10 chuyên môn mới có thể trở thành tiến sĩ Ichiban hakugaku hakugaku uyên bác ni bằng Tô ba cỡ Tô ba cỡ Cờ bạc Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang hai chữ là bạc và bộ Bạc thì sẽ mang nghĩa là nhạt Theo chuyên môn của tôi Khi ngâm thảo mộc bằng nước Vị của nó sẽ bị nhạt đi Ichiban, bằng, Kê ha cỡ Kê ha cỡ Nông cạn Tiếp theo Hãy Ưu sư sư màn hình mỏng nói về tivi từ tiếp theo bộ ở đây là trong từ sổ sách danh sách của những nhà chuyên gia sẽ được dùng bút nước viết lên cây trúc Ichiban, bằng Bô kỵ Bô kỵ sổ sách kế toán ni bằng chô bộ chô bộ sổ thu chi sổ kế toán ok bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào học và phân biệt bốn chữ ti tư tứ từ và tự rồi chúng ta sẽ đi tham khảo hai chữ có chứa ti đầu tiên joshi joshi cấp trên ni bằng shikai shikai dẫn chương trình tiếp theo tứ tới thăm một người cấp trên nó sẽ có cách đọc là ukagau ukagau và sẽ mang hai nghĩa là hỏi hoặc là ghé thăm khiêm nhớ ngữ mọi người nhé từ số 3 từ trong từ ngữ đối đáp với sếp một cách rành mạch bằng từ ngữ linh hoạt ichiban doshi doshi động từ ni bằng meishi Meishi Danh từ Tiếp theo, tự là trong Nuôi Thực phẩm hết xếp đành phải nuôi con bò con trâu Ichiban, Shi iku Shi iku Nuôi một con vật nào đó nói chung Ni bằng Kai nư chủ Kai nư shi Chủ nuôi quá. Tượng Tượng và giá. Tượng có nghĩa là con voi. Cứ ngày nào cũng ăn thịt lợn, chẳng mấy sẽ to khỏe như voi. Ichibang, con voi thì chúng ta sẽ đọc là dô, dô. Ok, Chưa ý. Dai ichi in sho, dai ichi in sho, ấn tượng đầu tiên. Tiếp theo, tượng có nghĩa là bức tượng người ta đúc một bức tượng hình con voi. Ichiban bang Sekizo Sekizo tượng đá. Ni bằng Butsuzo Butsuzo tượng Phật. Tiếp theo, giá thì nó sẽ mang nghĩa là kiếm tiền. Nhà nhà đều trồng lúa để kiếm tiền. Cách đổ âm cơn sẽ là Kasegu kasegu câu giờ này hoặc là kiếm tiền. Tiếp theo, chữ này mình sẽ đọc là dekasegi. Dekasegi đi làm xa nhà. Và một chữ nữa cũng khá là nhiều nét nhưng các bạn đừng sợ nhé, chữ này là kịch trong từ diễn kịch. Cầm một cây đao lùa bảy chú lợn lên núi để diễn kịch. Ichiban gekidan gekidan đoàn kịch ni bằng higeki higeki bi kịch rồi chúng ta sẽ cùng đi tiếp sang ba chữ hình san và tễ bạn nào mà theo dõi video tuần trước của N3 thì chắc chắn sẽ không xa lạ gì với từ hình này rồi, đúng không? Nhưng ở cấp độ N2, chữ hình này sẽ được mở rộng ra rất nhiều từ vựng khác khó hơn. Tử hình bằng cách cho chịu xiềng xích và gươm đao ăng CK CK tử hình ni bằng showke showke thi hành án từ số 2 san có nghĩa là tạp chí phơi khô cây đao để chụp hình cho tạp chí chí băng Yukan báo buổi chiều ni bằng chu căng Chô căng tờ báo sáng chữ số 3 Tễ và sẽ mang nghĩa là thuốc kinh tế gia đình trở nên yếu kém đến mức phải bán dao trong nhà để đi mua thuốc ý chí Senzai sen sen dây chất tẩy rửa ni bằng sạc chiu dây sạc chiu dây thuốc diệt côn trùng Tiếp theo là biệt trong ly biệt chia tay. Khi chia tay miệng nói ra vạn lời như dao găm. Ichiban. Kurebetsu. chữ Tách biệt. Kore wa sebetsu. chữ Giới tính. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu chữ tăng. 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 Chữ tăng số 1 thì sẽ có nghĩa là ghét ghét từ tận trong tim vì không được nhận quả. Từ số 1 chúng ta sẽ đọc là Nikushimi Nikushimi Sự căm ghét từ tiếp theo mùa đông ôn nhá Chính là Jo Jo Vô cùng căm ghét Chữ thứ hai có cách nhớ vô cùng ngắn gọn Tặng tiền Thế thôi đúng không? Ý bằng Kizô. Kizô. Quyên tặng Ni bằng Okurimono Okurimono Quà tặng Tiếp theo, chữ tăng số 2 này thì sẽ mang nghĩa là tăng lên Giá đất ruộng tăng cao trong 2 ngày Ichiban Zoshoku cử Tăng lên, sinh sôi Từ tiếp theo, dễ hơn đúng không? Chính là Dô-cạ Tăng lên, gia tăng Hãy, Tiếp theo đây là chữ tầng và mang nghĩa là tầng luôn, cao tầng ấy mọi người. Xác chết tăng nhiều đến nỗi trồng chất thành tầng. Rồi từ đầu tiên chữ cao và chữ tầng chúng ta sẽ đọc là cô sô cô Từ tiếp theo mọi người nhìn thấy không ạ? Đây là iso iso là càng ngày càng Hãy tiếp theo mọi người có nhận ra điểm chung của ba chữ này không ạ? Đều là chứa bộ thổ đúng không? Gồm có chữ thục này, đường và bích. Thục thì sẽ có nghĩa là học thêm. Đứa trẻ đội mũ bịt mồm lăn tròn dưới đất vì bị bắt đi học thêm. Ichi bang. Gakushu juku. Gakushu juku. Trường luyện thi. Ni bang. Jukuko shi, giáo viên trường luyện thi. Từ số 2, đường là trong nhà ăn. Kinh doanh nhà ăn vào thứ bảy. Rồi, chúng ta sẽ đi vào cách đọc của từ đầu tiên. Và chữ này sẽ được đọc là đô đô, tự tin. Từ tiếp theo, đọc là gì các bạn nhỉ? Cô đô, giảng đường. Từ số 3, bích. Bích ở đây là tường. Trên tường có một bức tranh vẽ con ma ngồi dưới đất, miệng thì đang ăn đồ ăn cay. Hãy, ichi bang, kabe gami, kabe gami, giấy dán tường. Ni bằng, hekki ga, ga, tranh vẽ tường. Vực, vực ở đây thì sẽ mang nghĩa là khu vực lãnh thổ. Chúng ta thử tham khảo cách ghi nhớ nhé. Một là chọn đất ở đây hoặc là ở đằng kia. 1. Lãnh vực. Lãnh vực lãnh thổ ni bằng chi kì. Chi kì trong vùng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các chữ có liên quan tới bộ cộng bao gồm cộng, cảng, hồng. Cộng, chúng ta có cách nhớ như sau. Cộng cả hai mảnh đất lại thì mới được có 8 mét vuông. Y Tomo bataraki. Tomo bataraki. Cùng nhau làm việc. Ni bằng. Kyo kang. Kyo kang. Đồng cảng. Chữ số 2. Cảng là trong cảng luôn. Mình cùng nhau đi ra cảng lấy nước. Ichibang, bằng. shukko, shukko. Rời cảng. Ni bằng. Cư cô, cư cô, sân bay. Từ tiếp theo, hồng và nó có nghĩa là lũ lụt. Cùng nhau ngăn nước lũ. Italy băng. Koji, Koji, lũ lụt. Từ tiếp theo vẫn là liên quan tới bộ cộng và đây chính là chữ dị có nghĩa là khác nhau. Cùng nhau làm ruộng mà thu nhập lại khác nhau. Hại rồi đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách đọc của chữ này có nghĩa là bất thường, hại và nó sẽ được đọc là ijo ijo ok chưa? từ tiếp theo cách đọc âm cưng này, kotona được, kotona được có nghĩa là khác nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi vào các chữ có liên quan tới bộ triệu, triệu, chiêu, chiều triệu số nét khá là ít thôi đúng không? Chữ này sẽ có nghĩa là ăn chính là tôn kính ngữ của từ tà bê đựng mọi người ạ. Anh tiêu tốn nhiều calo rồi nên hãy ăn đi. Ichiban Meshitsukai Messi Messi đầy tớ. Ni bằng Omeshi agadi Omeshi agadi dùng bữa. Từ số 2, chiêu. Chữ này thì sẽ mang nghĩa là thần tài này, là thiệp mời này, rồi chúng ta thử tìm hiểu nhé. Ichiban bằng Maneki neko. Maneki neko. Mèo thần tài. Ni bang. Shotai Thiệp mời. Từ số 3. Triệu và mang nghĩa là đầm lầy. Đầm lầy này nước ăn chân đấy. Ichiban doronuma đồ nư ka. Bế tắc ni bằng nư ma chi nư ma chi đầm lầy wa chiếu chữ này là chiếu sáng vào đầu năm chiêu hòa người ta đốt nhiều lửa để chiếu sáng Ichi bang hi ga te hi tỏa nắng ni bằng te de đựng, te ngại ngùng bốn chữ hơi nhiều một chút xíu mọi người chịu khó nhìn nhé. Chữ yến, án, anh và ủy. Yến sẽ có nghĩa là yến tiệc, tổ chức tiệc ở trong nhà vào ngày phụ nữ. Rồi vậy tiệc chúng ta sẽ có từ là enkai. Enkai. Từ tiếp theo. Hiroen Hido là những buổi tiệc chiêu đãi khi mình muốn công bố một việc gì đó, ví dụ như là kết hôn, kỷ niệm hoặc là thành lập công ty. Rồi, chúng ta sẽ đi xuống từ án trong phương án. Phương án phòng chống lũ an toàn nhất là trồng cây, cây rừng. Ichiban, mei an mei an ý tưởng hay. Từ tiếp theo một từ cũng khá là quen thuộc chính là từ te an, te -an đề xuất Rồi, xuống bên dưới nữa Chữ anh, chữ này thì mọi người có nhận ra không? Chính là Sakura của mình đấy Ba cô gái đứng dưới gốc cây hoa anh đào Rồi, vậy bánh gạo cuốn lá anh đào Mọi người đã từng ăn chưa ạ? Đọc lá Sakura mochi Sakura mochi Bánh gạo cuốn lá anh đào Tiếp theo Ủy là trong ủy thác ủy thác việc trồng lúa cho phụ nữ. Ichiban Itake Itake ủy thác. Ni bằng i in i ủy viên. Hãy chúng ta sẽ đi tới bốn chữ tiếp theo là cảnh, ảnh, lương và tự. Cảnh là trong từ ngắm cảnh. Ngày chủ nhật lên kinh đô và ngắm cảnh. Ichiban Keshiki Keshiki là cảnh sắc Ni bằng dệt kê Cảnh đẹp tuyệt vời Chữ số 2 Ảnh trong chụp ảnh tạo dáng Ngày chủ nhật Lên kinh đô ngắm cảnh Tiện thể quay dáng của một cô gái Đang chải tóc Ichiban Hitokage Hitokage bóng người. Ni bằng Satsue Satsue quay phim. Từ số 3 Lương sẽ có nghĩa là mát mẻ. Đột nhiên trời đổ mưa, kinh đô trở nên mát mẻ. Chắc hẳn thì mọi người vẫn nhớ mát mẻ là gì, đúng không? Sư dư trị. Thế còn động từ của nó sẽ được đọc là sư dư mử Sư dư mở. Hóng mát. Từ tiếp theo, một âm ôn serio serio độ cồn dưới 1%. Từ tiếp theo, tự là trong việc làm. Ở kinh đô, chăm sóc cho những chú chó quẻ chân là việc làm của tôi. Vậy từ việc làm sẽ được đọc là chiu shoku. Chiu shoku. Hay từ tiếp theo, tsuku. cự có được, ví dụ có được công việc Tiếp tục thì chúng ta sẽ đi đến bốn chữ có chứa bộ ngôn nhé. Dụ, huấn, phạt và ngộ. Dụ thì sẽ có nghĩa là mời gọi. Dùng lời nói mời gọi được 13 người mua lúa. Ichiban. Yu wakke. Yu wakke. Cám dỗ Từ tiếp theo. Yu kai. Yu kai. Bắt cóc từ số 2 này huấn là trong giáo huấn bị nói mấy câu giáo huấn lúc ở bờ sông ý chí bằng cưng kun cưng bên kun huấn luyện ni bằng kyo cưng kyo cưng giáo huấn từ số 3 phạt là trong bị phạt đánh võng trên đường không chỉ bị nhắc nhở ma còn bị phạt thêm một nhát đao. Chi bằng bạc kiện bạc kiên. tiền phạt mi bằng kê ba chữ ba chữ hình phạt từ thứ tư ngộ ngộ ở đây sẽ có nghĩa là nhầm hiểu lầm đã hay nói gây hiểu lầm rồi lại còn sung phong phát biểu. Ichibang Gô sang Gô sang Tính toán nhầm Tiếp theo là một từ rất là quan trọng trong N2 Chính là từ hiểu lầm Chúng ta có cách đọc là Gô kai Gô kai Hãy chữ ghi ikimashō Miêu Đọc Hiệp Phạm Miêu thì sẽ mang nghĩa là con mèo Con mèo chơi đùa với con chó Ở trên bãi cỏ Gần bờ ruộng 1 bằng nếu cô di cô di dễ bị bỏng lưỡi ni bằng Nekoze Neko cô cô khom khom lưng từ số 2 độc là trong từ độc thân mèo độc thân chơi với con chó và con sâu ý chi bằng cư sen Độc cư sen độc chiếm ni bằng độc cư xin, độc cư xin, độc thân. Từ số 3, hiệp, ở đây sẽ mang nghĩa là hẹp, chặt hẹp. Một hôm, chó đến căn nhà hẹp của con mèo chơi. Vậy hẹp các bạn còn nhớ không nhỉ? Ok, chính xác, Xế mai, xê mai. Tiếp theo, một động từ sẽ được đọc là Xế ba mê được, Xế ba mê được, thu hẹp. Từ thứ tư phạm là trong phạm tội. Con chó cong đuôi thu mình lại khi con mèo kể chuyện mình đã phạm tội. Itiban okasu okasu gây ra, ví dụ như gây ra tội lỗi. Ni bằng han nin. Han nin từ này chúng ta học rồi đúng không? Chính là tội phạm. Hay bốn chữ tiếp theo chính là tường, quần, tiên và thiện. Tường có nghĩa là tường tận chi tiết Nói tường tận chi tiết về con cửu Bộ Dương đúng không nào? Rồi từ đầu tiên chúng ta sẽ đọc về chữ Sô say Sô say Chi tiết Từ tiếp theo âm cương đọc là gì nhỉ? Ok rất tốt ạ Kuwashi Kuwashi Cụ thể chi tiết Tiếp theo quần là trong tớ Quần chúng Hay, Em quân này có nuôi một đàn cửu chia bằng Tai gun tai gừng đám đông lớn ni bằng gân si gân si quần chúng từ số 3 tiên có nghĩa là tươi được chưa ạ cả cá và cừu thì đều tươi mới ngon rồi tươi nói về thực phẩm rau củ á, thì mình sẽ cùng tớ sen Sê sen ok chưa từ số 2 một Tính từ đây na. Azayaka. Azayaka. Rực rỡ, sống động. Từ cuối cùng. Thiện là trong việc thiện. Một con cừu với hai cái đầu luôn miệng nói sẽ làm việc thiện. Ichiban Gizen Kẻ đạo đức giả. Còn một từ nữa rất là hay chính là từ cải thiện. Mọi người nhìn được chưa ạ? Chính là từ cai diện cai dên tiếp theo chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bốn chữ đều có chứa bộ thủy là trùng dung lang và độ chữ trùng thì sẽ mang nghĩa là ngoài khơi nước ở trong cái bể này thì được lấy từ ngoài khơi. Ichiban oki ok oki ngoài khơi ni bằng okinawa kiểm okinawa -ken, tỉnh okinawa chữ số 2 là dung chữ này thì sẽ mang nghĩa là tan chảy sẽ bị tan chảy nếu tắm ở trong ngôi nhà đó Ichiban, Yô Yogan. Yogan, dung nham ni bằng toke được toke được là tan trong đá tan hoặc tuyết tan từ số 3, lang. Chữ này thì sẽ có một từ duy nhất thôi, chính là thác nước của dòng. Rồi, thác nước thì mình sẽ đọc là tà kỵ. Tà kỵ. Ok. Cuối cùng, độ. Chữ này thì không phải là nhiệt độ nhé. Nhiệt độ sẽ không có bộ thủy nên mọi người để ý. Còn nếu thêm nước vào thì sẽ là từ, từ đưa cho nhá Đưa cho cốc nước có chứa nhiệt độ cao. Ichiban. Wataru. Wataru. Băng qua ni bằng, Đột cu, đột cu xuất ngoại, bảy chữ tiếp theo thì đều có chứa bộ lực nha, chúng ta sẽ học dần dần này, cân và lệ trước, lực thì sẽ có nghĩa là sức lực rồi phải không nào? khi cầm thanh trúc thái thịt phải dùng nhiều sức lực. Ichi băng. chí bằng, chỉ sư dị, chỉ sư dị mạch máu, ni bằng, phực kinh phực kinh cơ bụng tiếp theo lệ là trong khích lệ bỏ tiền vạn để khích lệ mọi người có thêm động lực leo lên vách núi rồi vậy từ khích lệ chúng ta sẽ có cách đọc là hagemasu hagemasu từ số 2 khuyến khích hãy khuyến khích thì mình sẽ đọc là shorei shorei rồi tiếp theo có hẳn ba bộ lực đúng không chính là hiệp này và cần hiệp thì sẽ có nghĩa là hiệp lực hiệp lực là sức lực của cả ba người cộng lại đó là lý do vì sao mà có ba bộ lực nhá itch bang kyokai kyo kai. hiệp hội sự tiếp theo chữ này sẽ đọc là kyote kyo te. hiệp định cần cần thì sẽ mang nghĩa là cần cù ông vua của trung quốc cần cù làm cỏ để rèn luyện thể lực ý chí bằng yakin yakin làm đêm ni bằng tư kinh tư kinh đi làm thêm ba chữ nữa này Gia dũng và thế Chữ ra này thì thậm chí các bạn còn học từ nửa năm đúng không? Là tham gia Tham gia vào trò chơi ca đô Hãy tham gia là sang cạ dễ rồi nhá Thì chúng ta sẽ đi vào những chữ khác là Chuy cạ cạ là từ thêm Thế còn từ này cách đọc âm cưng của nó chính là Kvaed được là cho thêm Từ tiếp theo dũng là trong từ dũng cảm Mama luôn nói là đàn ông thì lúc nào cũng phải dũng cảm hay ichiban yūsha yūsha dũng sĩ ni bằng isamashi isamashi dũng cảm từ tiếp theo thế Chữ này sẽ hơi phức tạp hơn một chút là trong từ ưu thế để chiếm được ưu thế thì cần phải có sức khỏe, sức lực từ số 1 tình thế chúng ta sẽ có cách đọc là jose <laughs> jose. はい. Từ tiếp theo ikioi ikioi khí thế. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi vào những chữ mà có liên quan tới bộ nguyệt, bối, vị và cốt. Bối thì sẽ mang nghĩa là cái lưng. Hai người ngồi quay lưng về phía bắc để ngắm trăng. はい. Đầu tiên thì chúng ta cùng tìm hiểu về âm cơn trước. Nó sẽ được đọc là OK. Số mư cỡ. Số mưa cỡ là làm ngược lại. Từ tiếp theo về âm ôn này thì nó sẽ được đọc là hai kể. Hai kể mang nghĩa là phong nền hoặc là bối cảnh. Chữ vị vị ở đây thì là dạ dày. Hôm qua tôi bị đau dạ dày vì làm việc đồng áng tới tận khi trăng lên cao. Ichiban, igusuri, igusuri, thuốc dạ dày Nhi bằng, icho, icho, bụng dạ Từ số 3, cốt, ở đây là xương cốt Bác thang lên tầng 2, bị ngã gãy xương Ichiban, sebone, sebone, xương sống từ tiếp theo, gãy xương chúng ta sẽ có cách đọc là kosetsu. chữ Ba chữ tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chữ cước, hung và não. Cước ở đây thì sẽ mang nghĩa là cái chân nhé. Không ngờ rằng có ngày mình được đặt chân lên mặt trăng. Ichi bằng Ashi Ashi là cái chân này. Ni bằng kia Sankyaku San kia cỡ giá đỡ ba chân. Từ số 2, hum từ này thì sẽ mang nghĩa là là phần ngực là bộ phận ngực. Phần ngực có thịt được bao bọc rất cẩn trọng, cấm không được sờ vào. Ở desu đôi đẹp munasawagi munasawagi bứt rứt. Ni bằng Tokyo Tokyo can từ số 3, não. Não thì mang nghĩa là não bộ. Não là phần thịt ở trên đầu, chỗ có nhiều tóc, rất nguy hiểm nên không được sờ vào. Và hai ví dụ ngày hôm nay của chúng ta sẽ đọc về hãy dư nô, dư nô, đầu óc và ok, nô đi, nô tâm trí. Hãy nghĩ mạch, tạng, băng. Mạch thì sẽ có nghĩa là mạch máu, thịt và ba mạch máu. Ichibang Miakuraku Miakuraku Logic Ni bằng Jin gin Jin miakku Quan hệ Từ số 2 Tạng thì sẽ mang nghĩa là nội tạng Nội tạng này để được trong kho một tháng Ichiban bằng xin dô xin dô trái tim ni bằng nai dô nai dô nội tạng từ số 3 là băng trong từ phá hoặc là dối phá ngọn núi băng này thì mất hai tháng bởi vì có hai bộ nguyệt đúng không nào ý chí bằng cứ dư sự cứ dư sự bị ốm ni bằng guzureru được. được có thể dùng là trong tóc bị rối này hoặc là mất kiểu dáng vốn có của nó. Vì là chặng cuối rồi nên là các chữ sẽ khó hơn một chút xíu mọi người chịu khó nhé Với năm chữ tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng học về bộ truy. Truy ở đây sẽ mang nghĩa là con chim ạ. Hãy thùy này, Hộ và cố. Chữ thùy này thì mọi người có nhìn thấy quen không? Chính là từ ai đúng không? Ai nói là sẽ nuôi chim. Hãy ichiban đá đề cả, đá đề cả, ai đó. Tiếp theo sang với chữ hộ, hộ này là trong từ bảo hộ. Không chỉ nói xuông mà người ta dùng chính cánh tay của mình để trồng cỏ này, rồi thảo dược để bảo hộ các loài chim. Ví dụ hơi dài đúng không? Nhưng các bạn cố gắng để có thể ghi nhớ cái cái ví dụ nhé. Bengoshi Bengoshi, luật sư, bằng en gộ en Che chở, bảo vệ Từ số 3 Cố ở đây sẽ mang nghĩa là thuê Thuê người về nhà để chăm sóc con chim Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào từ tuyển dụng này Nó sẽ có cách đọc là Koyo Koyo Từ số 2, cách đọc âm cưng nhé Sẽ là Yato Yato Thuê, mướn Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào hai chữ là tạp và quyền. Tạp là trong từ tạp chí. Có 9 con chim đậu trên cây xem tạp chí. Rất là thú vị đúng không nào? Ichiban. bang. Dô kinh. kinh. Rẻ lau. Ni bằng. Giặt sư đan. Giặt sư đan. Nói chuyện phiếm. Chữ tiếp theo. Quyền thì sẽ mang nghĩa là quyền lợi người nằm ngang có quyền nằm trên cây để ngắm chim. Ichiban, ken gen ken gen quyền hạn. Từ tiếp theo chúng ta sẽ đọc về chính quyền. Seiken ken, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng học về chữ ly có nghĩa là cách ly. Có một con chim trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới việc hung ác nên phải mang nó đi cách ly. Ichiban bằng đi con đi ly hôn ni bằng các cư đi các cư đi cách ly. Còn sót ba chữ cuối cùng của buổi truy chúng ta cũng học nốt nhé. Khuyến thuê thôi. Khuyến thì sẽ xuất phát từ trong khuyến khích khuyến khích mọi người sử dụng sức lực của mình để bảo vệ con chim. Ichiban Kang cô cự cô cự khuyến cáo ni bằng sư sư mê được sư sư mê được gợi ý chữ số 2 huề ở đây sẽ mang nghĩa là cầm nắm cầm theo tay cầm một lồng chim có 13 con chim Ichiban chi bằng lên kê lên kê liên kết từ tiếp theo âm cân sẽ hơi khó một chút xíu tiêu tazusaeru teo ta dư được, cùng nhau hợp tác từ số 3 thôi sẽ mang nghĩa là tổ chức tổ chức một cuộc thi để mọi người lên núi săn bắn chim và tổ chức sẽ có hai từ vựng một cái là âm ôn trước đọc là kai sai sư đự. kai sai sư đự. còn về âm cưng chúng ta sẽ đọc mô yô sư sư Ba chữ tiếp theo sẽ cùng có chứa bộ phương chính là phóng, phương và phường. Phóng thì sẽ mang nghĩa là ghé thăm. Hãy nói cho tôi biết bạn ở phương nào để tôi ghé thăm. Vậy từ ghé thăm trong tiếng Nhật chúng ta sẽ có từ tương đương là Homon Sude. Homon Rồi đến từ số 2 sẽ có cách đọc âm cơn là tô được. đê được có nghĩa là thăm. Từ số 2 này phương chữ này thì sẽ mang nghĩa là mỡ thưa ngài thịt của ngài nhiều mỡ lắm ở mua xì đôi đấy rồi chị bằng chị bô chất béo ni bằng tê chị bô tê ít béo chữ số 3 là chữ phương thì chúng ta sẽ có thêm bộ thổ chính là đất đúng không đất toàn bộ phương này là của sư ông rồi từ số 1 chúng ta cùng nhìn vào từ Bố dự chính là sư thầy. Một ví dụ khác nhé, chúng ta có từ akambo akambo là trẻ sơ sinh. Tiếp theo mình sẽ đi vào hai chữ là phóng và kích. Mặc dù là cũng có Hán Việt là phóng, tuy nhiên phóng ở đây thì sẽ mang nghĩa là phóng sinh. Chim bay từ phương do được bố phóng sinh. Hai, chúng ta sẽ đi vào hai ví dụ có chứa cả âm cơn và âm ôn này. Ichiban hanasu. Hanasu là thả ra, còn âm ôn của nó chúng ta sẽ đọc là Hồ Huchi có nghĩa là đỗ sai vị trí. Đến với từ kích, kích ở đây là trong từ kích thích hoặc cảm kích. Ngọc Hoàng cảm kích tặng cho bố một lọ nước thần màu trắng vì hành động phóng sinh của bố. Hai. càng Kangeki. Kangeki. Xúc động. Ni bằng. Khích lệ. Rồi, chúng ta cùng đến với ba chữ cực kỳ thoáng nét đúng không? Chữ hôi này, than và tai. Rồi, đến với chữ hôi nhá, học những chữ ít nét như thế này thì cực kỳ thích đúng không? Sườn núi bị lửa thiêu dụi chỉ còn lại cho tàn. Ý bằng Hai ra Hai ra đạ Cái gạt tàn ni bằng Xích cay Xích cay Đá vôi Từ than Than ở đây là than hồng này Hoặc là than đá Một núi than đã đốt cháy thành cho Ý chí bằng mi bị mi bị Than hồng Ý bằng Tan san indio. Tan san indio là đồ uống có ga. Từ số 3, tai là trong thiên tai. Sông ngập lụt, lửa gây ra cháy rừng thì được gọi là thiên tai. Ichi sai Hisai chi. Hisai chi, vùng bị thiên tai. Suy nghĩ từ tiếp theo, tên sai. Tên sai là thiên tai. Rồi tiếp theo sẽ là hai chữ có chứa bộ hỏa này chính là đăng và yên. Đăng thì sẽ có nghĩa là đèn nhá. Đốt lửa đèn trên cái đinh. Hai ichiban bang. Gai tô gai tô đèn đường. như bằng đen tô đen bóng đèn. Chữ số 2 yên, yên ở đây thì sẽ mang nghĩa là hút thuốc này hoặc là khói lửa này. Khói lửa xuất phát từ vùng đất phía tây. Ichiban kin en kin en cấm hút thuốc. Ni bằng kitsuen jo jo khu vực được hút thuốc. Tiếp theo sẽ là ba chữ vinh, điều và cực. Vinh thì là trong nghĩa phồn vinh, vinh dự này. Đi học về trồng cây để vinh danh truyền thống của gia đình. Ichiban Sakaeru Sakaeru phồn vinh. Ni bang koe, koe vinh dự. Từ số 2 điều là trong điều kiện. Điều kiện để kết thúc mùa đông đó là cây cối phải đâm chồi nảy lộc. Rồi, từ đầu tiên, hiệp ước chúng ta sẽ có cách đọc là joyak joyak hay từ tiếp theo jode jode sắc lệnh điều lệnh từ số 3 hơi khó hơn một chút rồi đúng không cực cực ở đây là trong từ vô cực vô cùng vô cùng vất vả khi phải vừa trồng cây vừa phải nuôi năm cái miệng ăn ichiban kiwameru kiwameru cố gắng đạt tới. Từ tiếp theo, từ số 5 này. hãy chúng ta sẽ có cách đọc là Kyu kyoku. Kyoku là cuối cùng. Tiếp theo là hai chữ có chứa bộ gì nhỉ? Bộ mộc đúng không? Tùng và sam. Đã gọi là mộc đúng không? Thì sẽ có nghĩa là cây, thì cây này chính là cây tùng luôn đấy ạ. Cây mà trồng trong công viên chính là cây tùng và trong tiếng Nhật chúng ta sẽ gọi cây tùng là matsu. <laughs> matsu. Tiếp theo, chữ thứ hai là chữ sam. Sam này thì sẽ có thêm ba nét này đúng không? Giống như là sợi tóc thì người ta gọi là cây tuyết tùng hoặc là cây liễu sam, cây liễu của Nhật Bản á thì sẽ đọc là sugi. Sugi. Hay ikimasu. Chúng ta sẽ đi sang với ba chữ là nhẫm này, trái và phún. Nhẫm thì sẽ mang nghĩa là các tiền phí nhé. Trách nhiệm là cần phải trả tiền phí. Rồi, từ số 1 chúng ta sẽ đi vào chữ giá chín, giá tiền thuê nhà, quen rồi đúng không? Thế còn chữ này mọi người đọc được chưa ạ? Đây là chín tay, chín tay là cho thuê. Ví dụ như bây giờ mình đang sống ở căn hộ cho thuê chẳng hạn. Chữ tiếp theo này, trái là trong trái phiếu. Người cho tôi vay tiền thì được gọi là chủ nợ. Hay, đi băng, say mượn, say mượn khoản nợ ni bằng Sai ken Sai ken Trái phiếu Từ số 3 khó hơn một chút Phún Chữ này thì sẽ hiểu đơn giản là chữ phun ra Phun trào thôi Bỏ vào miệng 10 cọng cỏ Nếu không ăn được thì phải phun tiền ra Ichiban Phun suy Phun suy Đài phun nước Ni bằng Phu kida sự Phu kida sự Trào ra Bắn ra Xin tiếp theo là hai chữ tài và hóa. Mọi người có nhận ra hai chữ này đều có chứa chung bộ gì không nhỉ? Bộ, bộ bối chính là tiền này. Tiền và tài năng chính là tài sản đáng quý nhất của con người. Hay. Vậy tài sản chính là gen dai sẵn. gen dai sẵn, toàn bộ tài sản. Ừ. Từ tiếp theo là tài chính chúng ta sẽ có cách đọc là dây c Dai xe chưa? Với từ hóa này là hàng hóa. Hàng hóa thì sẽ biến hóa ra tiền. Ý chí bằng ca hê ca hê tiền tệ. Từ tiếp theo giặc cạ giặc cạ đồ lặt vặt. Tiếp theo là hai chữ khá là khó các bạn chú ý nhá Chữ bạo và bộc Bạo là trong từ bạo lực hoặc là náo loạn Ngày chủ nhật cùng nhau rủ đứa bạn đi chơi nghịch nước làm náo loạn cả lên Hãy Ichi bang Bô điô cỡ Bô cỡ Bạo lực Ni bằng A à ba cỡ cỡ à Tiết lộ Chữ tiếp theo bộc là trong từ bộc phát hoặc là phát nổ. Sau khi làm náo loạn, chúng ta châm lửa dẫn đến phát nổ. Vậy phát nổ trong tiếng Nhật sẽ có cách đọc là bakuhatsu. Bakuhatsu. Hay. Một từ tiếp theo, chúng ta có từ cười phá lên. Các bạn có nhớ từ này không ạ? Xuất hiện ở video lần trước ở cấp độ N3 chính là từ bakusho. Bakusho. Sang trang bên này chúng ta có hai chữ nhẹ nhàng hơn là chữ tịnh và phổ. Tịnh thì có nghĩa là xếp hàng, chắc hẳn các bạn đều nhớ đến từ Narabu, Narabimas đúng không? Xếp hai hàng ngang, hai hàng dọc và chân để hình chữ V. Hãy, vì âm cơn khá là đơn giản rồi nên chúng ta sẽ đi xuống cách đọc âm ôn của nó nhé. Hãy, từ đầu tiên, Nami Modi. Nami Modi là cỡ vừa khi mà chúng ta đi gọi món ở ngoài quán này. Từ số 2, Heko. Heiko là song song, ví dụ như là học song song hai ngôn ngữ. Từ tiếp theo là phủ, phủ là trong từ phổ thông, bình thường. Ngày nào cũng phải xếp hàng là chuyện quá là bình thường, các bạn bên Nhật thì sẽ thấy rõ điều này, đúng không? Từ số 1, ichi bằng, Fukyu. Fukyu phổ biến. Ni bằng. Fudangi. Fudangi trang phục thường ngày. Đấy, nghĩ tiếp theo là hai chữ còn càng dễ hơn nữa cơ là cam và cám. Cam có nghĩa là ngọt, hai sợi cỏ ngọt. Hay. Ngọt là amai, các bạn biết rồi đúng không? Vậy ngày hôm nay thử xem trong N2 chúng ta học cái gì mới nhé Amai được. Amai được làm nũng. Tiếp theo, amayakasu. Amayakasu nuông chiều. Rất là thú vị đúng không? Xuống với từ cám thì từ này sẽ mang nghĩa là màu xanh đậm Chúng ta có một quả hồng này Được treo bằng sợi chỉ Màu xanh đậm cho nên nó ngọt hơn so với bình thường Đấy. chí bằng Công y độ Công y độ Màu xanh đậm Tiếp theo chúng ta phải học được chữ xạ thì mới học được chữ tạ nhá Hãy bắt đầu Xạ các bạn có thể liên tưởng tới xạ thủ Một xạ thủ bắn đúng vào chính bản thân mình thì thật là thốt hai từ số 1 chu sạ chu sạ có nghĩa là tiêm tiêm chủng này từ số 2 cách đọc âm cưng của nó chính là y đội y đội là bắn bắn vào đích còn đến với từ tạ chúng ta có thêm bộ ngôn ở phía trước tức là nói đúng không nói lời xin lỗi với xạ thủ hai y chi bằng can sạ can sạ tri ân cảm tạ có xin lỗi là gì đây nhỉ hay, chính xác. Ayamaru. Ayamaru. Tiếp đi. Uyển và Oan Uyển thì sẽ có ý nghĩa là người nhận mọi người nhé. Tên địa chỉ người nhận là nhà anh Taro. chị Ichiban. Atena. Atena tên người nhận. Ni bằng. Atesaki. Atesaki địa chỉ người nhận. Oan thì chữ này sẽ mang nghĩa là cánh tay Trên cánh tay có ghi địa chỉ của nhà chị Nguyệt Bởi vì bây giờ đã thêm bộ Nguyệt ở phía trước rồi Ichiban Udegai Ude gai Ude gai Tay nghề giỏi Chữ tiếp theo Ude kumi Ude kumi Khoanh tay Rồi chúng ta cùng chuyển sang hai chữ tiếp theo là châm và chấp Châm thì có nghĩa là kim nhé 10 cây kim làm bằng và hay ít bằng bio xin bio xin kim dây ni bằng hô xin hô xin phương châm chuyển xuống chữ bên dưới từ chấp các bạn có thấy quen không ạ đây chính là là nước cốt đúng không để có được nước cốt ngon thì cần phải ép đi ép lại 10 lần 1. bằng mono, Shiru mono Món canh, súp. Ni Mi bằng miso shiru. Miso shiru quá quen thuộc rồi đúng không? Súp miso. Tiếp tục là hai chữ hơi hơi phức tạp này, mọi người để ý nhá, chữ thuần và độn. Thuần thì sẽ mang nghĩa là đơn thuần, đơn giản. Thả diều thì rất là đơn giản, chỉ cần buộc sợi chỉ vào con diều và chạy thôi, đúng không? Chữ số 1. Junshi Jun sui nói về sự ngây thơ. Từ tiếp theo, tan jun, tan jun đơn giản. Đến với chữ độ, độ là trong từ đần độ này. Ngoài ra nó có nghĩa là cùn nhá, nói về độ sắc ạ. Con dao được làm bằng vàng, quá là cùn nên không thể cắt được dây diều. Ý chí Nibui ni là cùn. Ni bằng, đôn căng, đông căng là đần là kém nhạy bén. Hãy ikimasu. Tiếp theo chúng ta có hai chữ là trầm và chậm. Trầm thì sẽ có nghĩa là chìm xuống này, bị chìm xuống một cái hang đầy nước. Từ số 1 các bạn nhìn nhá, đây là chin mô cỡ. Chin mô cỡ chính là sự im lặng. Tiếp theo là gì nhỉ? Cách đầu âm cơn. Hay chính xác. Shizumu. Shizumu. Nó có nghĩa là hoàng hôn, mặt trời lặn xuống, buông xuống này. Ngoài ra ví dụ như là giọng trầm hoặc là à, tâm trạng đi xuống cũng được. Mọi người cũng có thể lưu ý thêm nhé. Từ số 2, chẩm. Chữ này thì sẽ mang nghĩa là cái gối. Đục lỗ trên cây để làm gối gỗ. Ichi bằng, ude makura, ude makura, gối lên tay. Ni bằng, makura, makura, cái gối. Hay, tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai chữ là đồng và động. Đồng thì sẽ có nghĩa là kim loại bằng đồng nhá. Đồng tiền này giống như là được làm bằng đồng ý nhỉ? Ichibao, dozo, dozo, tượng đồng, ni bằng, do medal, huy chương đồng. Đến với từ động, động là trong, hang động luôn nhé cái động này giống như là động có nước ý nhỉ? Hãy, từ số 1 nào. Đô cứ chữ. Đô cứu. Hàng động, đúng không? Thì bây giờ các bạn thử đoán xem từ số 4 chúng ta sẽ đọc là gì? Hãy, chắc chắn vẫn phải là đô, đúng không? Đô sát dư điều cỡ. Đô satsuryoku là nhìn nhận vấn đề. Tiếp theo là hai chữ có thể nói là nhiều nét nhất trong N2 nhá Chính là chữ hoại và hoài. Hoại sẽ có nghĩa là phá hoại. Chỉ có mấy đứa đầu đất mới phá hoại 10 cái võng chỉ để may một chiếc áo thôi. Mặc dù là số nét, số bộ khá là nhiều đúng không? Nhưng mà đi vào câu chuyện như thế này thì chắc chắn mọi người sẽ nhớ được lâu hơn đấy. Hãy chúng ta cùng nhìn từ đầu tiên nhé. Hà cây. Hà Phá hủy. Từ tiếp theo nào. Một cách đọc âm cưn Ok. Khoa đê được. được là bị hỏng đến với chữ hoài thì chúng ta sẽ thay bộ thổ bằng bộ tâm đúng không? Liên quan gì đến trái tim này. Cảm thấy hoài niệm trong tim khi nhìn thấy 10 cái võng và một bộ y phục. Hay, từ số 1, hoài niệm này, nhớ tiếc này chính là từ Ok, natsukashimu. Natsukashimu. Từ tiếp theo, mọi người theo dõi số bên dưới nhé. hãy một từ khá là hay đấy ạ. Futokoroga fukai fotokorogafu kai có nghĩa là bao dung. Rồi, chúng ta tiếp tục đi với hai chữ bộ và bộ Chữ bộ thì sẽ có nghĩa là tóm hoặc là bắt được này. Tay em chỉ dùng có một lần thôi, cho nên anh mà tóm được rồi thì nhớ giữ gìn đấy nhé. Đấy, từ số 1. Tsukamaeru. được là bắt trong bắt tội phạm này. Từ tiếp theo rồi chúng ta cũng có là bắt nhưng bắt động vật nhá thì mình sẽ dùng từ hô ca cỡ. Hô ca cỡ. Từ tiếp theo, bổ là trong bổ sung. Bộ quần áo y tế này chỉ dùng được một lần thôi nên hãy bổ sung thêm nhiều vào nữa nhá. Hai. Ichi bằng âm cơn ogi nao. bổ sung ví dụ như bổ sung dinh dưỡng. Từ tiếp theo, một danh từ. Kohosha. Cô hô sẽ là ứng cử viên Rồi, hai chữ tiếp theo là tưởng khó mà dễ đây này Chữ luân và luận Chúng ta cùng tham khảo cách nhớ của chữ luân này nhé Ô tô lăn bánh chở người đi mua một cuốn sách Vậy luân sẽ có nghĩa là là cái bánh xe này Ichi bang Yubi wa Yubi wa là chiếc nhẫn Thế còn bánh xe của chúng ta sẽ được đọc là Shadin Shadin Hãy Luận, luận là trong từ luận văn và tranh luận này. Mọi người đang tranh luận và nói về một cuốn sách. Hãy, ý chí băng. Đôn luận văn. Ni bằng, gì đôn, gì đôn, tranh luận, tranh cãi, thảo luận. Đấy, các bạn đã mệt chưa? Cùng nhau cố gắng đi tiếp nhé! chữ tiếp theo mình sẽ học về chữ dương và thương. Chữ dương thì sẽ xuất phát trong từ thả diều nên chúng ta tham khảo ví dụ nhé. Dùng tay thả diều bay lên tận mặt trời. Ichiban. Yokuyo. Yokuyo ngữ điệu. Ni bằng. Koyo. Koyo dâng cao. Từ tiếp theo, thương theo đúng cái tên Hán Việt của nó luôn sẽ là từ bị thương, vết thương nhé hai người thả diều và bị trọng thương ở tay. Từ số 1 chúng ta sẽ có cách đọc là itamu. Itamu sẽ dùng cho trường hợp là trái cây này hoặc là đồ đạc bị hỏng. Từ tiếp theo, kizugatsuku. Kizugatsuku là bị thương. Sư nghĩ chú vãng. Chú là trong từ cư chú. Ông chủ cưỡi một con ngựa và đi tìm nơi cư trú. Từ số 1 chúng ta sẽ học về chữ sa kiện Vé gửi xe Từ tiếp theo Chusaisuru Chusaisuru Cư trú Từ số 2 Vãng Vãng ở đây là từ Đi đi về về Hãy hậu cần đi đi về về Cùng với ông chủ Rồi từ số 1 chúng ta sẽ có cách đọc của chữ Oshin ô xin khám tại nhà tiếp theo ô phư cự ô phư cự khứ hồi tiếp theo các bạn cùng nhìn vào hai chữ là chướng và trương chữ chướng thì xuất phát là trong từ sổ tay nên chúng ta thử tham khảo câu chuyện như sau nhé lấy tấm vải dài để làm cuốn sổ tay rồi đi vào từ vựng số 1 luôn ạ ký chô ký chô ghi chép vào sổ tiếp theo Dư cho cho Sổ tài khoản Rồi xuống từ bên dưới Chương chữ này thì sẽ mang nghĩa là căng thẳng Thật sự căng thẳng khi lần đầu tiên sử dụng cây cung dài như thế này Đấy, Vậy căng thẳng là gì nhỉ? Ok các bạn đoán được rồi đúng không? Kin cho Kin cho Tiếp theo một từ khá là mới này Yokubaru Yokubaru Tham lam Ai chigi quá Đỉnh khuynh đỉnh thì sẽ mang nghĩa là đỉnh đầu này, đặt một cái đinh lên trên đỉnh đầu. Ichiban cho do, cho 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 đỉnh. Ni bằng san cho san cho đỉnh núi. Tiếp theo khuynh khuynh ở là trong từ khuynh hướng này hoặc là từ nghiêng nhá. Biến hóa cho cái đầu nghiêng sang một bên. Ichiban một từ rất rất là hay đấy. Mimi katamukeru. Mimi katamukeru. Lắng nghe tức là mình nghiêng cái tai đúng nào? Còn từ tiếp theo chính là từ khuynh hướng luôn. Keiko. Keiko. Rồi, tiếp theo chúng ta cùng nhìn vào hai chữ là vĩ và vi. Vĩ thì là vĩ nhân, vĩ đại rất là giỏi đúng không? Người này trong 5 năm làm việc rất là giỏi. Hãy từ số 1 chúng ta có từ vĩ nhân. Ijin. Ijin. Tiếp theo, ế đại, ế đại chính là có địa vị. Từ tiếp theo, vi là trong từ vi phạm nhé. Số 5 và chữ 5 có mồm đọc giống nhau nhưng nét thì khác nhau. Vậy khác nhau là gì? Lát nữa chúng ta tìm hiểu này. Từ số 1 trước, y hộ, y hộ là vi phạm luật pháp. Tiếp theo chính là từ điểm khác nhau này. xôi tên. xôi tên tiếp theo chữ tân và kiện chữ tân thì không quá xa lạ với chúng ta rồi đúng không bạn nào mà từng xem video của n 3 thì chắc chắn sẽ nhớ từ này của cnc một cây bút nước vẽ một đường tạo ra sóng thần rồi sóng thần đọc lá là... hãy chính xác tsunami tsunami rồi tiếp theo các bạn đọc được chưa xin 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 dịch lạ vô cùng nhá tiếp theo này tới với chữ kiện thì chữ này mang nghĩa là khỏe mạnh Những người đi làm xây dựng rất là khỏe mạnh Rồi, vậy khỏe mạnh là từ gì? Từ kiên đúng không? Nhưng ngoài ra đến n 2 rồi Thì chúng ta sẽ mở rộng vốn từ thêm với từ gì đây nhỉ? Kiên dạy dạy Chính là khỏe mạnh này Còn một từ nữa rất là hay mà ít bạn biết Chính là từ âm cưng yomi của nó Sukoyaka cả. Khỏe mạnh nhá. Rồi, chúng ta cùng chuyển sang hai chữ là duyên và đạn. Duyên có nghĩa là kéo dài. Con đường được kéo dài ra chính xác là con đường thành công. Hãy tiếp tục chúng ta đi vào từ vựng này. En cho kéo dài. Tiếp theo một âm cơ no bi được. No bi được bị trì hoãn tức là bị kéo dài ra. Từ tiếp theo, đạn chữ này thì sẽ mang nghĩa là sinh nhật. Nếu được ai đó nói chúc mừng sinh nhật thì sinh mệnh sẽ được kéo dài ra thêm. hãy đầu tiên là một động từ tanjo tanjo sinh ra. còn từ số 2 thì chắc chắn ai cũng biết đọc rồi đúng không? tanjo bị tanjo bị ngày sinh nhật. hãy chữ ghi. tùng 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 có nghĩa là phục tùng. luôn có hai người đi theo chân để phục tùng. hãy từ vựng số 1 chúng ta có cách đọc âm cơn. Stagau. Stagau làm theo. Còn từ tiếp theo đọc âm ôn nhá, chính là từ juji. Juji làm việc. Tiếp theo, tung thì có nghĩa là chụp tung, chính là chiều dọc ấy mọi người. Phục tùng sứ mệnh và cầm dọc sợi chỉ ra. Hãy từ số 1 viết theo hàng dọc. Tategaki tate kỵ. Tiếp theo, lái hoặc là điều khiển. So dự So dự Rồi, tiếp theo hai chữ tưởng khó mà dễ này là chữ thi và cập. Thi thì sẽ mang nghĩa là thơ. Nói ngâm thơ ở trong chùa. Hay, vậy thơ là gì nhỉ? Rất ngắn gọn thôi, một từ duy nhất. Si. Si. Ok. Tiếp theo, chữ cập thì sẽ mang nghĩa là nhồi nhét. Nhồi nhét những lời hay, ý đẹp vào trong đầu mình. Hay, Âm cơn chúng ta đọc chữ nhét là gì đây nhỉ? mê được. Tiếp theo, một từ cũng khá quen thuộc. Kanzume. Kanzume. Đồ hộp. Hãy các bạn chú ý vào hai chữ tiếp theo nhé. Điệp và xúc. Điệp thì sẽ có nghĩa là chiếu, chiếu tatami của Nhật á. Mang chiếu ra ngoài ruộng, chùm khăn lên rồi lại ngủ tiếp. Hãy. đi Ori có thể gấp lại được. Ni bằng ta ta mượ ta ta mự, gấp trong gấp quần áo. Còn xúc thì chỉ mang nghĩa là là gia súc thôi. Huyền nuôi gia súc ở cánh đồng. Gia súc đọc là? Hãy chính xác. Cà chi cự, cà chi cự. Tiếp theo lại là hai chữ cực kỳ ít nét đây. Tôn hoặc là tông và chữ thứ hai là chữ vũ. Tôn thì có nghĩa là tôn giáo này, Bên trong nhà thờ, những người đứng đầu tôn giáo đang đưa ra chỉ thị. Rồi, vậy tôn giáo chúng ta sẽ đọc là Shūkyō. Shūkyō, được chưa? Tiếp theo, vũ là trong từ vũ trụ. Người tạo ra chữ ở trong vũ trụ này là ai thế? Mọi người có biết không ạ? Comment xuống bên dưới nhé. Ý chưa bạn? Vũ trụ. Uchū. Uchū. Tiếp theo, phi thuyền. chưa sen, ウチュー sen. Hay, chúng ta đi tiếp sang chữ khuẩn và chữ hương. Khuẩn thì sẽ mang nghĩa là vi khuẩn. Để tránh vi khuẩn ở cỏ làm hại cây lúa thì người ta đã bao bọc cây lúa đó lại. Hãy chi bằng. Sạc kinh, Sạc kinh, sát khuẩn. Từ số 2, Hãy. vi khuẩn đọc là sai kim sai kim Với chữ hương, hương ở đây là trong từ hương thơm này cây lúa ngày càng tỏa ra hương thơm. Ichi bằng cô suy cô có nghĩa là nước hoa. Từ tiếp theo một từ cũng rất là quen thuộc chính là từ hương thơm. Cao đi cao đi. Rồi chúng ta cùng tập trung học tiếp nhé. Hai chữ tiếp theo mình sẽ học về chữ lạp và đoan. Lạp thì sẽ mang nghĩa là hạt, hạt gạo. Biết đứng Từ vựng liên quan sẽ như sau Kome tsubu Kome tsubu Hạt gạo Từ tiếp theo Ô tsubu no ame Mưa nặng hạt Tiếp theo với từ đoan Thì từ này sẽ mang nghĩa là Tận cùng Đứng tận cùng trong núi Vẫn phải nhẫn nại vì không đi vệ sinh được Các từ vựng chúng ta có về Cực đoan này kyo cư kyo cư cực đoan chi no hashi chi no hashi ven đường hãy suy gì quá mai độc mai thì dễ rồi là trong từ tùng trúc cúc mai này ngắm cây mai vào mỗi ngày hãy chi bang umeboshi umeboshi mơ ngâm muối ni bằng umeshu Ume shiu, rượu mơ tiếp theo với chữ độc thì chữ này sẽ mang nghĩa là thuốc độc này ông chủ mỗi ngày đều cho uống thuốc độc đương nhiên thì đây chỉ là ví dụ thôi mọi người nhé ý chí vâng đokuya cử thuốc độc nghi bằng chok chiu đoku chiu cỡ ngộ độc thực phẩm các bạn theo dõi tiếp hai từ là mai và lý Mặc dù đây cũng là chữ mai thì nhưng mà là trong mai táng là trong chôn cất nhá. Khi chết muốn được chôn cất tại khu đất ở trong làng. Ichi bang mai so mai so mai táng. Từ tiếp theo ume do ume được là lấp. Chữ thứ hai lý chữ này thì sẽ mang nghĩa là phía sau mặt sau ở phía sau làng có bán quần áo và mũ. Chị bạn, uramen, uramen mặt sau. Tiếp theo, uragiđe, uragiđe phản bội. Tiếp, tỉnh xa. Tỉnh thì mang nghĩa là tỉnh lược, giảm lược, giảm lược bớt đi một ít tai mắt. Vậy giản lược là gì nhở? Shodiac, Shodiac. Hai, từ số 2 Hà Habuk Cắt giảm Chữ sa thì sẽ mang nghĩa là cát Loại cát này ít bị lẫn đá Từ số 1 Sa ba cả Sa ba cả Sa mạc hóa Tiếp theo, bãi cát chúng ta có cách đọc là sunaba sunaba Hay, ikimashou Phiến và bản Phiến các bạn có thấy chữ này quen quen không nhỉ? Chữ này thì sẽ mang nghĩa là dọn dẹp đấy. Dọn dẹp, bàn ghế. Hãy, các từ vựng liên quan này. Hà hên, hà hên, mảnh vụn, mảnh vỡ. Cà tao môi, cà tao môi, yêu đơn phương. Rồi, tiếp theo, bản. Chữ này là trong xuất bản. Một phía phản đối việc xuất bản. Hãy, chia băng. Cai tê băng kai tê băng bản được chỉnh sửa bản đính chính ni bằng chụp ban chụp ban xuất bản tiếp theo chúng ta sẽ có hai chữ cực kỳ thú vị này là chữ trụ và giới trụ là trong vũ trụ mái nhà của sự tự do chính là vũ trụ chi băng người ngoài hành tinh tiếp theo chính là từ phi hành gia hãy có bạn nào muốn trở thành phi hành gia không uchiu hikoshi uchiu hikoshi ok chưa tiếp theo chữ giới chữ này thì sẽ mang nghĩa là đưa đến gửi đến khi trở thành xác chết sẽ được đưa đến một nơi tự do Ichiban Taishoku todoke tai shoku, todoke đơn xin nghỉ việc ni todoku tô đô được gửi đến. Hãy tiếp theo là hai chữ cực kỳ ít nét đây, chữ ấn và mệnh. ấn thì là trong in ấn đóng dấu nhá, ấn chữ e và chữ b thì sẽ in được đấy. Hãy từ đầu tiên chúng ta có là, Komejirushi meji dấu hoa thị. chữ tiếp theo, in satsu in satsu in ấn rồi, thế còn mệnh thì sao nhỉ? Mệnh là trong từ sinh mệnh đấy. Bây giờ sinh mệnh là quan trọng nhất. Từ số 1 là sinh mệnh luôn. Seimei. Seimei. Từ tiếp theo, tuổi thọ. Jumyo. Jumyo. Tiếp tục là hai từ đồng âm khác nghĩa này, chế và chế. Chế số 1 thì là trong khống chế khống chế con bò thì cần phải dùng khăn và dao. ý chí bằng c phu c đồng phục. ni bằng c Seigen se giới hạn. chức chế thứ hai thì sẽ mang nghĩa là chế tạo kiểm soát quá trình sản xuất y phục. ý chí bằng phục c phục chế ni bằng c dồ c dồ chế tạo sản xuất dùng trong trang thiết bị suy nghĩ khác hạch khác thì sẽ mang nghĩa là điêu khác rồi các bạn thử tham khảo câu chuyện nhé bốn người đang đội mũ cầm con dao để điêu khắc rồi vậy điêu khắc là chô cô cỡ chô cô cỡ từ tiếp theo từ đi muộn chắc không ai đọc nhầm đâu đúng không Chí cô cỡ. Chí cô cỡ. Hai. Chữ tiếp theo, hạch. Chữ này thì sẽ mang nghĩa là cốt lõi này hoặc là trong từ vũ khí, vân vân. Khắc vào tận lõi của cái cây. Rồi. Ichi bằng Kẹt ca cỡ. kịch ca cỡ. Bệnh lao. Ni bằng. Cà cư hê kỵ. Cà cư hê kỵ. Vũ khí hạt nhân. Tiếp theo là hai chữ siêu dễ đây. Sự khâu và banh Khâu thì có nghĩa là Đồi này Vác một cây dìu lên đồi Đấy Và chúng ta có từ vựng liên quan chính là Sạcư Sạcư Cồn cát Còn từ số 2 Banh sẽ có thêm bộ thủy phía trước Thì sẽ mang nghĩa là Bãi biển Bãi cát Binh lính ra bãi biển để nghịch nước Có bộ thủy phải không nào Rồi bang Sumahama Suna hama bãi cát. Ni bằng hama hamabe bãi biển. Tiếp theo hai chữ này thì có nét rất là ngụ nghĩnh đúng không? Chữ xuyến và hoạn Chữ xuyến thì vô cùng là ngắn gọn. Xiên vào que hai miếng thịt. Đấy, vậy cái xiên hoặc là đổ đề xiên trong thịt nướng á, thì chúng ta sẽ đọc là kushizashi. trị Từ số 2, hoạn. Chữ này thì sẽ mang nghĩa là khổ sở này Dùng cái xiên chọc vào tim cảm thấy khổ sở Ý chí bằng Kyu căng Kyu căng Cấp cứu, cấp tính Nghi bằng Căn kanja. kanja Bệnh nhân Tiếp theo là hai chữ cảm và giảm Một cái thì có bộ tâm, còn một cái thì có bộ thủy nhá Cảm thì là cảm giác hoặc cảm xúc Thì chắc chắn là xuất phát từ trái tim rồi đúng không? Có bộ tâm này Ý chí bằng Càng ghê kỵ Cảm kích ni bằng Kiêu căng Kiêu căng Đồng cảm Còn từ giảm Giảm ở đây là Giảm toàn bộ bao gồm cả, cả Nước là chứa bộ thủy của chúng ta nhé Hãy từ vựng số 1 âm cương này Hế đựng Thế được, giảm từ tiếp theo kê gen kê ghen. giảm nhẹ rồi chúng ta đã cùng nhau đi tới chương cuối cùng của N2 rồi hãy cùng nhau học nốt nhé hãy chữ thích và sách chữ đầu tiên là chữ thích chữ này thì sẽ mang nghĩa là đâm dùng dao cắt bó hoa và bị gai đâm vào tay chữ số 1 này chỉ ghe kỵ chỉ ghê kỵ kích thích chữ tiếp theo xa sự xa sự đâm xuống từ bên dưới là chữ sách sách này thì sẽ mang nghĩa là sách lược bó trúc này rất quý cần tìm sách lược để mang về chi bằng tay xa cỡ tay xa cỡ đối sách ni bằng c xa cỡ các chính sách. Rồi cùng nhau sang trang tiếp theo chúng ta sẽ có hai chữ là dưỡng và sức. Dưỡng thì sẽ mang nghĩa là nuôi dưỡng, nuôi dưỡng cừu phải cho ăn. Hay các từ vựng này, eyo dinh dưỡng. Từ tiếp theo, yashinau yashinau bồi dưỡng hoặc là nuôi nấng chuyển xuống từ bên dưới là chữ sức trong từ trang sức. Chỉ ăn với lên thành thị để bán trang sức thôi. Hai, ichi bang kazadu Kazaru trang trí. Từ tiếp theo. Fukushoku. Fukushoku thời trang. Tiếp theo chúng ta có hai chữ gì đây nào? Nạp và bính. Nạp có nghĩa là cống nạp là nộp đúng không nào? Nộp sợi chỉ quý cho nội các. Từ vựng đầu tiên, nạp tô cỡ, nạp tô cỡ, hiểu, lý giải. Từ tiếp theo, cách đọc của âm cưn ô sa mê được ô sa mê là đóng trong đóng thuế. Từ số 2, bính thì có mang nghĩa là nhân cách. Một người có nhân cách rất mộc mạc, từ bên trong nội tâm. Ichiban hitogara hitogara tính cách nhân cách ni bằng iegara iegara gia thế rồi phần tiếp theo chúng ta sẽ học về ác và quải ác ở đây thì không có nghĩa xấu đâu mọi người nhé nó chỉ đơn giản dịch là nắm thôi nắm tay nhau đi vào trong phòng hay, vậy nắm tay là gì nhỉ? Teo nigiru. Teo nigiru. Từ số 2, bắt tay. Akushu. Akushu. Từ tiếp theo, quải ở đây sẽ mang nghĩa là tốn, tốn tiền hoặc là tốn thời gian này. Tốn rất nhiều tiền nên đã có trong tay hai mảnh đất to. chị bằng Kakezan Kakezan Phép tính nhân 2 bằng koeo kaker goeo được -ka cất tiếng gọi. Chúng ta cùng học tiếp hai chữ bái và hoán. Bái thì sẽ mang nghĩa là cúng bái đúng không ạ? Chúng ta chắp tay 30 lần cầu mong được gặp. Ichi hai kê haike haike kính gửi khi mà mở đầu thư hoặc là email. Từ tiếp theo Hai ken. Hai ken. Xem đây là khiêm nhường ngữ của mi dự. Từ số 2, hoán là trong từ hoán đổi, trao đổi. Cách nhớ theo câu chuyện như sau. Cụ bà dùng tay trao đổi bốn thứ rất lớn. Ichiban. Norikaeru. được Norikaer. chuyển tàu, chuyển xe. Từ tiếp theo. Kibun tên Kibun tên càng thay đổi tâm trạng. Sự kính cảnh kính sẽ mang ý nghĩa là kính trọng hay Thảo là một người có lời ăn tiếng nói câu cú hành động chân tay rất kính trọng mọi người hãy mọi người cố gắng ghi nhớ theo câu chuyện nhé. Từ đầu tiên chúng ta có là từ kê kedo kính trọng người cao tuổi. Từ tiếp theo Uyama Uyamau, kính trọng. Chuyển xuống từ số 2, cảnh là trong từ cảnh sát. Khi nói chuyện với cảnh sát thì phải dùng kính ngữ. Hãy, chí bằng kê cải, kê -kai. cảnh giác. Ni bằng kê cô cỡ, kê -koku. cảnh cáo hoặc cảnh báo. Rồi, Nhìn thì tưởng nhiều nét thôi nhưng hai chữ này cực kỳ dễ mọi người nhé Là chữ bối và chữ bài Bối thì là mang nghĩa tiền bối chính là senpai đúng nào Senpai đi một cái xe rất là đẹp Hay Ichiban senpai anh tiền bối đúng nào Chữ tiếp theo Cô hay Cô hay là hậu bối những người đi sau Chuyển xuống từ bên dưới chữ bài này thì sẽ mang nghĩa là là diễn viên mọi người nhé một người diễn viên rất là đẹp. câu hỏi thì diễn viên là gì mọi người nhỉ? hãy chính xác. hay you hay từ tiếp theo, hay cỡ, hay cỡ là một thể thơ rất là nổi tiếng của nhật bản nhé. chúng ta cùng đi tiếp sang hai chữ là tuế và tang. tuế thì mang ý nghĩa là tuổi này. dừng lại xem chú chó nhỏ tầm bao nhiêu tuổi. ý chí nan sai từ đấy quá quen thuộc rồi đúng không? Minasan wa nan sai desu ka? Bao nhiêu tuổi? Từ tiếp theo. Sai getsu. Sai getsu là thời gian. Chữ tiếp theo. Chuyển xuống từ bên dưới, chữ tàng có nghĩa là tàng chữ. Gian thần tàng chữ binh khí ở dưới vách núi toàn là cỏ. Ichiban, tủ lạnh là gì nhỉ? Dezoko. Dezoko. Hãy từ tiếp theo. Chô dô. Chô dô. Tích chữ. Hãy chữ Tạc và tôn. Tạc thì có nghĩa là giấm. Rượu này dùng để làm giấm. Giấm là gì nhỉ? Ồ sự. Ồ sự. Tiếp theo. Cơm trộn giấm. Chúng ta sẽ có cách đọc là. Sư mê chị. Sư mê Hãy. Tiếp theo, với chữ tôn có nghĩa là tôn trọng này tôn trọng những người canh gác bảo vệ rượu. Ichi bang Sonke Sonke kính trọng. Ni bang Jison lòng tự trọng. Rồi cùng nhau cố gắng đi tiếp nhé. Chúng ta sẽ có ba chữ là khán, ngư và khiếu. Câu chuyện thì rất là ngắn gọn. Mắt, nhìn, tay. Chữ đầu tiên căn chịu căn chịu cai ngục chữ thứ hai căn băng căn băng biển hiệu rồi từ tiếp theo là ngư nhìn chữ hán này thì mọi người sẽ đoán được luôn chính là ngư dân ngư nghiệp đúng nào ngư dân xuống nước để bắt cá Ichiban Yo sen yosen sen tàu đánh cá ni bằng lioshi shi Ngư dân. Từ số 3 nào. khiếu từ này thì sẽ mang nghĩa là gào thét nhá. Dùng miệng gào thét bốn lần. Hãy, Ichiban. Sakebi goe. Sakebi goe, tiếng hét. Từ tiếp theo. Zekyo. Zekyo kêu hét, gào thét. Hãy, ikimasu. Tiếp theo chúng ta sẽ có ba chữ là Song, tổ và đông. Song thì là song sinh nên các bạn để ý thấy các nét rất là giống nhau đúng không? Có hai số 7 song sinh. Song sinh đọc là gì nhỉ? ta gộ. Từ tiếp theo chúng ta sẽ có cách đọc là số hộ. Số hộ hai bên. Với từ tổ, từ này thì sẽ mang nghĩa là tổ tiên nhá. Hỏi chị gái, tổ tiên của chúng ta sống ở căn nhà 3 tầng đằng kia. Hãy. Ichiban. Số bộ. bộ số bộ bà từ thứ hai số cô cỡ số cô cỡ tổ quốc tiếp theo đông đông ở đây là trong từ đông cứng nhé hai hồ nước ở phía đông bị đông cứng lại ý chí bằng đê tô đê tô đông lạnh ni bằng tô kết tô kết đóng băng bốn chữ cuối cùng rồi mọi người ơi sai gõ chiêm hoàn khang sáp chiêm là chiêm tinh là bói nên chúng ta sẽ ghi nhớ theo câu chuyện như sau bốc một que bói sau đó giải quẻ bằng miệng iti Senryo Senryo senio chiếm lĩnh từ tiếp theo là bói này uranao uranao bói từ số 2, hoàn là trong từ tuần hoàn hoặc là môi trường. hãy ông vua nằm trên võng, miệng luôn nói một câu là phải bảo vệ môi trường. Từ số 1, dương căng, dương căng, tuần hoàn. Từ tiếp theo chính là từ môi trường rồi nhá. Kang kyo, kang kyo. Tiếp theo, khang là trong từ sức khỏe, khỏe mạnh này cứ ở nhà uống nước vô thì sẽ khỏe thôi mà. Đấy. Chị bạn kiên cô. cô sức khỏe. Ni bằng Genko cô hô hoken cô hô kênh. bảo hiểm sức khỏe. Từ cuối cùng, sáp từ này thì sẽ mang nghĩa là chát trong hương vị nhé. Nước khi uống vào thấy chát thì dừng lại sẽ phun ra. Đấy. Từ vựng đầu tiên, Dưu tay tay Tắt đường Từ tiếp theo Chì bụi Chì bụi Đây cũng chính là cách đọc âm cưng Và có nghĩa là chát mọi người nhé Xin chào các bạn Ở trong video clip ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng nhau tổng hợp và hệ thống lại Toàn bộ tất cả những ngữ pháp N2 xuất hiện Ở trong chương trình học của Dũng Mô Đị Ý Hãy à, với cái điều kiện đầu tiên là mọi người cần phải học qua rồi đúng không? Học qua hết một lượt rồi, sau đó thì mình sẽ cùng nhau xem cái video clip tổng hợp này để hệ thống lại nó một cách ngắn gọn nhất có thể. Idolska, hãy jasatsuki kimasho. Mẫu câu ngữ pháp đầu tiên của chúng ta, à chúng ta có ghẹ. ,ですね. À về cái cách kết hợp thì chúng ta sẽ chỉ nhìn ở trên màn hình thôi mà sẽ không mất thời gian để nói lại nữa nhé ở đây chính là cách nói cổ hơn của một cái mẫu câu ngữ pháp chúng ta đã học ở N4 Đó là Sô. So", với nghĩa là trông có vẻ Ý được không? Nhìn cái gì đó và phán đoán đúng không? Trông có vẻ thế nào đấy Thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào ví dụ này Kare wa senji tai shi nanika ka ge na yosu de À, anh ấy thì làm sao nhỉ? Có cái bộ dạng như thế nào đấy? trong có vẻ như là đang muốn nói gì đó với ai với sen rẽ với giáo viên với thầy cô giáo chẳng hạn được chưa nào hãy rồi mẫu câu thứ hai tổ cả snap kệ cộng với tổ chúng ta có toka ở n 3 đã nhá n 3 chúng ta có một nghĩa của tổ là gì các bạn có nhớ không dịch là hay là như là sử dụng để liệt kê đúng không có thể liệt kê danh từ cũng có thể liệt kê động từ tức là liệt kê những hành động cũng được đúng không nào vậy thì ở n 2 chúng ta có thêm một nét người, à một cái nét nghĩa nữa của tổ cả ở đây là nghe nói là hay là thấy bảo hình như là gì chúng ta nhìn ví dụ nhá sai kia wakamono ni ka tiu nomi mono ga ninki da to ka thấy bảo hình như là gần đây thì các bạn trẻ làm sao nhỉ? À cái đồ uống mà tên là gì đấy? Có tên là gì đấy? Tapioca là cái trà sữa ấy, đúng không? Thì rất là được các bạn trẻ ưa, ưa thích. Ok, rồi nhá. Tiếp theo chúng ta đến một cái mẫu câu à, uh, khá là rộng, đúng không? Tê cự và tê cự. À, uh, cái tê cự và tê cự này thì vốn là nó đã mình đã được làm quen nó bắt đầu từ N4 rồi, N4 cũng gặp, N3 cũng gặp và đến N2 chúng ta sẽ tổng hợp lại, tổng kết lại. Tổng kết thì ở đây vốn là có 1 2 3 4 5 nghĩa, đúng không? Thế nhưng mà mọi người có thể dừng màn hình để xem từng cái một nhá Mình sẽ chỉ nói ngắn gọn về cái hình dung để mọi người có thể dễ dàng uh, phân biệt hai cái này thôi nhá Đầu tiên cái tê cự ừ, uhm, cự sẽ là cái gì? Sẽ là chúng ta hiểu tê ý cự, y cự là đi Đúng không? Y cự sẽ là đi Vậy thì sẽ là những hành động này Trước tiên sẽ xét về hành động Sẽ là những hành động xuất phát từ đâu? Xuất phát từ thời điểm hiện tại, thời điểm nói Hoặc một thời điểm nào đó ở trong tương lai Hướng đến một tương lai xa hơn Nhớ, Đấy, hiện tại này, hoặc từ một điểm, thời điểm khác trong tương lai, hướng đến tương lai xa hơn Nó sẽ đi mà, đúng không? Nó sẽ đi, đi về tương lai Còn cứ đựng thì ngược lại, nó là đến, đúng không? Thì nó sẽ phải từ đâu đến? Nó từ quá khứ nó đến Nó sẽ là một hành động bắt đầu ở trong một thời điểm, bắt đầu từ một thời điểm ở trong quá khứ, đúng không? Đến hiện tại, hoặc đến một thời điểm khác ở trong quá khứ Đấy là về thời gian Còn về mặt không gian cũng tương tự như thế thôi mọi người À về mặt không gian thì quay lại y cự nó là đi đúng không? Thì nó sẽ là cái thứ mà nó đi rời xa, nó đi xa mình Đi ra chỗ khác Còn cứ đựng nó là đến đúng không? Thì nó sẽ là những cái thứ, những cái vật, những cái hành động, những cái người gì đó Nó làm sao? Nó ngày càng đến gần mình Đấy, mọi người chỉ cần hình dung nó đơn giản như vậy thôi Được chưa? Nhớ Còn những cái nghĩa cụ thể kia thì mọi người có thể dừng màn hình để đọc lại một lần đi tế các. rồi, tiếp theo Chúng ta bước sang mẫu câu gà tay Kết hợp thì rất là đơn giản Vê mát cộng với ga tay, đúng không nào? Chúng ta À, có cái nghĩa của ga tai là gì nhỉ? À, khó đúng không dịch đơn giản là khó mà hay là không thể nào mà thì cái ga tai này nó sẽ thể hiện những cái khó khăn về mặt gì nhỉ? À, về mặt tinh thần về mặt cảm xúc đúng không còn cái nhí cơi mà chúng ta đã học ở đâu đấy nhí cơi chúng ta học ở n 4 đúng không thì nó chính là những cái khó khăn về mặt gì nhỉ? À, khó khăn về mặt vật lý có thể là một cái chiếc điện thoại nào đó chẳng hạn nó được thiết kế khá là à, thô À, những cái cách sử dụng khá là khó đấy thì mình sẽ sử dụng cái cách nói là nhì cười đúng không đấy được chưa nào thì bây giờ mình sẽ xem cái ví dụ của gà tay nhá wa machigatta shite node shinji ga tai ờ cái gì nhỉ cái chương trình này đúng không vì là làm sao vì là nó đưa những cái tin sai lệch machigatta đúng không thế nên là khó có thể tin được đấy được chưa rồi tiếp theo chúng ta đến mẫu câu <laughs> tô một hay là Một trong hai cái này đều ok, nó giống nhau Đối do mọi người không cần phải phân biệt hai cái đứa này nhá Kato tô mổ hoặc là kato tô một kết hợp với vê tà Rất là đơn giản Những cái nào có kết hợp đơn giản như thế này Mọi người hãy nhớ luôn kèm theo kết hợp của nó nhá Như kiểu là thả cá tô tốt hay là thả cá tô tara. À, như vậy cho nó dễ những cái nào thì có quá những cái nào mà nó có quá nhiều kết hợp ấy thì mọi người có thể là um, có thể là nhớ ít một thôi cũng được còn cái nào chỉ có một hoặc thậm chí là hai cái kết hợp đơn giản thì mọi người hãy nhớ luôn nó được thì là tốt nhất, ýですか? Ừ, thì à, cái mẫu câu này ở đây nó sẽ mang cái nghĩa là gì nhỉ? Là ngay sau khi hay là vừa mới gì đó thì đã ngay lập tức gần như là nói về hai cái hành động nó làm sao? Nó xảy ra gần như là đồng thời, gần như là đồng thời, được chưa? Nhìn ví dụ này, makasareta <laughs> Ok. Rồi đây là gì nhỉ? À mình vừa mới làm sao đây? Hoàn thành xong một phần công việc Ichidan da cự nhá. Ichidan da cự là vừa mới. Tức là mình sẽ hoàn thành xong một phần một giai đoạn nào đó của cái công việc đúng không? Vậy mà làm sao? Ngay lập tức ở phía sau đã có đã được giao cho một cái gì nhỉ? một cái công việc khác rồi. Ý là vậy nhá. Hai rồi, tiếp theo chúng ta đến với một cái mẫu câu khá là giống với cái mẫu câu ngay ở phía trên. Đó là Kanouchi ni đúng không? Đấy, cả nai cả no uchi nhị cả một cụm của nó luôn sẽ là cả này nay cả no uchi nhị Mọi người hãy nhớ nguyên cả một cụm đấy cho nó dễ Nhá. Thì nó sẽ là cũng vừa ngay khi, đúng không? Vừa mới đây thì đã ngay lập tức Vừa mới thì đã ngay lập tức Thì về cái, uh, vẫn là nói về hai cái hành động nó có cái gì nhỉ? Uh, nó xảy ra gần như là đồng thời thế nhưng về thế nhưng mà về cái 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 giới hạn thời gian ấy cái thời gian về cái mức độ đồng thời của hai cái hành động thì cái mẫu câu này cái cà nai cà nó no, uchi ni này nó sẽ sát hơn nhá nó sẽ sát hơn gần như là hai đồng hai cái này nó đồng thời hơn nhá đấy rồi vậy thì mình nhìn ví dụ này mosco ga à mosco wa betto ni hairu ka hairanai ka no uchi ni nete shimatta cảm giác như là ở đây là gì nhỉ cái thằng con trai tôi nó vừa đặt lưng xuống giường cái là nó ngủ luôn được đấy đặt lưng xuống giường cái là ngủ luôn được chưa? Đó, hay mình nói ngắn gọn nó là như vậy, đúng không? Rồi, tiếp theo Mẫu câu Dakeate Cái này rất là quen thuộc Cái Dakeate này mọi người hãy mê mô lại Nó có hay đi kèm với cái từ gì nhỉ? Sasuga Đúng không? Giống như là mọi cái mẫu câu Ikura đi với mo", moshi đi với vậy Đúng không? Thì ở đây Sasuga sẽ đi với Dakeate Cái Sasuga chỉ đơn thuần là bổ nghĩa có hay không cũng được, đúng không nào? Nhớ. Thì Dakeate nó sẽ sử dụng để làm gì? để đưa ra những cái đánh giá đúng không những cái đánh giá thường là những cái đánh giá làm sao tích cực những cái đánh giá tốt khen ngợi quả nhiên là phải thế nào đó thì mới được chưa ví dụ nhá quả nhiên là sống ở ở đâu nhở? ở nhật 10 năm rồi có khác đúng không cái phát âm nó làm sao thúc tiếng một rất là tự nhiên ý là rất là giống người nhật nói một cách rất là trôi chảy chân chu đấy được chưa hãy rồi nhá tiếp theo chúng ta đến với đa kê nhị ừ đa kê nhị kết hợp cũng rất là đa dạng mọi người à, tự tham khảo nhá à, chúng ta sẽ nhìn sang cái phần ý nghĩa về mặt ý nghĩa thì chúng ta có thể chia nhỏ ra làm hai cái nghĩa nó, um, nó nó cụ thể hơn thì đều dịch là chính bởi là vì cái gì đó đúng không chính bởi vì cái gì đó thế nên là thế nên là thế nhưng mà nó ở cái nét nghĩa thứ hai ấy nét nghĩa ở phía dưới ấy. nó sẽ làm sao nó sẽ nhấn mạnh hơn một chút về cái mặt cảm xúc chính vì thế thế nên càng thế nào đấy nhá Tức là dịch thì đại khái này đều sẽ như nhau thôi thế nhưng mà cũng có một cái nét nghĩa thì nó sẽ hơi nhấn mạnh một chút về mặt cảm xúc ở phía sau thì mọi người để ý cái đấy nhá chúng ta nhìn ví dụ đầu tiên này Kono wa yasui dake ni nanika aru nai ka to fuan ni naru Đúng không? Tức là cái tòa nhà này, kiện Đúng không? Cái tòa nhà này hay là cái căn nhà này chẳng hạn Uh, làm sao nhỉ? Chính bởi là nó, nó rẻ, vì là giá nó rẻ quá. Đúng không? Thế nên là mình lại cảm thấy làm sao? Thế nên là mình lại cảm thấy bất an rằng thì là à không biết là nó có cái cái gì đó không, ý là nó có vấn đề gì hay không mà người ta lại bán hay là người ta lại cho thuê với cái giá rẻ như thế. Đúng không? Rồi, hay là ở ví dụ của cái nghĩa thứ hai chúng ta cùng nhau nhìn này. Issho keme renshuu shita dake ni shiai de maketa koto wa taihen shoku datta. À chính vì là bởi mình đã rất là nỗ lực rất là cố gắng luyện tập rồi Thế nên là cái việc mà để thua ở trong trận đấu Mình bị thua ở trong trận đấu ấy, Thì càng khiến mình làm sao? Cảm thấy sốc Đấy Thay hen sốc Thay hen ở đây bằng nghĩa với tốt tế mộ Là rất là sốc Nhá yeah. Ok Rồi Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một mẫu câu đó là Cút sổ Cút sổ ở đây là bà cô sổ Chúng ta nhớ cả cụ đấy luôn nhá Bà cô sổ Dịch là gì nhỉ? chính là vì thế nào đó thế nên mới đúng không? Chính vì thế nào đó thế nên mới. Thì cái ba cô số này nó chính bằng với cái mẫu câu ở thứ ba chúng ta có tìm hiểu đó là karakoso. Đúng không? karakoso. Đó karakoso. À nhá, chúng ta nhìn ví dụ này. Isogashi cô bakoso jibun de kufu shite À chính vì là sao mình bận, mình rất là bận thế nên là mình mới càng phải làm sao phải dày công để để tạo cái thời gian cho chính mình. À, tức là mình sẽ dày công làm gì sắp xếp những cái công việc làm sao cho nó thật hợp lý thật logic để mình có những cái thời gian hợp lý để có thể vừa làm việc vừa nghỉ ngơi vừa uh, vừa, vừa có thể là học tập thêm chẳng hạn đấy ý là như thế được chưa ấy ok tiếp theo bakari nhí bakari nhí chúng ta đã làm quen với khá là nhiều những mẫu câu liên quan đến bakari rồi mọi người có nhớ không nhỏ à, ở n 4 hoặc n 3 chúng ta có biết đến mẫu câu là vết tà bakari là vừa mới đúng không? Vừa mới làm gì đó. cái shita bakari, kita bakari. Đó. Tiếp theo một cái bakari nữa ở n ba đó là danh từ hoặc VT bakari. Là gì nhỉ? Toàn là cái gì đó? Đúng không? Toàn là cái gì đó? Tiếp theo một cái bakari nữa chúng ta học là bakari denaku hoặc là bakari ka. Hai cái này bằng nhau. Bakari denaku hoặc bakari ka đều là không chỉ cái này mà cái gì đó cũng. Được chưa nào? Rồi và đến đây chúng ta có thêm một cái bakari nữa là chỉ tại cái gì đó, chỉ vì cái gì đó mà đưa ra kết quả thường là kết quả không, không tốt. Ví dụ này. Hay sai phu wasureta bakari ni densha ni noru koto ga dekizu. chikoku shite shimatta. Chỉ tại mình để quên cái ví mà mình không lên được tàu và cuối cùng kết quả đã đưa ra là gì đấy? Mình đến muộn mất. Ừ, được chưa? Chỉ tại cái gì đó mà đưa ra kết quả xấu. Đấy, nhớ nguyên cái cụm đấy giúp mình nhá. Được chưa? Đấy, tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu ờ uh, không hẳn là một mẫu câu là một CD <laughs> tất cả những cái mẫu câu tiếp theo nằm trong CD của các nghĩa liên quan đến mono đúng không mono rồi đến koto và kakiti đó nhá thì đầu tiên cái nghĩa đầu tiên à, cái cách dùng đầu tiên của mono chúng ta cùng nhau nhìn vế đựng về này cộng với mono đúng nào nó nói về những cái điều gì đó nó là bốn dĩ nó là đương nhiên nó sẽ như vậy ừ, nó sẽ không thay đổi Đấyですか? ví dụ này khi mày để kỳ thuyết. Dare demo kin cho mono da. Tức là cái điều này là điều đương nhiên thôi. Là cái điều gì nhỉ? Khi mà diễn thuyết trước mặt mọi người, đúng không? Thì ai cũng sẽ căng thẳng thôi. Ờ, đấy là cái điều rất là đương nhiên, rất là bình thường. Đúng không? Rồi, thế nhá. Tiếp theo chúng ta đến với cái nghĩa thứ hai của mono. Đó là vê cộng với mono hoặc mono để hoa này. Đúng chưa? Vê đi với mono sẽ là nên. Còn đi với mono để hoa nay sẽ là không nên người ta sẽ sử dụng để đưa ra một cái lời khuyên đúng không nào một cái lời khuyên lời khuyên ở đây là lời khuyên dựa trên những cái gì dựa trên những cái quy tắc dựa trên những cái luật uh, lệ hay là những cái quy chuẩn xã hội nào đó đơn giản như là những cái điều ví dụ như là gì nhỉ? à gặp người lớn thì cần phải chào hỏi hay nói chuyện với người lớn cấp trên thì cần phải sử dụng tính ngữ ở trên tàu thì nên, hay là, à, ở trên tàu thì nên nhường ghế cho người già, nhường ghế cho trẻ nhỏ, cho phụ nữ có thai. Đấy là những cái điều, những cái quy chuẩn xã hội nói chung. Đó, được chưa? Thì bây giờ mình cùng nhau nhìn ví dụ này. Đầu tiên, chúng ta làm sao? Chúng ta không nên à, dễ dàng tin tưởng vào những cái câu chuyện, đúng không? Hay là những cái lời nói của người người lạ. Được chưa? Ví dụ số 2 Shakai jin nara wa mamoru mono da Tức là nếu mà là đúng không? Hay là đã là một người Một người đi làm, một người của xã hội rồi Thì chúng ta cần phải, chúng ta nên làm giáo Nên tuân thủ Cái thời gian một cách thật là Gọi là thật là nghiêm ngặt Đấy, kiểu như vậy Nhá. Rồi, tiếp theo đến nghĩa thứ ba của mono đúng không? Chúng ta vẫn là mono đà. Thế nhưng mà mono đà ở đây sẽ là dạng Thể hiện cảm xúc thật là quả là biết bao nhiêu đấy nhá ví dụ này ít à đấy của nó đó là gì nhỉ trời ơi một lần mà mua nhiều quần áo đến như thế thì quả thật là làm sao quá là xa xỉ rồi quá là lãng phí rồi các thứ được chưa rồi nhá tiếp theo chúng ta đến một mẫu câu nữa không phải là mono đà không nữa mà là thôi yêu mono đà thôi mono đà thật là -b 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 đúng là thế nào đấy cảm thán về một cái trường hợp nào đó đúng không? rồi ví dụ này Jose nên điều tức là cái việc mà đi hỏi tuổi ừ, phụ nữ ấy, đúng không? thì quả thật là một cái chuyện như nào một cái điều như nào nhở à, không nên làm hay là kiên kỵ không? điều cấm kỵ chẳng hạn đã bớt ne hãy rồi tiếp theo mono cái này thì chắc là khá là quen thuộc của chúng ta rồi đúng không? Mono no mình có thể hiểu bằng với desu ga desu kedo Nhưng mà mặc dù là thế nào đó nhá Ví dụ này Sekaku e anda mono no kare ni Tức là mình đã cất công làm sao? Mình đã cất công đan một cái chiếc à, uh, chiếc uh, chiếc khăn Vậy mà lại không có cơ hội để để trao cho anh hay là để đưa cho anh ấy Ok? Đấy. Rồi tiếp theo Mono nara Mono đã kết hợp của nó cái này mọi người có thể nhớ luôn kết hợp là về đựng thế nhưng mà thường là sẽ là động từ chia về dạng khả năng như kiểu là đểkýự môô mono đà vậy nhá thì dịch là gì nhỉ Nếu mà có thể được chưa? nếu mà có thể thế nào đó thì thì mình cũng muốn thế nào đấy đúng không ví dụ giặ xe nhỉ một đây được một bên nếu như mà có thể quay trở lại thời nào nhỉ thời học sinh thì tôi cũng muốn là làm sao à, học hành thật là chăm chỉ đấy được chưa ừ đừng để sau này mình phải hối tiếc và nói lại cái câu này nhé mọi người nhé rồi tiếp theo mình sẽ đến với mẫu câu thối yêu mono để mô này thối yêu mono de bà này mố hoặc vá đều được nhé mố thì sẽ nhấn mạnh hơn là gì nhỉ? à tôi nghĩ rằng không hẳn là cái mẫu câu mà với cái nghĩa là không hẳn là chưa chắc là ấy thì ở n ba mình cũng có hai cái mẫu câu rồi đúng không là gì nhỉ Thú á Kakyūnai và Wake de wa nai, hai cái này đều mang cái sắc thái là không hẳn là chưa chắc là đến nào đó kiểu như là kết hôn với người giàu người có tiền thì chưa hẳn là sẽ trở nên hạnh phúc ấy. đó. Thì Thú kagira nai hoặc là Wake de wa nai đều sử dụng được đúng không? Thì ở đây cái Thú yêu Mono de wa nai nó cũng có sắc thái nghĩa như vậy, thế nhưng mà nó nhấn mạnh hơn về cái gì? Nó nhấn mạnh hơn về ý kiến chủ quan của người nói đấy là tôi nghĩ rằng nhé tôi nghĩ rằng còn hai cái mẫu câu kia thì nó là gì ạ nó nhấn mạnh hơn về cái vấn đề là gì nhỉ? à đây là trường hợp ngoại lệ đấy ạ được chưa nhớ rồi ví dụ này cái constarctate cheo c đặt mono de một lại dù là có gì nhờ có kết hôn thì cũng à, thì tôi nghĩ chưa hẳn là đã à, thì ai cũng sẽ được hạnh phúc đâu chẳng hạn đấy nhá? dù là có kết hôn thì tôi nghĩ là không hẳn ai cũng sẽ trở nên hạnh phúc Có người thì sau khi kết hôn sẽ hạnh phúc Có người sau khi kết hôn lại cảm thấy không được vui vẻ chẳng hạn đúng không? Ừ. Rồi vẫn là một câu liên quan đến mono Mono ga ờ, Là gì nhỉ? Mono ga là có cái điều gì đó khiến cho mình cảm thấy Mặc dù là mình không thể nào mà nói rõ được là cái đó là cái gì Nhưng Rõ ràng là có một cái thứ gì đó nó thao túng khiến cho mình cảm thấy như vậy. Đúng không? Ví dụ này. À, kare no endetsu wa hito no kokoro ugokasu mono Tức là cái bài diễn thuyết của anh ấy thì làm sao? Thì có cái điều gì đó khiến cho làm sao? Khiến cho uh, mọi người gọi là rung động hay là cảm động. Ừ. Đấy, thì ở đây là mình không thể nói rõ ra được là trong cái bài diễn thuyết đấy thì có cái nội dung gì, có cái vấn đề gì hay là như thế nào khiến cho mình rung động. Thế nhưng mà uh, rõ ràng là mình đã rung động bởi một, bởi một cái thứ gì đó nó không uh, nó không thể nào mà diễn tả được thành lời ạ. Nhá. ý rồi đấy là ở đấy là kết thúc cái CD liên quan đến mono, được chưa? Tuy nhiên là vẫn còn những cái mẫu câu liên quan đến mono khác nữa ở những cấp độ khác chúng ta cũng sẽ học chứ không phải là ở đây là toàn bộ đâu mọi người nhá. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục bước sang cái CD liên quan đến KOTO Kotô. Hay đầu tiên Kotô Ninadu và Kotô À, Cái này thì rất là quen thuộc, có thể là mọi người đều đã uh, gặp ít nhất là một lần rồi ở các cấp độ trước đúng không? thì nó có nghĩa là gì? đầu tiên là nói về một cái quyết định nào đó, đúng không? một cái quyết định nào đó mà không phải do chính bản thân mình quyết định, ừ, cái gì đó đã được quyết định sẵn, được chưa? Ví dụ, có càng và kêu 8 càng sự Tức là cái thư viện này đúng không? Thì ngày nghỉ người ta sẽ đóng cửa lúc mấy giờ đấy? Lúc 8 giờ. giờ đấy là cái quy định của, của cái thư viện đấy. Không phải do mình, đúng không? Không phải do cá nhân mình đưa ra. Thì người ta sử dụng cái cổ tổ nhìn ý ở đây. Còn cái nghĩa thứ hai nói về cái kết quả của một cái hành động nào đó. Ví dụ, Eh à đúng không? Nếu mà lượng khách còn giảm hơn thế này nữa, đúng không? Còn giảm nhiều hơn thế này nữa, thì có lẽ là, đúng không? Có lẽ là cái nhà hàng này cũng phải cũng phải đóng cửa mất thôi. đó, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu, ừ, kết hợp rất là đơn giản. Veru cộng với kotonaku Đúng không? Thì ở đây là gì? À, Veru kotonaku là không làm cái V ở đằng trước ừ, Không làm cái V ở đằng trước Mà sẽ làm cái gì? Làm cái ở đằng sau đúng không? Ví dụ này Ototo wa yasumu kotonaku Hikishi ni benkyo shite ta Cái từ hikishi là kiểu quyết tâm Là liều mình là cố gắng ấy Nhớ Em trai tôi thì nó làm sao? Nó kiểu à, học hết sức mình cố gắng nỗ lực học hết sức mình mà không mà không hề nghỉ ngơi ấy. đấy kiểu như vậy nhá yeah. rồi tiếp theo cô tổ nhị à cô tổ nhị là một dạng cảm thán thể hiện cảm xúc đúng không nó sẽ thường đi với những cái tính từ hoặc đi với động từ cũng được nhưng mà sẽ là những cái động từ thể hiện cảm xúc nhá yeah, chứ không phải sử dụng một cái dạng là tha bê được cô tổ nhị thật là ăn có ai nói vậy không Iwanai này như kiểu là odoroi ta cô tổ nhị thật là ngạc nhiên chẳng hạn Đấy thì nó sẽ đi với những cái động từ có thể thể hiện cái cảm xúc như vậy. Đó, chúng ta cùng nhau nhìn ví dụ này. mắt cô koto ni à thật là khổ quá đi chẳng hạn. Đúng không? Đó, komatta koto ni keitai no juden ga nakunatte shimai, renraku shudan ga nakunaru. Thật là khốn khổ trời ơi, cái pin điện thoại nó hết mất rồi thế nên là không còn cách nào để mà để mà liên lạc nữa cả. Thì được đó. Rồi, tiếp theo chúng ta có mẫu câu koto kara. Mình có thể hiểu đơn giản là vì cái việc nào đó đơn giản là như vậy hiểu theo từ vựng cũng được đúng không vì cái việc hay là vì là có cái việc như vậy xuất phát từ cái việc như vậy hay là bởi vì là đó nhá và cái mẫu câu này nó có một cái cách dùng khá là đặc trưng đó là nó sử dụng để giải thích về cái nguồn gốc của một cái tên gọi nào đó như kiểu là vì là nó thế này thế nên là nó được đặt tên như thế kia kiểu như vậy đó nhá ví dụ này 日本に興味を持ったことから日本に留学することを決意した cái này nghĩa thì bình thường thôi đúng không? Bởi vì là tôi có hứng thú với Nhật Bản Thế nên là tôi đã quyết tâm là sẽ đi du học Nhật Thế thôi Nha? Rồi Đấy. Tiếp theo một mẫu câu Mẫu câu này có thể nói là chắc là mình đã học ở n ba rồi đấy mọi người Sẽ có các bạn học ở n ba rồi Koto dakara Đúng không? Danh từ nhá, đi với no Koto dakara nhá Danh từ no koto à, Là gì nhỉ? Là À, vì là cái danh từ này Cái danh từ đằng trước sẽ là một người Hoặc là một tổ chức Mà bản thân người nói hiểu rõ Thế nên là Mình đưa ra phán đoán chắc là thế nào đấy Rồi Ví dụ <laughs> à, Vì là cô ấy Đúng không? Tôi hiểu rất rõ về cô ấy Cô ấy là một người rất là hoạt bát Ừ, đúng không? Thế nên là chắc chắn là sẽ nhanh chóng có những người có những người bạn có thể kết được bạn thôi kiểu như vậy được chưa hãy rồi tiếp theo cốt tồn bạn thứ ra ở đây thì chúng ta nên nhớ kèm theo cái cả cái cách kết hợp của nó nữa thì nó sẽ dễ dàng hơn đó là gì nhỉ nai cô tồn bạn nai cô tồn bạn nếu mà không có cái việc đó nếu mà không thực hiện hành động b ở đằng trước thì cái đằng sau nó cũng không không làm được đấy thì đây sẽ là nai cô tồn nhí bạn mọi người hãy nhớ theo cái cụm đấy nhá Ví dụ này Nếu mà mình không thử nhìn thực tế Nhìn bằng mắt thật này này Đúng không? Nhìn Nhìn Nhìn, nhìn, trực tiếp Đúng không? Thì mình sẽ rất là khó hay là mình không thể nào mà đưa ra cái đánh giá Cái phán đoán một cách chính xác được Đấy, kiểu như là xem qua mạng các thứ thôi Xem qua hình ảnh các thứ thôi Thì nó sẽ làm sao nó sẽ không chân thực đúng không? Đấy, rồi tiếp theo với đựng này với điện cô tổ hòa này là không cần phải làm gì đó Nó sẽ bằng với hít dô này Không cần thiết Nó Không cần thiết Với nạc cái tên mối y không cần phải làm gì đó Ví dụ An zên nhị ưng tên sư Ưng tên sư kara xin phai sư cô này là vì là tớ sẽ Vì là tớ lái xe rất là cẩn thận Thế nên là không cần phải lo lắng đâu Được chưa? Rồi, hãy Ví dụ tiếp theo Về đứa, về nay cô tổ à về đợi, về nai cô tổ cái này thì chắc chắn là gặp rất là nhiều trên những cái thông báo rồi. Mọi người chắc chắn là sẽ gặp rồi. nó Nói về gì nhỉ? Những cái quy định, sử dụng để nói về những cái quy định, những cái quy tắc nào đó. dịch à, là hãy hay là phải làm gì đó hoặc nếu là về ai sẽ là không được làm gì đó. Ví dụ chúng ta nhìn này. Nếu nên hit to một tức là phải làm sao? À, phải luôn luôn có những cái gì nhỉ? những cái gọi là cái sự tính trọng cái sự tôn trọng nhất định đối với những người những người bề trên của mình đó ừ, ừ. rồi hãy tiếp theo đến cốt tổ đạo tổ đà. thì ở đây nó cũng mang một cái sắc thái nghĩa liên quan đến đưa ra cái gì nhỉ đưa ra à, cái lời khuyên đưa ra cái lời khuyên nên làm cái gì đó hoặc không nên làm cái gì đó ở cái cô tổ đà này thì nó sẽ đưa ra lời khuyên dựa trên cái gì nhỉ quan điểm của cá nhân người nói cho một trường hợp cụ thể nhất định nào đó chứ không phải là chung chung giống như là cái mono đà vừa nãy đó cái mono là đưa ra những cái lời khuyên dựa trên những cái quy chuẩn xã hội đạo đức nói chung còn ở khô tổ khô tổ đà, thì nó sẽ là đưa ra cái lời khuyên của của người nói ừ, cho một trường hợp cụ thể nào đó ví dụ ở đây là gì nhỉ xin tay hay là karada cũng được karada nó kênh cố kiskao nó đẹp à nó để đây bác nhà sao thái cô à nếu mà mình để ý đến sức khỏe của bản thân đúng không thì thì nên làm sao nhỉ à nên ăn rau vào đó được chưa được rồi tiếp theo là đến cái ví dụ số 2 cũng thể hiện cái cảm xúc là vô cùng là rất thế nào đó ví dụ này yane kara ochiru nante taihen na tức là cái việc mà bị rơi từ trên mái nhà xuống thì thật rất là gì đấy rất là thay hen rất là rất uh, là đáng sợ chẳng hạn trong trường hợp này đúng không đấy Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu kotoka. À, kotoka cũng là một cái mẫu câu dạng thể hiện cảm xúc thật là biết bao nhiêu. Có một cái đặc điểm chú ý ở cái mẫu câu này đó là gì? Nó sẽ thường đi với cả các cái dạng nghi vấn từ. Đó là gì đấy? Donna ni nanya ni kotoka. Hoặc là dore dake, dore hodo nan nanya ni kotoka. Đó nhớ nó sẽ đi với nghi vấn từ ở đằng trước. Đấy, mọi người có thể memo là nghi vấn từ là nha cộng cô tổ cả hiện cảm xúc thật là biết bao nhiêu được ví dụ này kare no kodo ni yotte dore dake no ga koto ka à, tức là bằng những cái hành động của anh ấy thì không biết là đã cứu được bao nhiêu sinh mệnh rồi thật thể hiện cái cảm xúc đúng không rồi hãy tiếp theo chúng ta đến với nai koto wa nai nai koto mo nai không phải là không cái này dịch theo từ vựng thôi mọi người cũng đã có thể dịch rất là dễ dàng rồi đúng không không phải là không, không hẳn là không. Ví dụ nhá. Sore watashi no se de nai koto wa nai kedo, joushi ni iwarete yatta da. Tức là cái đó thì mặc dù nó không hẳn không phải lỗi của tôi, tức là nó cũng có một phần lỗi của tôi đấy. Ờ ừ, thế nhưng mà tôi chỉ làm theo, làm theo những cái gì mà cấp trên nói thôi mà. Đó, tôi cũng có lỗi bởi vì tôi làm sai đúng không thế nhưng mà cái lỗi cũng nằm ở ai cũng nằm ở cái cấp trên của tôi tại vì cấp trên giao cho tôi mà cấp trên bảo tôi làm thế mà đúng không ừ, rồi hãy tiếp theo kotodashi ừ, kotodashi là gì nhỉ cũng là cái dạng nêu lên nguyên nhân lý do vì nên vì là thế nào đó bởi vì thế nào đó thế nên là nhớ ví dụ shi kotomosun da kotodashi ipai no minikoyo Ờ, dù sao thì cũng làm sao nhỉ cũng công việc cũng xong rồi hay là mình đi mình đi uống một ly đi mình làm một cốc đi đúng không mình làm, đi làm cốc bia đi chẳng hạn đó nhá rồi tiếp theo hết cái đi liên quan đến cô tộ bây giờ mình sẽ chuyển sang kagiri à, kagiri cũng có khá khá các mẫu câu đúng không ví dụ à, cái nghĩa đầu tiên của kagiri chúng ta sẽ có dạng đi với tính từ thì nó sẽ là cái dạng nhỉ thể hiện cảm xúc cảm thấy rất thế nào đó vô cùng thế nào đó các um, cái à da, đặt ở cuối câu đúng không? Ví dụ Ano resutoran ga raigetsu de heiten da nante, zannen na Tức là cái chuyện mà bảo cái nhà hàng đó tháng sau sẽ đóng cửa ấy thì làm sao? Nhỉ? Cảm thấy mình mình cảm thấy thật sự là vô cùng là tiếc. Nó là một cái nhà hàng rất là tốt, dịch vụ rất là tốt, đồ ăn rất là ngon mà lại đóng cửa chẳng hạn đúng không? Đó nên mình cảm thấy là vô cùng tiếc. Ừ. Hay. Rồi tiếp theo danh từ cộng với nhất dự không chỉ là cái danh từ này mà cái gì đó ở đằng sau cũng đúng không? không chỉ cái này mà cái gì đó ở đằng sau nó cũng như thế nào đấy. đó thì ví dụ mình có là gì đây? kōkonomise wa kyūjitsu ni heijitsu mo oze no hito ga otozureru à tức là ở cái nhà hàng, Cái nhà hàng ở đây đúng không? thì làm sao nhỉ? không chỉ là ngày nghỉ mà cả ngày thường cũng có rất là nhiều khách ghé tới đấy nhá rồi tiếp theo chúng ta có kagiri đi kagiri deba sẽ là gì nhỉ ở trong một cái phạm vi hay ở một cái mức độ nào đó thường là ở trong những cái phạm vi mà mình nghe được đúng không kích cự kagiri trong cái phạm vi mà mình nghe được này, mình biết được này, tê được cái chẳng hạn trong phạm vi mà mình nhìn thấy được mình điều tra được mình tìm hiểu được chẳng hạn thì đằng sau sẽ là những cái nhận định được chưa Ví dụ này và no shiru kakiri Trong cái phạm vi mà tôi biết Đúng không? Thì làm sao? À, ano toko wa jiken no hanin dewa nai Đấy, Hay có thể dịch là Ở cái mức độ đúng không? Ở cái mức độ mà tôi biết được đó. Thì cái người đàn ông đó Không phải là thủ phạm của cái vụ án này đâu Đấy Được không? Ừ. Rồi, tiếp theo Vẫn là kakiri Mà là kakiri hoặc là kakiri wa đó. Nó sẽ có một cái cách dùng là gì đây? trong cái lúc khi mà hay là chừng nào mà còn cũng được thì cái sắc thái của nó thể hiện cái gì thể hiện hai cái trạng thái nào đó nó sẽ tồn tại song song cái đằng trước không thay đổi thì trạng thái đằng sau nó vẫn sẽ cứ giữ nguyên như vậy kiểu như là uh, chừng nào mà mình còn chưa chịu cố gắng chưa chịu nỗ lực chưa chịu chăm chỉ lên thì cái tiếng nhật của mình nó vẫn sẽ vẫn sẽ rút như vậy chẳng hạn đó cái trạng thái đằng sau nó không thay à, đằng trước nó không thay đổi thì đằng sau nó cũng sẽ không không thay đổi gì hết được chưa nào rồi ừ, thì đây là gì đấy à, ví dụ nhá nhí hôn đây được đi nhí hôn nó đưa đủ mà morana kia ra này chừng nào mà mình còn sống ở nhật bản thì mình vẫn cần phải gì đấy vẫn cần phải tuân thủ những cái luật lệ những cái quy tắc của họ được rồi hy vọng là mọi người có thể nắm được cái cách sử dụng cái sắc thái của nó chứ không chỉ là cái cách cách dịch nghĩa tiếng việt của nó không nếu mà mọi người chỉ dịch là trong lúc hay là khi thôi ấy, thì mọi người sẽ bị va vấp bởi rất là nhiều những cái mẫu câu khác cũng có cách dịch tương tự như vậy nhưng nếu mà mọi người nhớ được cái cái sắc thái sắc thái khi mà sử dụng cái mẫu câu ngữ pháp đó thì mọi người sẽ rất là dễ dàng có thể phân biệt được các mẫu câu ngữ pháp ừ, và sẽ nhớ thêm một cái ví dụ của nó nữa thì là điều tốt nhất được chưa? Hãy rồi tiếp theo chúng ta đến với một cái mẫu câu ngữ pháp nữa vẫn là kagiri đúng không? À, kagiri danh từ nhị kagiri hoặc là kagiru chúng ta có uh, cái nghĩa là gì nhỉ? Chỉ trong, chỉ đối với, chỉ riêng một cái đối tượng, một cái trường hợp nào đó là đặc biệt, là ngoại lệ sẽ nhận được một cái ưu đãi, một cái gì đó nó đặc biệt đúng không? Ví dụ, mai tsuki kagiri Tức là chỉ chỉ riêng cái ngày thứ sáu tuần đầu tiên của hàng tháng thì mọi người sẽ có thể xem phim với cái mức giá vé là một sen một sen yên được ừ, chưa rồi ai tiếp theo mẫu câu nhí ca ghi nhí ca ghi thì nó lại có chia thành hai cái nghĩa nhỏ khác nhau đúng không ạ nghĩa đầu tiên ai chứ gì chứ cái danh từ đó là cái đối tượng mà tôi rất là tin tưởng nhá nó đi về danh từ mà cái danh từ đằng trước sẽ là danh sẽ là một cái đối tượng một cái việc, một cái gì đó mà tôi rất là tin tưởng Thế nên là tôi tin chắc rằng Được chưa? Tôi tin chắc rằng Được nhá Ví dụ như là gì đấy Ano à, hito ni kagite, Ai trước cái người đó thì Đúng không? Ano à, hito ni kagite, suru nante atta ni Ai trước cái người đó mà bảo là lại ngủ Mà lại bảo là ngủ quên ấy Thế chắc chắn là phải có cái chuyện gì đó xảy ra rồi Thế người đó là một cái người như nào? Mình rất là tin tưởng Cái người đó rất là chăm chỉ mà không bao giờ đi làm muộn các thứ chẳng hạn rất là tràn tội đúng không thế nhưng hôm nay đột nhiên lại ngủ quên thì mình mình làm sao nhỉ mình tin tưởng vào người ta mình nói rằng là ai chứ cái bạn ấy cái anh ấy cái chị ấy mà bảo là anh ấy ngủ quên ấy thì tôi không tin đâu tôi chắc chắn là sẽ có cái chuyện gì xảy ra với anh chị ấy rồi hay là có chuyện gì đột xuất rồi thì mới như vậy đó nhá ở cái nét nghĩa thứ hai của chúng ta sẽ có cái nghĩa là gì nhỉ cứ đúng vào cái lúc cứ đúng vào một cái thời điểm quan trọng nào đó thì nó lại có một cái hành động gì đấy nó xảy tới đúng không nó không hợp ý mình nhé ví dụ như là gì đây d nó omega cứ đúng vào những ngày mình đi hẹn hò trời nó lại nó lại mưa đúng không đấy được chứ bình thường thì không sao cứ đúng cái ngày mình đi hẹn hò trời nó lại mưa chẳng hạn được chưa rồi tiếp theo mẫu câu cuối cùng liên quan đến kaki đệ kaki đi đó là với từ venai hoặc là danh từ cộng với nhị kaki đệ cái gì đó là tốt nhất Ừ. Cái tốt nhất ở đây nó chỉ đơn thuần là cái đánh giá của cá nhân người nói thôi nhé mọi người nhé Rồi ví dụ Diet wa shokuji seigen o suru yori ni kakiru Tức là cái việc giảm cân ấy thì thay vì mình hạn chế ăn uống Thì mình nên làm sao? vận à, động, tập thể dục thì nó sẽ tốt hơn ừ, Tốt nhất là mình nên tập thể dục Thay vì là hạn chế ăn uống Đấy, có thể dịch xuôi như vậy nhá ừ. Rồi đó, vậy thì mình đã kết thúc cái phần đi ở đây rồi Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một cái cách nói khá là cụ Mai, đúng không? Cái mai này thì có khá là nhiều cách chia mọi người có thể để ý Đầu tiên, cái nó cơ bản nhất mà thông dụng nhất sẽ là về đự mai Tất cả sẽ chia về về vê thể từ điển sau đó cộng với mai là được ừ. Ở động từ nhóm 1 thì sẽ chỉ có một cách chia duy nhất như vậy Nhưng mà đối với động từ nhóm 2 thì chúng ta có thể chia theo một cái cách khác mở rộng hơn Đó là động từ bỏ mát sự đi cộng với mai Nhớ. Tức là ở động từ nhóm 2 thì mình sẽ có gì đấy? hai cách chia đúng không ạ? Rồi vết đựng mai hoặc là động từ bỏ mát sự đi cộng với mai Được chưa? Ở động từ nhóm 3 mình sẽ có gì? À, có sư đựng và cư đựng đúng không? Riêng động từ sư đựng thì mình lại có thêm một cách chia nữa là sư mai Sư mai Sư đựng mai là một này Sư mai Sumai máy và shimai máy ba cái. Ideská ba cái. rồi con cái thứ cái kimask à, thì mình chỉ có là khô máy là được komai máy. Đấy, cái cách chia đấy thì mọi người có thể xem lại à, hoặc là tự ghi lại một chút dừng màn hình lại và tổng hợp ghi lại một chút thì nó sẽ dễ nhớ hơn là cái việc mình chỉ nghe không. Nhá ví dụ à, cái nghĩa của nó thì mình sẽ có hai cái nghĩa cơ bản của nó đầu tiên là à, mình sẽ không làm gì đó ý chí ví dụ mai kai sasotte mo kotowareru node nidō to mai. Tức là vì là gì nhỉ? Rủ mấy lần rồi vẫn bị từ chối thì nên là làm sao? Sẽ không rủ lần thứ hai nữa. sẽ không rủ cậu ta lần thứ hai nữa đâu. Được Hay là cái nghĩa thứ hai sẽ sẽ hiểu theo cái nghĩa là có lẽ là sẽ không. Ừ, chắc là sẽ không. Ví dụ, to Tức là cái người đó thì là cái người rất là hay chém à, gió bốc phét nói dối thế nên là sẽ chẳng có ai tin đúng không có lẽ là sẽ chẳng có ai tin cậu ta cả kiểu như vậy còn nếu mà mình nhớ một cách đơn giản ngắn gọn hơn thì mình hãy nhớ là mai nó là một dạng phủ định là nai đấy đúng không là dạng phủ định đấy nhớ tạm thời đến đấy thôi cũng được được đấy là tạm thời chống chế nhá mọi người nhá đấy rồi tiếp theo vậy thì chúng ta sẽ đến với một cái mẫu câu liên quan đến mai luôn đó là video cả đưa mai cả đúng không? Cái yo ở đằng trước chính là thể gì đấy? Thể ý chí, thể ý hướng ở N4, đúng không? Veo ka, veru mai ka. Thì cái mẫu câu này sẽ có nghĩa là gì nhỉ? Làm hay là không làm về? Ví dụ, haru yasumi ni jikka ni kisei suru a à, kisei shiyou ka suru mai ka kangaete iru. Ấy là mình đang suy nghĩ xem là cái kỳ nghỉ xuân này thì mình có về nhà, có về quê hay là không? Đúng không? Kì xe nhá, kì xe là về quê á Kì xe nào? Đấy. OK tiếp theo mẫu câu uh, thứ bao nhiêu đấy mọi nhớ một câu tiếp theo là nishido đúng không nishido độ thì kết hợp của nó khá là đa dạng Mọi người có thể nhìn ở trên ở trên màn hình nhé nishido uh, và bằng với nó sẽ có luôn cái là se niso ở ngay cái mẫu câu phía bên dưới ấy. mọi người hãy nhớ luôn là cả hai cái này nhớ hai cái này nó sẽ bằng nhau đều là cho dù là thế nào đó. dù là cái này dù là cái kia ví dụ này sinh ra của chế là dù là đi dù là học tiếp lên hay là dù đi xin việc để chăng nữa thì nó cũng là tương lai của chính bản thân mình thế nên là mình làm sao mình cần phải cần phải suy nghĩ thật là thật là cẩn thận chưa? hay là ở cái ví dụ liên quan đến se thế là gì nhỉ Pat cứ can hai cực kim này Đấy, nhá Thì là gì nhỉ? Dù là có đi đúng không? Dù là có tham gia bữa tiệc hay là không á Thì cậu có thể quyết định sớm hay là quyết định nhanh giúp tớ được không? Tiếp theo sẽ là mẫu câu Nhi kakawarazu ừ. Ở đây nhi dự thì nó sẽ là một cái mẫu câu bằng với cái mẫu câu gì chúng ta cũng có biết nhỉ? À, hình như là ở phía sau của thứ hai đúng không? Đó là mẫu câu dự. có lẽ là mọi người cũng đã có, à, có có được biết qua rồi À, thì hai cái này nó giống nhau đều mang cái nghĩa là gì nhỉ bất kể là à, bất kể là cái gì đi chăng nữa thì đều thế nào đấy đúng không thì cái kết hợp của nó ở đây khá là đa dạng có thể là về dự về hay là dự đự cả hay là danh từ nhị kakao đa dự thậm chí nó có thể sử dụng được với cả tính từ nhá takai nhị cao dự tức là bất kể là đắt hay rẻ đấy nhớ? thì bây giờ chúng ta cũng sẽ nhìn cái ví dụ của nó này À, cái từ ichiritsu ở đây là đồng loạt giống nhau nhớ là gì nhở những cái chuyến xe bus ở dưới vùng quê á, thì nó sao bất kể là cái khoảng cách là bao nhiêu đi chăng nữa thì cái số tiền đúng không nó vẫn là sao vẫn giống nhau một chút mà bạn đi bao xa đi chăng nữa thì số tiền phải chi trả nó chỉ có gần này thôi đó và gần giống với nó không phải giống về nghĩa mà giống về cái tiếng Nhật đúng không thì nó có một cái mẫu câu đó là nhí mốt kawada dự hai cái này một người rất là hay bị nhầm á rất là hay bị nhầm nhá thì khi mà thêm mố vào thì có là nhí mô kawada dự thì nét nghĩa là đã bị thay đổi rồi nó là gì nhỉ mặc dù là thế nào đó ừ. nó sẽ thường thể hiện những cái sự bất ngờ nào đó trước một cái kết quả mình không mình không ngờ tới đó ví dụ ở đây mình có gì À, tết Mặc dù là mình đã thức khuya để học Thế nhưng mà cái kết quả của bài test, bài kiểm tra của mình vẫn không vẫn không tốt Đó, được chưa? Hay, rồi Tiếp theo, mẫu câu nhí tư kệ Nhí kệ thì ở đây mình có nghĩa là cái gì? Là cứ mỗi khi, cứ mỗi lần cũng được thì ở đây đầu tiên nó sẽ có một cái nét nghĩa này bằng với cái thà bi nhị Đúng không? Với cái nghĩa là cứ mỗi lần thế nào đó thì ở đằng sau sẽ là một cái cảm xúc Nhớ, một cái cảm xúc Ví dụ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn luôn này Ano ongaku kiku tsuke no koro sự cứ mỗi lần đúng không cứ mỗi khi nghe cái ca khúc nghe cái bản nhạc này thì tôi lại nhớ lại cái thời cái thời mà mới cưới á đó, thì ở cái nét nghĩa này mình có thể thay bằng thà bi nhị cũng được. Đó. Ngoài ra thì thà bi nhí nó còn có một cái nét nghĩa khác nữa mở rộng hơn đó là cứ mỗi lần làm gì đó thì đằng sau sẽ có một cái hành động nó lặp đi lặp lại. Đúng không? Cứ mỗi lần bố tôi đi ra ngoài đi công tác về lại mua quà về cho tôi ấy. Đó, nhá. Ok. Và ngoài ra thì cái kia nó sẽ có thể đi với những cái từ cụm từ cố định như là nanika nisuke. Nani vô kệ và tức là lúc nào cũng hay là cái gì cũng đúng không anh ta thì cái gì cũng phản nà kiểu như vậy nhá yeah? ok rồi tiếp theo hằng tệ à tệ đúng không đi với danh từ hoặc là nếu mà là Han suru sẽ là đi với một cái danh từ ở đằng sau hai cái danh từ đằng trước và đằng sau sẽ bổ nghĩa cho nhau tạo thành một cụ gì um. ví dụ uh, đầu tiên thì cái nghĩa đó là trái ngược lại ngược lại với nó sẽ trái ngược lại với cái gì trái ngược lại với những cái nguyện vọng những cái kỳ vọng những cái yêu cầu những cái mong muốn những cái dự định nào đó chẳng hạn được chưa rồi ví dụ nhá à, cô ấy thì đã làm sao thì đã làm nhỉ à làm trái với cái kỳ vọng của mọi người xung quanh làm ngược lại với kỳ vọng của mọi người xung quanh và cô ấy đã gì đấy đã nghỉ hay là bỏ đại học giữa trường và bắt đầu hướng tới cái mục tiêu trở thành ca sĩ của mình à, ấy đó. ý là mọi người xung quanh thì rất là hy vọng là cô ấy sẽ học đại học thật là tốt tốt nghiệp đại học các thứ và ra ngoài đi làm đúng không thế nhưng mà cô ấy thì làm ngược lại không làm theo cái kỳ vọng của mọi người mà bỏ học đại học giữa trường và đi làm một cái công việc khác mà mình mơ ước chẳng hạn thì được đó. tiếp theo chúng ta có À, danh từ cộng với にをして có trường âm nhé おして hoặc là おした đằng sau おした sẽ là một danh từ sẽ ừ. là dịch là gì nhỉ tương ứng thích ứng phù hợp với về đằng sau nhé ở cái về đằng sau sẽ có những cái sự thay đổi biến đổi để phù hợp với cái ở đằng trước ví dụ này ゲンゴデベるにをしてクラス分けを行われ eh, -ok tức là người ta sẽ tiến hành phân chia lớp để phù hợp với cái trình độ ngôn ngữ đấy cái đằng sau tức là cái cái lớp đúng không à, cái lớp sẽ có sự thay đổi để phù hợp với cái gì đấy phù hợp với cái, cái cái trình độ ngôn ngữ của mọi người các bạn ở trình độ tầm N3 thì sẽ vào cái nhóm lớp tương đương N3 chẳng hạn đó kiểu như vậy gì được các rồi hãy mẫu câu tiếp theo danh từ cộng người nhị cứ vai tệ cứ vai tệ có thể nhớ theo một cái dạng từ vựng cũng được nhá cứ ai được là thêm vào thì đây nhí cứ ai tệ dịch là thêm vào đó là Hoặc là không chỉ cái gì đó mà cái gì đó cũng Được chưa? Kết hợp với danh từ Đó. Ví dụ này Ashita wa oame ni kuwaete kaze mo tsuyoku Hidoi tenki Naru Naru Câu này có nghĩa là gì nhỉ? À, nghe nói là ngày mai thì sẽ có mưa lớn kèm theo cả gió Gió lớn nữa đúng không? Và thời tiết sẽ rất là đôi Rất là kiểu uh, Tệ không đẹp, xấu, đúng không? Thời tiết sẽ rất là dữ dội. Ừ, rồi. Hai. ok, mẫu câu tiếp theo mình còn sự nhí Niizuki. Nhí Ở n ba mình có đã có một cái nét nghĩa rồi, chính là cái nghĩa đầu tiên là cứ mỗi, đúng không? Cứ mỗi một cái đơn vị nào đó thì sẽ có một cái gì đó tương ứng. Ừ, cứ mỗi một ngày thì sẽ là một sen yên, cứ mỗi một giờ sẽ sẽ mất 200 000 nghìn chẳng hạn. Đấy, kiểu như vậy thì chúng ta nhìn ví dụ nhé. この駐車場は1時間に800円となります. Tức là ở cái bãi đậu xe này thì cứ mỗi một tiếng đồng hồ thì sẽ là 800 yên. Tức là gửi một tiếng sẽ mất 800 yên. Thì được đó. Rồi, hay là ở nghĩa thứ hai thì nó sẽ nêu lên cái nguyên nhân lý do. ở ờ, nêu lên cái nguyên nhân lý do một cách khá là lịch sự, khá là cà tai nhá. Ví dụ này, sono ga wa kouhyo ni tsuki kikan ga encho sareta. Rồi, Tức là cái bộ phim đó ấy, thì do là được đánh giá tốt Khu hiệu, đúng không? Được đánh giá tốt Thế nên là cái thời gian công chiếu thì đã được làm sao? Kéo dài hơn ra Bình thường nó chỉ chiếu đến ngày 20, 20, 28 thôi chẳng hạn, đúng không? Đấy, thế nhưng mà do là mọi người rất là thích xem Rất là nhiều người xem, tự đánh giá rất là tốt Thế là người ta đã kéo dài thêm khoảng một tuần Chiếu thêm một tuần nữa chẳng hạn Đó, được chưa? Đấy, thế tiếp theo chúng ta có Nhi, mô tô tệ một tô một tô được chưa rồi ví dụ à nghĩa của nó đã nghĩa của nó là gì dựa trên dựa theo một cái gì đó để làm ra một cái khác ví dụ kê kê nhỉ một tô dư tệ tức là tôi thì muốn đưa ra những cái phán đoán thật là thật là chính xác dựa trên những cái kinh nghiệm đó, được. được chưa hoặc là một cái ví dụ rất là cơ bản của nó kiểu như là tôi làm tôi viết ra một cái bộ truyện này chính là dựa trên những cái câu chuyện có thật trên thực tế ấy. đúng không nào Đấy. hai rồi phải đối diện thôi tiếp theo đến mẫu câu nhí sagate à, kết hợp có danh từ hoặc là về đúng không nào? thì nó có hai nghĩa nhé mọi người nhé thì cái nghĩa đầu tiên là tuân theo làm đúng theo cái danh từ ở đằng trước ví dụ như là cô tư đưa được nhí sagate kuruma mo Tức là à, cả ô tô lẫn những cái người đi à, đi bộ thì đều gọi là tham gia giao thông ừ. Theo hay là tuân theo cái luật luật lệ giao thông Đấy, kiểu như vậy Còn cái vì, à, cái nghĩa thứ hai thì là càng, càng Đúng không? Nói về sự thay đổi của hai vế đấy Ví dụ này <laughs> Tức là càng nóng, đúng, thời tiết càng oi bức, càng nóng lực thì mình càng làm sao? Mất động lực làm việc càng không có hứng thú để làm một cái gì đó đúng không? Đấy, ok tiếp theo là sai ừ, sai này thì bằng với tô kỵ nhớ đơn giản như vậy nhé sai bằng với tô kỵ dịch là khi hay là lúc thì sai nó sẽ là cách nói cả tai hơn tự nhắc hơn trang trọng hơn ví dụ này juken no sai wa kanarazu juken hyo ga tức là khi mà làm sao khi mà tham gia dự thi khi mà đến dự thi đúng không thì nhất định cần phải có cái phiếu dự thi là phải mang theo cái phiếu dự thi được chưa? hay tiếp theo chúng ta có sai lệch, nhĩ sai lệch hay là nhĩ sai chị lá khi hay là nhân một cái dịp nào đó, được chưa? Nhân một cái dịp nào đó. Ví dụ này, 日本語能力試験の受験に際して注意すべき点が3つあります. No no Tức là à, khi mà tham gia cái kỳ thi năng lực tiếng Nhật ấy thì sẽ có 3 điểm chúng ta cần phải cần phải chú ý. Ở đây trong cái câu này còn xuất hiện cái mẫu câu là bê kỵ nửa ba đúng không? Bê là cần nên phải làm cái gì đó Mọi người nhớ lại luôn cái mẫu câu này nhá ừ. Rồi, tiếp theo Nhá ta và nhá ta đi À có thể nhớ nó bằng với nhí sai cũng được Nhá Vẫn dịch là khi và nhân dịp Ví dụ Nhí hôn đê Khai nào nhá ta Kê biu Tức là Uh, khi mà người ta tiến hành một cái buổi hội đàm nào đó ở Nhật Bản thì người ta đã gọi là tăng cường cái 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 cái, cái cảnh vệ, tăng cường cái uh, cái việc phòng vệ đúng không? Ừ. Rồi tiếp theo, Nhì số tệ vẫn là danh từ cũng là nhị số tệ vẫn có hai nghĩa một cái là dọc theo men theo đúng không? Dọc theo men theo thì có thể là dọc theo men theo một cái con đường, một cái bờ sông, một cái um một cái đường kẻ nào đó chẳng hạn. Đấy cũng được nhá. Ví dụ này. <laughs> Ở cái nét nghĩa thứ hai mất rồi đúng không? Là <laughs> Hanabi kai no hi wa oose no hito ga -dote ni sotte À, tức là cái ngày mà người ta tổ chức lễ hội bắn pháo hoa ấy thì có rất là nhiều người ngồi dọc theo cái cái bờ đê. Đấy, cái bờ đê, cái bờ sông để để ngắm pháo hoa ấy, đúng không? Tiếp theo là cái nghĩa thứ hai thì trên màn hình sẽ là cái nghĩa thứ nhất nhưng mọi người nhá. Là dựa theo, bám sát theo. Ví dụ này. Tức là chúng tôi thì khai thác phát triển một cái sản phẩm mới dựa theo cái yêu cầu của khách hàng. Đúng không nào? Nhá. Yeah. Hay, ok. Tiếp theo. Ni tomonatte, tomonai, tomonau là à, có thể tách ra thành hai nghĩa là càng càng cùng với này. Tức là cùng với sự thay đổi của cái vế trước thì ở về sau cũng sẽ có cái sự thay đổi theo. Ví dụ internet tức là cùng với cái sự phổ cập của mạng internet đúng không thì cái cuộc sống của chúng ta cũng trở nên làm sao đa dạng hơn cũng trở nên phong phú hơn à, gọi là mới mẻ hơn chẳng hạn đấy còn cái nghĩa thứ hai thì nó sẽ là vì cái nguyên nhân nào đó thế nên là kèm theo đó là một cái kết quả như thế nào đấy ví dụ đây các sinh các cửa Tokyo ni à, vì là À, vì là học lên đại học thế nên là tôi đã chuyển lên Tokyo sống Đúng chưa? rồi tiếp theo này danh từ cộng với nhĩ khá kê hoặc nhĩ kê nộ danh từ à, riêng về cái khoản nào đó riêng về một cái lĩnh vực riêng về một cái mặt nào đó thì sẽ có một người nào đấy bao gồm cả bản thân mình nhé nói về bản thân cũng được nói về người khác cũng được thì sẽ có một người nào đấy là là tốt nhất là giỏi đó là đánh giá của mình thôi nhá ví dụ này, nấu đi nó ude mai, liên tức là riêng về cái cái gì nhỉ? cái tay nghề nấu ăn đúng không? thì tôi có tự tin, đó, ý là tôi tự tin rằng là tôi giỏi, tôi làm được, tôi nấu ngon, được chưa? hay rồi thế tiếp theo chúng ta chuyển chúng ta chuyển sang một cái mẫu câu nữa đó là ni shite wa. À, nishteva chúng ta có thể nhớ nó dùng với nồ nhí mọi người nhá, nô nhí dịch là vậy mà thế mà ví dụ này Tức là cô ấy làm sao nhờ rất là để ý đến sức khỏe của mình vậy mà hay bị cảm cúm nhỉ hay bị ốm nhỉ đúng chưa rồi đơn giản rồi nhá chúng ta sẽ tiếp sang cái mẫu câu thứ hai là ni ni chúng ta có thể hiểu nó giống với temo demo là ngay cả cho dù hay là dịch ở đây có thể là dịch gì đấy giả sử cứ cho là thế nào đó thì ví dụ này 3時に家を出るにしても5時までに空港に到着するのは困難だ tức là ở ừ, cứ cho là hay là giả sử là 3 giờ ra khỏi nhà đi đúng không thì cái việc mà đến sân bay lúc à, đến sân bay trước 5 giờ thì cũng rất là khó đấy được chưa rồi hay là cái mẫu câu tiếp theo chúng ta có là nhí mộ khá mau dự khá mau dự chứ không là khá cao dự giống vừa nãy đâu nha mọi người nhá Ờ ừ, vừa nãy mình có một cái mẫu câu là nhí mộ kakawara dự là mặc dù thế nào đó đúng không còn đây là nhí mộ kama mau dự á cái chữ cấu á mọi người ừ, rồi như là cái cái câu ở trong cái bài chô ca mà chúng ta hay nghe là mê mô tốt thế mốt kamae mai sen tức là có mê mô cũng không sao cả mê mô tốt thì mô ý thiệt bằng như vậy đúng không thì cái kama wa dự ở đây nó chính là cái kamae mai sen ở đấy được là gì uh, nhỉ? Mẫu câu ở đây thì nó sẽ mang nghĩa là mặc kệ, chẳng màng đến, không quan tâm đến nhớ Cái ự nó vốn là với cái nghĩa là quan tâm. Đây là kama wa dự sẽ là không quan tâm, không màng tới. Ừ, được chưa Ví dụ này, kare wa tōmei mo dự nichi de utatteru. Tức là anh ấy thì không màng tới ánh mắt của mọi người ở ở xung quanh mà vẫn cứ uh, gọi là ngân ngân nga hát ở trên đường. Ấy đúng không? Rồi cái ní kia có cũng được, không có cũng được mọi người nhé. Đấy, tiếp theo, mẫu câu có nghe tệ. cái này thì khá là đặc trưng, nhưng chắc là có có lẽ là mọi người sẽ dễ dàng nhiều hơn. Nó không bị vướng vừa, vướng hay là bị phân biệt với những cái nghĩa khác. Nó mang nghĩa là gì nhỉ? Dồn tất cả tình cảm, cảm xúc, uh, sức lực của mình để làm một cái gì đó. À, rồi, ví dụ chúng ta có là gì đây? Ai ốp cô mê tệ, tật kare ni watashita Hai, ý là tôi đã đưa tôi đã tặng cho anh ấy một cái bánh hay là một một cái hộp sô cô la mà tôi đã làm bằng tất cả tình yêu thương của mình đấy được chưa cái ai ô komete tsukutta cái cụm đấy nó là cái phần bổ nghĩa là cái phần định định ngữ cho cái chocolate đúng không là cái sô cô la như thế nào cái sô cô la mà tôi đã làm với tất cả tình yêu của mình đó đấy yeah. Rồi, ok. Mẫu câu tiếp theo chúng ta có là gì? Ú, ngư ki ni shite wa. Ố, ừ, ngư shite wa. Vẫn là danh từ đúng không? Là nếu mà không có cái danh từ ở đằng trước thì khó có thể mà. Ở đây thì người ta đang muốn nhấn mạnh cái danh từ ở đằng trước này là một cái điều, hay là một cái người, một cái việc quan trọng. Đúng không? Quan trọng. Nếu không có cái danh từ đó thì cái đằng sau khó thực hiện. Được chưa? ví dụ chúng ta có là gì đây conoscuto a ni shite wa đây này cái công việc này nếu mà không có giám đốc thì sẽ không quyết định được cái gì cả giám đốc sẽ là người quan trọng đóng vai trò quan trọng ở trong cái cái công việc lần này chẳng hạn đúng không? Hai, rồi tiếp theo ô thủa dự cái này vừa nãy chúng ta có nhắc ở trong cái mẫu câu nào nhỉ mọi người nhỉ Kakaara dự đúng không? Đó thì nó đều có mang cái nghĩa là bất kể bất kể là cái danh từ Ừ. thì cái, cái, cái về cái sự khác nhau thì cái ô tôa dự nó chỉ kết hợp với danh từ thôi mọi người còn cái mẫu câu vừa rồi mẫu câu nhí cà dự nó có thể kết hợp với động từ rồi danh từ với cả tính từ đúng không hay là về được cà tô cả được chưa thì đây là bất kể bất kể là danh từ gì đi chăng nữa thì cái danh từ đằng trước sẽ thường là những cái danh từ chỉ cái sự gì nhỉ chỉ cái sự uh, chỉ cái việc là có nhiều lựa chọn kiểu như là bất kể là quốc tịch nước nào bất kể là nam hay nữ bất kể là già hay trẻ bất kể là uh, bất kể là ngày hay đêm vân vân bất kể là có kinh nghiệm hay không thì vẫn ok sắc thái khá là tốt đúng không vẫn được vẫn tốt đấy ví dụ này internet ga reba và số toa dưới nhị số to ga thì tức là nếu mà có mạng internet thì bất kể là ở đâu thì mình vẫn có thể làm làm việc được hết đó thế rồi nhá tiếp theo là o hajime o hajime to shite o hajime to đúng không? thì nó sẽ là gì nhỉ? đầu tiên phải kể đến là trước hết là Nhớ. cái danh từ đầu tiên danh từ kết hợp của nó ấy sẽ là cái gì đó là tiêu biểu cái gì đó là đặc biệt cái gì đó mà người ta muốn 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 uh, nêu bật lên nhá. đằng sau sẽ có thêm một số những cái khác người ta sẽ có thể liệt kê thêm ra có hoặc không đều được nhá ví dụ ở đây là gì đây? Kare wa ego hajime 中国語やフランス語など5 được. Tức là anh ấy thì có thể nói được 5 thứ tiếng. Ừ, trước tiên phải kể đến là là gì đấy? Tiếng Anh. Sau đó là những cái tiếng khác như là tiếng Trung, tiếng Pháp gì đó vân vân. Thì cái tiếng Anh sẽ là cái thứ nổi trội nhất, tức là có thể là anh ấy giỏi nhất chẳng hạn. Thì người ta đưa lên đầu tiên. Người ta muốn nhấn mạnh vào đó thì người ta cho vào đấy. Rồi tiếp theo mẫu câu. Ô mê gư tệ, ô mê đi và được là xoay quanh sẽ có từ hai người trở lên tức là sẽ có vài người hay là một nhóm người hay là số đông nào đó sẽ bàn tán sẽ tranh luận sẽ đấu tranh sẽ uh, sẽ, sẽ nghị luận gì đó đúng hay sẽ tranh cãi tranh giành nhau xoay quanh một cái danh từ nào đấy xoay quanh một vấn đề nào đấy nhớ ví dụ estofu no chi <laughs> megutte shichitoku tai À bố tôi và bác tôi chẳng hạn thì làm sao đây? kiểu có những ý kiến trái chiều gọi là tranh giành nhau thay đi sự đối lập mà đúng không tranh giành nhau uh, cái tài sản của của, của ông để lại là, hoặc là có những ý kiến đối lập nhau xoay quanh những cái tài sản mà ông ông để lại bố tôi thì muốn là chia đều ra còn bác tôi thì lại muốn là uh, chia cho bác nhiều hơn chẳng hạn thì là như vậy nhé rồi hãy uh, mẫu câu tiếp theo danh từ no moto de đệ nhé danh từ nộ mô đệ là dưới ừ dựa vào, nhờ vào dưới sự chỉ bảo, dưới sự dạy dỗ, dưới sự hướng dẫn của ai đó gì gì đấy. Thì chúng ta nhìn ví dụ này. Ototo wa yume na kenjiku no moto de 3 nen kan shugyo o tsunda. Tức là cậu em trai tôi thì đã học 3 năm đúng không? Dưới sự dạy dỗ. Đấy, dưới sự dạy dỗ của ai đấy? Cái kiến một cái kiến trúc sư rất là nổi tiếng. Được chưa? Rồi. Ok, tiếp theo mẫu câu nomi narazu cái này thì khá là đơn giản nomi thì mình nhớ là nó bằng với dake thì nomi narazu sẽ bằng với dake đến là cự rất là không chỉ cái này mà cái gì đó cũng ví dụ này kono à shouhin à, cái sản phẩm này thì nó không chỉ là rẻ mà chất lượng còn tốt nữa Thế nên là có rất là nhiều người mua vào Đúng không? Được rất là nhiều người mua Ta hiểu như vậy ừ. Cái từ cô là mua nhé mọi người nhá ok. Tiếp theo, một mẫu câu nữa cũng khá là đơn giản. Danh từ cộng với wa motoyori đi uh, À, wa moto này thì nó chính là gì nhỉ? Cái danh từ đằng trước là điều đương nhiên. Và cái đằng sau thì cũng. Nó chính là bằng với cái mẫu câu gì đấy mọi người? Wa mochi Nè, wa mochi Rồi, ví dụ. Đây gác gác Chichi Tức là cái việc mà học lên... cao uh, học Đúng không? việc mà học lên cao học ấy thì à, không chỉ là bố tôi mà mẹ tôi cũng cũng đồng ý rồi cũng tán thành đúng chưa rồi nó bằng với quá một đâu mọi người nhá tiếp theo mẫu câu was thủ mô ca cự và mọi người nhìn luôn sang mẫu câu phía dưới đó là was giả kỵ hai cái này giống nhau đều là gì nhỉ khoan bàn đến à, chưa nói đến cái đằng trước tạm gác cái đằng trước tạm gác cái danh từ đằng trước sang một bên bây giờ mình cần chuyên tâm mình cần ưu tiên đến cái đằng sau đã Ví dụ này, mình xem ví dụ của cái à tomokaku trước nhá. Ano mise no mitame wa tomokaku, Tức là cái món ăn của cái cửa hàng đó thì khoan chưa nói đến cái cách bày biện. Đúng không? Ừ. Mà nó được đánh giá là gì đây? Đánh giá là giá đi rẻ mà lại còn ngon nữa. Ừ, rồi. Còn cái ví dụ của quá sateoki chúng ta cùng nhau nhìn này. Tức là khoan chưa nói đến cái nguyên nhân à, Cái nguyên nhân của cái vụ của, của Vụ, việc nào đó đúng không à, Thì bây giờ thì làm sao nhỉ Mình thấy rất là may đúng không Rất là may vì là không có ai bị thương cả Đấy Tiếp theo chúng ta đến với cái một, một cái mẫu câu nữa Đó là Kara Nhi Ijo Vạ Thì nó đều giống nhau, nó đều mang cái nghĩa là gì đây mọi người một khi mà đã thì Thế nào nhỉ? Cần, nên, phải Làm gì đó Hoặc có thể hiểu theo cái sắc thái là vì thế nào đó Thế nên là cái vế sau nó là cái điều Cái điều đương nhiên Được chưa? Ví dụ này え、会社の社長であるからには従業員に尊敬される存在でいなくてはならないと思う。Tức <laughs> ừ. là vì là một 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 người gọi là một giám đốc của một công ty. Thế nên là tôi nghĩ là cần phải có một cái gì nhỉ? Ờ, tức là cái sự tồn tại của anh ấy phải là một cái sự tồn tại tồn tại để mà tất cả những cái nhân viên ở trong công ty, những cái người cấp dưới đều đều làm sao nhỉ? Đều tôn trọng. Đấy, tức là phải có những cái hành vi, những cái uh, ngôn từ, những cái phát ngôn như thế nào đó để cho những cái cấp dưới đều cần phải cần phải tôn trọng anh ấy. Đó nhá. Rồi. Tiếp theo. Karate. to đúng không? Xét từ cái phương diện nào đó mà nói thì hay là xét về cái mặt nào đó mà nói thì nhớ. Ở đây có gì nhỉ? Mitame kara to Yamada san yori mo Tanaka san no hou ga kane de aru to Tức là gì nhỉ? À, nếu mà xét từ cái vẻ bề ngoài mỹ mẹ tức là xét từ những cái mà tôi nhìn thấy đúng không thì tôi thấy là gì đấy thế là à, so với cái anh nhà ma ra thì cái anh Tanaka-san thì trông là sao trông giàu có hơn anh ấy ăn mặc các thứ hay là uh, những cái đồ dùng những cái tư trang các thứ thì đều rất là đắt đỏ chẳng hạn cái là xét từ cái mi tà mẹ cái vẻ bề ngoài thôi thì tôi thấy là cái anh này thì giàu hơn anh kia đúng không rồi tiếp theo karasutoro bạo hoặc là Karashitara, ba cái đúng không là đứng từ vị trí của một ai đó mà nói mà xét thì thế nào đấy? hoặc nhìn từ một cái căn cứ, một cái cơ sở nào đó mà nói thì thế nào đó. Ví dụ, Kareno Nihongo no hatsuon kara suru to, Tức là xét từ đúng không? Nhìn từ cái căn cứ đó là gì? À cái phát âm tiếng Nhật của anh ấy. Đấy tức là khi mà nghe cái phát âm tiếng Nhật của anh ấy, ấy thì à, tôi đoán rằng thì là anh ấy là người người Hàn Quốc á. Đúng không? Ừ. Thì cái vế đằng trước nó chính là cái căn cứ, cái cơ sở để mình 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 đánh giá mình phán đoán cái gì đó nhá ok Thế tiếp theo là mẫu câu karashite ừ, karashite có hai nghĩa một xét từ góc độ xét về cái mặt đó đó đối với cái nghĩa đầu tiên này thì nó có thể bằng với cả hai cái nghĩa uh, cả hai cái mẫu câu mà vừa chúng ta có xem đó là karashite karayuto karayeba karasuruto karasureba karashitara đúng không cái nghĩa đầu tiên này nhá có thể bằng với hai cái nét nghĩa đó và nó có thêm một cái nghĩa khác nữa đó là ngay cả, ngay từ ừ. Tức là à, ngay cả cậu cũng không tin tưởng tớ à Kiểu như vậy, đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta có gì đây? Tức là chỉ xét về cái phong thái thôi đúng không? Thì à, mình đã thấy là gì cô ấy không phải là một cái nhân vật tầm thường rồi Đúng không? Rồi, ok Mẫu câu tiếp theo chúng ta có ở đây là gì đây Thố á, ừm Cái thú á thì bình thường mình hay gặp ở trong những cái phần định nghĩa Đúng không? Khi mà định nghĩa về một cái từ, một cái cụm từ nào đó Thì mình sẽ sử dụng cái thú vá này Ngoài ra thì ở trong ở chương trình N2 mình sẽ còn có một cái nghĩa nữa liên quan đến thú Đó là gì đây? Thể hiện cái sự ngạc nhiên, cái sự bất ngờ trước một cái kết quả nào đó Cái này rất là hay dùng ở trên những cái bản tin những cái tin tức thời sự của Nhật ấy, mọi người chịu khó nghe, mọi người sẽ thấy cái từ thố á này dùng rất là nhiều Nhớ Ví dụ ở đây mình có gì đây? Masaka watashi no inu ga sono hito no te ni kamitsui ta to wa shinjirare na katta. Tức là không thể tin được rằng thì là là à, cái con chó nhà tôi thì nó lại cắn cắn vào tay cái người đó. Mình trong cái câu này thì nó sẽ thể hiện cái sự bất ngờ, cái sự ngạc nhiên. Nó không thể tin được. Đó. Rồi tiếp theo. À, uh, thối khi nó là một cái dạng liệt kê, đằng trước nó sẽ có những cái dạng liệt kê là danh từ 1 đi với ya, đi với tổ cả, đi với danh từ 2. Sau đó sẽ cộng với tối tả và cộng với một danh từ ở đằng sau. Thì cái câu này mọi người cần phải để ý đó là cái danh từ 1 và danh từ 2 sẽ là cái tập hợp con của cái danh từ cuối cùng ở đằng sau. Nhớ, danh từ 1 và danh từ 2 sẽ là tập hợp con của cái danh từ cuối cùng ở đằng sau. Đấy, thì danh từ cuối cùng đằng sau sẽ là một cái danh từ nó bao quát hơn đúng không? Bao quát hơn, nghĩa rộng hơn. Ví dụ chúng ta cùng nhau nhìn này. À, yakiniku ya yudon toita oniku ryori ga daisuki da. Đấy. Tức là ở đây là gì đây? À, gì nhỉ? Tôi rất là thích những cái món ăn liên quan đến thịt như là như là gì? À, thịt nướng hay là à, cơm thịt bò đấy, đúng không? Yudon. Đấy. Được chưa? Rồi, ok nhá. Tiếp theo, toshitemo đi với kệ đúng không? Mình có là gì nhỉ? Cho dù à hay là thậm chí nếu là thế nào đấy. Chúng ta nhìn vào ví dụ này. Tatoe kire da to shite mo tức là giả sử cho dù đúng không? Cho dù là có đẹp đi chăng nữa thì se ka ga waru kereba tsukiau à tsukiau to wa omowanai. Tức là dù là có xinh đẹp đi chăng nữa mà tính cách này không không tốt ấy, thì tôi vẫn không thì tôi cũng không nghĩ là tôi sẽ uh, tôi sẽ kiểu hẹn hò hay là chơi cùng cái người đó đâu. Đó nhá. Hai, ok. Tiếp theo, à, các bạn đã mệt chưa? <laughs> Rồi, ok, cố gắng lên nhá Tiếp theo chúng ta có thố thố mô nhị Là cùng với Đầu tiên là nó sẽ bằng với Ixô nhị Ixô nhị là cùng với Là yêu xin nhị Bằng với yêu to tố Ixô nhị Okinawa ryo ni iku yo o tate Tức là tôi à, xây dựng cái kế hoạch Đó là gì đấy Sẽ đi Okinawa cùng với cùng với bạn Nhá, Nó bằng với tố ishio ni cái nghĩa thứ hai là cùng với sự thay đổi của vế trước nó sẽ kéo theo cái sự thay đổi ở vế sau. Chúng ta nhìn ví dụ này. Kisetsu no henka to tomo ni ki no ha no iro mo kawaru. Tức là cùng với sự biến đổi của của mùa. Đúng không? Thì làm sao thì màu lá của cây nó cũng thấy thay đổi. Đó, được chưa? Rồi một cái nghĩa cuối cùng thì nói về cái sự đồng thời. À, đồng thời. Ví dụ này. À, Tomo-san ni eigo no bunpo o oshiete morau. À, tức là gì nhỉ? Người ta đang thực hiện đồng thời hai việc. Đầu tiên là à, cái nhờ cái bạn Thông đúng không? Bạn ấy dạy ngữ pháp tiếng Anh cho mình. Đồng thời thì đồng thời thì cũng à, tiến hành cái việc đó là luyện phát âm luôn. Được chưa? Được rồi nhá. Tiếp theo mẫu câu tối tara. À, là một cái dạng giả sử đúng không? Tố sư rửa tốt, tố sư đề bà tố chita ba cái mọi người nhớ đều là dạng đưa ra một cái uh, giả định một trường hợp giả định nào đó, giả sử giả dụ như là ví dụ takara ga takara ra kazoku ni giả sử mình có chúng số số chẳng hạn đúng không thì mình muốn tặng cả gia đình mình một cái chuyến du lịch nước ngoài đó rồi ok tiếp theo là toit tara à, to Nói về cái danh từ đó Nói về danh từ đó à, Thì ở đây mình có cái gì? Đầu tiên sẽ là khi mà nhắc về Khi mà nói về cái danh từ này Thì ở đằng sau sẽ là một cái cảm xúc của mình Có thể là vui vẻ, có thể là sốc Có thể là tức giận Đều được Ví dụ <laughs> Yama no chojo kara no keshiki to e, Utsukushi sugite Kotoba ni naranai kurai datta tức là nếu mà nói về nếu mà nhắc về đúng không cái cảnh đẹp ở trên đỉnh núi ấy, thì nó nó đẹp đến cái mức mà làm sao nó đẹp đến cái mức mà mình không thể nào mà diễn tả được hết thành lời á nó quá đẹp đẹp đến cái mức mà tôi không thể nào diễn tả được thành lời đó được chưa rồi nhá chúng ta có một mẫu câu nữa đó là thối yêu cô tô đạ kết hợp của nó thì là phật đúng không ạ thì chúng ta sẽ có cái mẫu câu này có nghĩa là gì đây có nghĩa là tóm lại là tức là nó sử dụng để giải thích như mọi người nhé Thì thực chất ra thì cái mẫu câu này nó cũng có một cái nghĩa khác mà chúng ta đã học ở N3 rồi ạ Nó mang cái nghĩa đó là gì nhỉ? Nghe nói đúng không ạ? Ừ, nghe nói là nhé Thì đây sẽ là cái nghĩa bổ sung của nó Thì chúng ta nhìn vào ví dụ nhé Kare mo mo o À, anh ấy thì làm sao nhỉ? Anh ấy thì hôm qua lẫn hôm nay thì đều đều nghỉ không luyện tập và à, tức là hay là có nghĩa là hay là tóm lại là đều được đúng không? mình tìm một cái cách dịch nào đó nó phù hợp là được nhá. tức là gì đấy? À, ngay từ ban đầu thì anh ta đã làm sao đã không có hứng thú cho cái việc này rồi cho một à, cho cái việc luyện tập này rồi đúng nào? hay mẫu câu tiếp theo no nan no tẹt. cái này là một cái mẫu câu rất là cổ luôn ấy bình thường cái bạn nói rất là ít gặp gần như là không gặp nhưng mà mình học phải đi thi mà đúng không mọi người thì nó sẽ bằng với tốt tế mộ hoặc là bằng với khi dô nhé nhá cách dùng thì nó sẽ khác tốt tế mố và khi dô sẽ đặt ở đằng trước nó đặt trước cái từ mà người ta muốn nhấn mạnh còn cái nộ no, nó no, tệ nó sẽ đặt ở đằng sau ví dụ này kare uh, tức là à, anh ấy thì mặc dù là đã sống ở mỹ 3 năm rồi thì nhưng mà tiếng anh thì cũng rất là rất là tệ đúng không Hai. <laughs> Tiếp theo chúng ta sẽ đến với mẫu câu Amari. Ok. Amari ở nửa năm thì chúng ta đã có mẫu câu gì các bạn nhỉ? Amari đi với đuôi nani nani nai là không lắm. Đúng không? Amari oishiku nai. Amari kirei janai chẳng hạn. Đó. Thế nhưng mà khi mà lên N2 rồi thì chúng ta lại có thêm một nghĩa nữa của Amari. Nó gì nhỉ? Nó không đi kèm với đuôi nai nữa. Mà nó sẽ mang cái nghĩa là vì quá thế nào đấy? Như? Vì quá thế nào đó Thế nên là kết quả ở đằng sau cũng thường là một kết quả hơi gây khó khăn Một kết quả là hơi không được tốt lắm nhá Nó có thể có dạng, dạng sử dụng là amari, amari ni, amari ni mo đều được Rồi Về ví dụ chúng ta cùng nhau nhìn này Isogashi sa no amari, shokuji o suru koto o wasurete shimatte ita À vì quá là gì đấy, vì quá là bận rộn đúng không? Thế nên là mình quên cả cái việc là gì nhỉ? À, ăn Đó, được chưa? Rồi, ok nhá Tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu à, Nara này Mọi người hãy nhớ kèm với cái kết hợp của nó luôn cho nó dễ nhá Là te nara này hoặc là de nara này Nhá, te nara này hoặc là de nara này Đúng không nhỉ? Vì ý nghĩa của nó sẽ mang nghĩa là rất là vô cùng thế nào đó Nói về, thường nói về cái cảm xúc là rất thế nào đó không kiềm chế được đúng không ví dụ chúng ta có là gì đây konomichi wa gai to naku mawari ga mie ni kui no de abonak te này thì ở đây là gì nhở? Cái con đường này thì vì là nó không có cái đèn đường, người ta không lắp đèn đường, nó rất là tối á Thế nên là mình sẽ rất là khó có thể quan sát được xung quanh và nó rất là gì nhở? Rất là nguy hiểm Đấy nhá Tiếp theo mình có cái te tamara này nhá Te tamara này hay là de tamara này cũng là rất thế nào đó đến mức không chịu được à chúng ta có ví dụ là gì đây e ega o mite kara toire ga kowakute tamara nai sau khi xem xong cái bộ phim nhà phim kinh dị đúng không thì mình làm sao à, kiểu mình sợ không dám đi vệ sinh á đấy nhá thì cái te nara nai và te tamara nai mọi người có thể nhớ nó giống nhau là được nhá một chút cái sắc thái nó khác nhau của nó thì mình có thể không cần quan tâm cũng được nhá. Rồi tiếp theo mình sẽ có cái ed. Ed hoặc là ư đự có hai cách đọc cho mọi người nhá. Động từ bỏ mát sự đi cộng với ed hoặc là ư đự. Đấy. Cái trường hợp mà liên quan đến cái cách đọc của ed với ư đự đúng không? Thì khi mà chia về cái động từ này chia về thể từ điển, tức là để là đự đúng không? Ed và ư đự ấy. Và kết thúc bằng đự thì đọc cách nào cũng được. Ed và ư đự đều ok. Còn nếu mà trường hợp mà cái động từ này nó không chia về dạng thể à, thể từ điển nữa, nó chia sang nai Ta gì đó Thì sẽ không đọc là ư Mà chỉ đọc là e thôi Như là e nai E ta Đó nhớ, Chứ không có ư nai ư ta Ok Nhớ Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau nhìn cái nghĩa của nó Dịch là có cái khả năng hay là có thể xảy ra Ví dụ Tức là dù là một cái người xuất sắc giỏi như thế nào đi chăng nữa Thì vẫn có khả năng làm sao Gây ra lỗi Mắc phải lỗi Đúng không Nè rồi, tiếp theo Yara, Yara Thấy hai cái nó xếp cạnh nhau như vậy thì mình sẽ hình dung ngay ra đến một cái liệt kê rồi đúng không? Nào là cái này, nào là cái kia đúng không? Thì cái sắc thái của nó thì vẫn là liệt kê những cái gì đó ra thôi Tuy nhiên thì nó sẽ bao hàm cái nghĩa là gì nhỉ? Hơi nhiều quá Những cái thứ được liệt kê ra đây đang làm sao? Đang hơi bị nhiều quá, đang khiến cho người nói cảm thấy là quá tải Ừ, không không cảm thấy thích thú về cái việc này đúng không? Rồi ở đây là vừa cái này vừa cái kia hay là nào là cái này nào là cái kia Người ta cũng sẽ không liệt kê ra hết mà chỉ là liệt kê những cái thứ tiêu biểu mà thôi đúng không? Ví dụ chúng ta cùng nhìn này đó. Mẹ tôi thì lúc nào cũng bận rộn với mấy cái việc như là gì đấy à, Nào là dọn vệ sinh này, nào là đi mua sắm này vân vân Còn rất là nhiều những việc khác mà người ta không không có kể ra được chưa? Đấy, ok Tiếp theo là mẫu câu Mô, ba, mô Đó, nhớ cả ba cái đấy nhá Mô, bà, mô Đúng không nào? Có n một thì cũng có cả n hai Nói về nhiều cái khía cạnh Nhiều cái mặt khác nhau của một vấn đề Chúng ta cùng nhau nhìn này nara de no đúng không? Tôi thì làm sao? Cả N1, cả N2 đều như nào đó Tôi thì nhỉ? À, học thì kém vận động cũng chẳng ra sao tức là cũng không giỏi cái môn thể thao nào hết đúng không nên là tôi đang cảm thấy làm sao nhỉ à, tôi tôi trở nên ghét ghét gì nhỉ ghét chính bản thân mình tại sao mình lại hậu đậu đến mức như thế đúng không đó ý là như vậy hay là những cái ví dụ đơn giản hơn nó nó cũng rất là quen thuộc như thế là à có những người thích tiếng nhật thì cũng có những người không thích tiếng nhật đúng không ừ, ok nhá tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu đẹp à, ở đây có hai dạng kết hợp và song song với nó cũng sẽ có hai cái nét nghĩa khác nhau mọi người cùng theo dõi nhé đầu tiên là về đự hoặc là danh từ nộ cộng với ưuệ đẹp thì trong trường hợp này nó sẽ dịch là khi hoặc là trong trường hợp nào đó thì cái gì đấy là là cần thiết ví dụ gai coccin tono cordiono về đẹp ai cái điều quan trọng Đúng không? Mình dịch từ nồ áng ngược lại Đúng không? Là chủ ngữ mà Cái điều quan trọng khi ấy khi hay là trong cái trường hợp Mà mình mình giao lưu đúng không? Với những cái người người nước ngoài ấy Thì chính là cái việc gì đây? Cái việc mà mình gọi, gọi là mình cố gắng nắm bắt Hay là hiểu được cái nền văn hóa của của đối phương Của họ Nhớ Còn cái nghĩa thứ hai liên quan đến cái kết hợp khác Đó là sẽ là vê tạ Hoặc là danh từ nộ Ư đệ Đúng không? Đó, thì nó sẽ dịch là sau khi Đấy, sau khi nhìn ví dụ này SNSd năng tổồ à sau khi mà mình đã yari, à, là gọi kiểu là liên hệ liên lạc trao đổi các thứ rất là nhiều lần quá SNS là những cái những cái mạng xã hội những cái tin nhắn mail chẳng hạn này đúng không thì mình đã quyết định là gì nhỉ à đi gặp anh ấy gặp trực tiếp được chưa ở ừ, đó thì uh, cái kết hợp đầu tiên nó sẽ khác nhau ở cái vê đự và vê tả đúng không vê đự thì sẽ là khi hay là trong trường hợp còn vê tả sẽ là sau khi còn riêng cái khi mà nó kết hợp với danh từ nô no, đúng không đấy thì mình bắt buộc mình dựa vào cái văn cảnh và cái bối cảnh để mình dịch sao cho nó phù hợp thôi nhá ok hãy tiếp theo chúng ta đến với mẫu câu shidai à, chúng ta nhìn thấy luôn là ở cái mẫu này là Shidai ngay cái mẫu ở phía bên dưới luôn nó cũng sẽ là Shidai Thì tổng là Shidai này sẽ bao gồm có ba nghĩa Chúng ta sẽ nhìn nghĩa đầu tiên trước Đó là Shidai cộng với À không phải Shidai cộng với hoạt Động từ bỏ đi mát sự cộng với Shidai Nhớ, dịch là ngay sau khi Ngay sau khi hoàn thành xong cái về mát sự ở đằng trước Thì người nói sẽ ngay lập tức có một cái hành động nào đó ở đằng sau Được chưa? Rồi, ngay sau khi gì đây Jun nói chỉ đại ngay sau khi hoàn thành xong chuẩn bị xong đúng không hay là hoàn thành xong cái việc chuẩn bị chẳng hạn đó thì sư như nhi Sakioni thì sẽ chuyển ngay sang sang sang, sang những cái gọi là tác dụng tức là những cái uh, bước làm tức là thao tác để làm luôn á tưởng chưa còn đến cái nghĩa thứ hai của nó thì nó sẽ là cái dạng danh từ cộng với chỉ đại đúng không đại Shidai de Shidai de wa Đều được Nó có nghĩa là gì nhỉ Nó bằng với cái niote Ở nửa ba Chúng ta đã học Với cái nét nghĩa là gì nhỉ Tùy theo Tùy theo Cái danh từ Ở đằng trước Mà cái về sau của nó Sẽ có những cái sự thay đổi Sẽ có những cái sự khác nhau Sẽ có những cái sự đa dạng Đúng không Thì chúng ta cùng nhau nhìn này Ashita no tenki shidai de E doko ni de to ni ka Kimaru Đúng không Đó tức là cái việc mà gì nhà cái việc mà uh, đi hẹn hò ở đâu ấy thì nó sẽ sẽ được quyết định tùy vào cái việc tùy vào cái thời tiết ngày mai Nó mưa thì mình hẹn hò ở trong những cái trung tâm uh, mua sắm đúng không nó sẽ không bị mưa còn nếu mà trời nắng đẹp mình sẽ có thể hẹn hò ra uh, bờ hồ các thứ chẳng hạn <laughs> hai ok tiếp theo cái nét nghĩa thứ ba của Shidai thì kết hợp của nó có thể kết hợp với khá là nhiều dạng phụ kệ đúng không thì uh, cái mẫu Shidai đã này nó sẽ đặt ở cuối câu Và nó sẽ mang cái nghĩa là Thế nên là Nó giải thích cho một cái gì đó ở đằng trước nhá Ví dụ này à tôi và anh ấy thì quen nhau ở trường đại học đúng không? Và sau khi tốt nghiệp thì đã được tôi đã được anh ấy gì đấy cầu hôn, propose đúng không? Tôi đã được anh ấy cầu hôn và thế nên là chúng tôi đã cưới nhau. Đấy, chưa <laughs> rồi ok tiếp theo ghê cựghê ừ, nhìn luôn xuống phía dưới chúng ta thấy có gì đấy sư nhị ở ờ, hai cái này nó bằng nhau đúng không các bạn đó mình nhớ cặp luôn nhá cự giống với sư nhị à, về cái sắc thái khi sử dụng nó tức là cái văn cảnh ấy nó giống nhau luôn đấy thì mình sẽ xem đầu tiên là cái sắc thái khi mà sử dụng hai cái mẫu câu này nó như thế nào đó là gì nhỉ sau khi mà mình làm gì mình làm đi làm lại một cái hành động lặp đi lặp lại một cái hành động nào đó nhiều lần này hoặc là một cái hành động nào đó đã làm trong một thời gian dài đấy thì cuối cùng sẽ đưa ra một kết quả và thứ nhất kết quả ở a ghê cự nó sẽ là cái kết quả thường là kết quả không không tốt còn kết quả của xưa nhí nó sẽ là kết quả gì đấy có thể tốt có thể không tốt hoặc cũng có thể chỉ đơn giản là một kết quả mà thôi đó được chưa Ví dụ mình nhìn của AG à cự trước nhá. Ê, số 1. 日々の重労働のあげく上司は病気にかかり入院することとなった. -do -do -no -ni Tức là à, sau những cái ngày tháng làm sao nhờ lao động rất là nặng nhọc, rất là mệt nhọc, rất là vất vả gì đó thì cấp trên của mình nó cuối cùng đã phải gì đấy? À, đã phải nhập viện do do bị ốm, do bị bệnh. Đấy, cái kết quả cuối cùng này, kết quả thường là hơi tiêu cực một tí đúng không? và cái số 2 của sư ẻ nhị, cái sư hoặc là sư hệ đều ok nhá. thì gì đây? ogen kano ni sono fufu di konshita à sau khi cãi nhau một trận rất là rất là to đúng không? thì cuối cùng hai vợ chồng nhà đó ly hôn với nhau. đó, được chưa? và gọi nhớ là cái sư hệ thì nó chỉ đơn thuần là một cái kết quả hoặc cũng có thể là kết quả tốt hoặc cũng có thể là kết quả xấu đều ok được chưa? Đấy tiếp theo để bạn này cái này thì gặp khá là nhiều rồi đúng không cô để bạn này là vì là có một cái tình huống vì là một cái nguyên cớ nào đó thế nên là hiện tại không phải là cái thời điểm phù hợp hay là bây giờ không phải là cái trường hợp thích hợp để làm cái gì đó ví dụ ở đây có gì nhỉ uh, nên tức là thời điểm mà cuối năm đầu năm tức là thời điểm năm mới này, đúng không thì nó rất là bận rộn tức là công ty có thể rất là bận rộn thế nên là không phải là cái lúc mà có thể thông thả có thể thư thả được đâu được chưa ừ. đấy hay mình còn có một cách gì khác ở đây là không còn tâm trí để làm cái gì đó được chưa ừ. ok tiếp theo mẫu câu osore ga ừ, aru osore aru à, chữ khủng đúng không chữ kanji chính là cái chữ khủng osore ga aru thì nó nói về cái nhỉ có khả năng hay là e rằng sẽ xảy ra một cái trường hợp hay là e rằng sẽ có một cái kết quả nào đó nó không tốt ví dụ không bằng vào o no osore ga aru. à tối nay có khả năng là trời sẽ sẽ mưa đấy nhá hãy tiếp theo te hajimete đúng không te hajimete là gì nhỉ à kể từ sau khi vt thì mình mới hay là mình có thể hiểu là à kể từ sau khi VT Tức là mình làm cái VT rồi Thì mình mới lần đầu tiên làm cái gì đó ở đằng sau Hay lần đầu tiên biết được, hiểu được cái gì đó ở đằng sau nhá yeah. Ví dụ Cô tức là phải sau à, phải đọc nhỉ phải sau khi đọc cái cuốn sách này đến tận 3 lần rồi thì tôi mới hiểu được cái nội dung của nó Đấy nhớ sau khi v nào đó vt nào đó ở đằng trước thì mình mới mới hiểu mới biết mới lần đầu làm hành động ở đằng sau được chưa nhớ cái sắc thái của nó đúng không nào tại vì những cái mẫu câu với cái nét nghĩa mà kể từ sau khi ấy, nó rất là nhiều ngay ở phía dưới chúng ta có luôn một mẫu câu nữa cũng dịch là kể từ sau khi đúng không nên nếu mọi người không nhớ được cái sắc thái của nó thì chắc chắn mọi người sẽ bị lẫn bị nhầm và khi mà làm các bài 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 ngữ pháp ấy thì mọi người sẽ cảm thấy rất là dối rõ ràng cái nào cũng dịch là kể từ sau khi thì mình biết chọn cái nào đây, đúng không? Rồi tiếp theo mình sẽ có cái takiri. Ừ, takiri. Còn cái ức ukiri ở đằng sau nhé. Takiri, takiri thì nó chính là cái cách nói dùng trong văn nói mà thôi. Được chưa? Cũng dịch là kể từ sau khi. Vậy thì sắc thái của nó ở đây khác gì đúng không? Cái kể từ sau khi này ấy, thì nó sẽ mang nghĩa là kể từ sau khi vê tả. Thì đằng sau sẽ là một trạng thái duy trì không thay đổi tức là cái hành động v tà đằng trước nó sẽ là cái lần cuối cùng mình làm cái hành động V đó và sau đó sẽ là một trạng thái duy trì ví dụ ở đây này chỉ chi tôi 5 mai ni ataki liên có tốt này tức là à, lần cuối kể từ à, kể từ cái lần cuối cùng tức là vào 5 năm trước đúng không gặp bố thì sau đó tức là cho đến tận bây giờ thì tôi không không còn liên lạc được với bố nữa Đấy, cái trạng thái đằng sau là cái trạng thái mình không gặp lại mình không liên lạc được nữa nó vẫn duy trì cho đến tận hiện tại kể từ sau khi cái vê tà kia kết thúc chưa hay là đơn giản là kể từ sau khi mà tốt nghiệp thì tôi và cô ấy không còn gặp lại nhau nữa đấy là những cái ví dụ rất là đặc trưng rất là điển hình mà mọi người nên nhớ được chưa nên nhớ cái ví dụ đặc trưng của nó thì mình sẽ không bị khó khăn trong cái việc phân biệt các mẫu câu ngữ pháp nữa yes các um rồi nhá tiếp theo mình có cái à ah, saki datte um, saki đúng không là trước khi là một cái um, gì nhỉ? thường là nói về một những cái sự kiện những cái việc gì khá là quan trọng và trước khi uh, tiến hành những cái việc đó thì mình cần phải có những cái bước chuẩn bị nào đấy ví dụ ở đây có gì đây đây các cử sinh các nhĩ saki datte ototo à Tokyo ni hikoshi o shita. trước khi học lên đại học đúng không? Tức là để mà chuẩn bị đấy mình có thể hiểu là để chuẩn bị cho cái việc là học vào đại học thì em trai tôi đúng không? Phải em trai. Ờ em trai tôi thì đã chuyển chuyển đến chuyển đến Tokyo để sống. Đấy, tức là chuyển đến đây sống để phục vụ cho cái mục đích là học lên, học lên đại học kia. Được chưa? Tiếp theo mình sẽ có là veta tokoro. Ừ veta tokoro dịch là gì nhỉ? Sau khi à sau khi ở đây mình có là gì? Nihonjin ni kita tokoro, watashi no hatsuon wa machigatte iru to you da tức là sau khi mà hỏi người nhật đúng không sau khi hỏi người nhật thì à có vẻ như là có vẻ như là cái phát âm của tôi đang bị đang bị sai rồi đó nhá tiếp theo dokoro cả dokoro -do à, do là gì nhỉ chẳng những không phải như thế hay lấy đâu ra mà được như vậy mà ngược lại nó còn thế này này thậm chí nó còn thế này này đấy nhá ví dụ mình nhìn luôn này cono game của à cô tô mô À, cái game này thì chẳng những là trẻ con mà ngay cả gì đấy đến tận cả người lớn cũng rất là rất là mê nó rất là thích nó được chưa rồi nhá tiếp theo mình sẽ đến với cái mẫu câu là yo chẳng ja, yo đều ạ đúng không nếu mà như thế này thì à, cái câu này nó sẽ có cái mẫu cái này nó sẽ có cái sắc thái là mình không nên duy trì tiếp cái tình trạng như thế này nếu mà cứ tiếp tục duy trì cái trạng thái như thế này là sẽ không là sẽ không tốt Nhớ, ví dụ này say cô tố Ki à nó đây này nếu mà mình cứ gì nhỉ cứ để ý cứ để ý quá đến những cái chuyện nó nhỏ nhặt như vậy thì mình sẽ không thể nào mà trở thành được những người mà gì đấy gọi là hào phóng đúng không ừ. đấy, nhá Mình không nên duy trì trạng thái nào đó nếu mà duy trì thì nó không tốt đấy, được chưa Thế tiếp theo mình có nagaramo ừ, nagaramo đúng không à, dịch là gì nhỉ ở cái Nagara này thì ở N4 chúng ta đã có một cái nghĩa dùng một cái cách dùng rồi đó là vừa làm hành động này vừa làm hành động kia như kiểu là uh, o, -o taberu chẳng hạn vừa xem TV vừa ăn cơm chẳng hạn đúng không? thì ở N2 mình có thể mở rộng ra đầu tiên với cái sắc thái nghĩa là vừa vừa thì nó không chỉ đơn thuần là cái việc vừa làm hành động này vừa làm hành động hành động kia nữa tức là nó không dừng lại ở hành động mà nó còn có thể mở rộng hơn trong cái việc là trạng thái biểu thị cái trạng thái hai trạng thái nào đó đồng thời tồn tại vừa là cái này vừa là cái kia hai trạng thái đồng thời tồn tại song song đấy là thứ nhất thứ hai nó sẽ mang thêm một cái nghĩa nữa nagara hoặc nagara mo Mo có hay không đều được mang cái sắc thái nghĩa là gì đây mặc dù thế nào đó thế nhưng à chúng ta nhìn ví dụ nghĩa của nó luôn nhé Kare wa shinjin de arinagara taido ga yokunai <laughs> node À cậu ấy mặc dù là người mới đấy Thế nhưng mà thái độ thì lại rất là kiểu Ờ, uh, Không được tốt Đúng không? Thế nên là tôi đã nhắc nhở cậu ấy ừ, Rồi ok thế Tiếp theo là đến tư, tư Đúng không? Tư, tư Động từ bỏ mất sự đi cộng với tư tư. Ừ. Về mặt ý nghĩa Nó sẽ giống với cái Nagara kia Nó cũng có hai nghĩa mọi người Nó cũng có hai nghĩa là gì đấy Vừa cái này vừa cái kia Và nghĩa thứ hai là mặc dù thế nhưng mà cái sự khác nhau ở đây thì mình có thể nhớ rằng thì là cái tư, tư này nó duy nhất chỉ đi kèm với động từ bỏ đi mất sự mà thôi. Đúng chưa? Còn cái nagara kia mọi người hãy nhìn lại xem nó có thể kết hợp được gì đấy? Động từ, tính từ đôi y, tính từ đôi na, danh từ. Đó, rất là đa dạng, đúng không ạ? Rồi đấy nhá. Thì cái tư, tư này nghĩa của nó bằng với nagara với hai nghĩa là vừa vừa hoặc là mặc dù nhưng. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cái ví dụ của nó này cô này eh, mặc dù biết rằng thì là cái thuốc lá thì nó không tốt cho sức khỏe đâu thế nhưng mà mình vẫn không thể nào mà bỏ thuốc được Được chưa nào rồi nhá Hai tiếp theo là và đi nhỉ vậy và đi nhỉ vậy dịch là gì nhỉ Mặc dù là Hoặc là so với cái này thì thế nào đó chúng ta nhìn ví dụ này con thay và đấy à, yameyoka nayandeiru nhé tức là cái công việc này thì làm sao so với cái mức lương thì nó vất vả quá mức lương chả có tầm 5 triệu thôi đúng không mà bị bắt mình làm ngày làm đêm đó và mình đang phân vân đang đự đúng không đang phân vân xem là có nên nghỉ đi không đó, ví dụ như vậy thì thế nào rồi tiếp theo đến mẫu câu Ippu de để có hay không đều được đúng không Là một cái mẫu câu thể hiện cái gì nhỉ à, Nói về những cái Khía cạnh, những cái mặt Khác nhau của một vấn đề Được chưa, ví dụ à, Cách dịch ở đây nó có một vài cách dịch như là Ngược lại với cái gì đó hay là Một mặt thì này hay là mặt khác thì này Đấy nhá, ví dụ này à, Anh ấy thì làm sao nhỉ Một mặt thì vẫn là một cái gì đấy Một nhạc sĩ Thế nhưng mà mặt khác thì cũng hoạt động cả với tư cách là một một họa sĩ nữa. Được chưa? Hai. Tiếp theo vẫn là ipo nhưng mà là ipo da. Ipo đả. đi kèm với nó bằng với bakari da. Hai cái này với nét nghĩa tương tự như nhau. Kết hợp thì chỉ có về đự mà thôi. Đúng không? Họ đặt ở cuối câu là chủ yếu nhá. Với ý nghĩa là càng ngày càng một cái gì đó nó sẽ có xu hướng càng ngày càng thế nào đấy? Một là xu hướng càng ngày càng tốt lên, hai là càng ngày càng xấu đi, càng ngày càng tăng lên hoặc càng ngày càng giảm xuống. Ví dụ như vậy. Ví dụ. Kusuri o nomi yasundeiru ga biyojo wa waruku naru bakari da. mặc dù là mình đã uống thuốc Và nghỉ ngơi rồi đấy thế nhưng mà có vẻ như là tình trạng bệnh thì càng ngày à, càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn thì phải đó được chưa rồi tiếp theo À, động từ bỏ đi mát sự cộng với ra được là đang dần ừ. một cái trạng thái nào đó đang dần thay đổi đấy. một cái trạng thái nào đó đang dần thay đổi nhá ví dụ này nhỉhôn ô tô được nên em là những cái vị khách đến thăm đến tham quan Nhật Bản thì hàng năm đang dần đang dần tăng lên đấy một cái trạng thái nó cứ nó cứ dần 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 từng bước từng bước thay đổi như vậy đấy. Hãy uhm. tiếp theo, zareru ra enai. Zareru o là gì nhỉ? À, buộc phải, đành phải làm gì đó mà mình không muốn đúng không? Nó hơi bị gượng ép đấy. Ví dụ này. Kyō na yōji ga haitta tame, yoru no nomikai wa kotowarazaru o Tức là vì là gì đấy? À, vì là đột nhiên có việc gấp thế nên là mình buộc phải từ chối đúng không? Mình buộc phải là mình đành phải từ chối cái bữa à, bữa nhậu tối nay. Ờ à, được chưa? Hay. Tiếp theo mình có gì đây? Và kê nhí quá ý ca này. Thì mọi người ở cái mẫu câu này mọi người cần phải chia rõ hai cái cách kết hợp của nó ra để sử dụng nhá. Ví dụ như là V đựng cộng với và kê nhí quá ý này nó sẽ dịch là gì đấy? Không thể nào mà lại. Đúng không? Tôi không thể nào mà lại làm như vậy được. Nó không đúng với cái cái cái, uh, cái quy tắc nó không đúng với những cái uh, định hình chung, những cái suy nghĩ chung Nó làm như vậy là sai đúng không? Thế nên là tôi không thể nào như vậy. Còn với cái nghĩa liên quan đến venai và kê nhỉ và ika này thì nó sẽ bằng với cái ra từ ố enai ở bên trên dịch là buộc phải, đúng không? Buộc phải. Chúng ta nhìn ví dụ này. Test ga hikai te kara e shinai wa ni wa ikanai. Tức là gì nhỉ? Cái kỳ thi nó đang đến gần rồi. Ở đây cái hikai được nó sẽ là đến gần nhá. Vì là cái kỳ thi thì đang cái bài test, đúng không? Bài test của mình thì thì sắp À, sắp có rồi ý là sắp sắp làm bài test rồi ấy. thế nên là à, mình buộc phải học thôi đó được chưa ừ. hãy tiếp theo về được nhớ đi hô cả này nó bằng với về được xích cả này chỉ còn cách làm gì đó đúng không chỉ còn cách ở đây là gì nhỉ? Sĩ sĩ À, bên cả này Tức là nếu như là Nếu như mà muốn đỗ kỳ thị Thì chỉ còn cách là gì đấy? À cố gắng nỗ lực mà học thôi, lao đầu vào mà học thôi. Đúng không? Rồi, Shinoki nhá, giống giống với cái từ si ấy mọi người, là nỗ lực hết mình, cố gắng hết sức. Rồi, hai. Ok, tiếp theo chúng ta có gì? Tiếp theo chúng ta có mẫu câu đó là de wa nai ka. Động từ chia về thể ý chí. Yo đúng không? Yo de wa nai ka, sử dụng để kêu gọi có thể là kêu gọi mọi người là à chúng ta hãy cùng nhau làm gì đó đi. Đúng không? Chúng ta hãy cùng nhau làm gì đó đi. Hoặc đơn thuần có thể là ở à, đơn thuần có thể là thể hiện cái ý chí mạnh mẽ của mình trước một cái quyết tâm nào đấy nhá. Rồi ví dụ này. ý mama nani này Nếu mà cứ để như bây giờ thì sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tức là cái 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 à, cái kết quả sẽ chẳng đi đến đâu cả, đúng không? Thế nên là ichido jikkuri <laughs> hanashiatte miyo de wa nay cả À, hay là chúng ta cứ làm sao đây Cứ nói chuyện với nhau thật là kỹ lưỡng một lần luôn đi Đó, à, Được chưa? Rồi Tiếp theo ừ, Nhí quá Hokanara này à, Rồi Nhí quá Hokanara này Chính là cái danh từ đó Không gì khác ngoài cái danh từ đó đâu Đúng không? Ví dụ này tí ni gokaku dekita no wa Kare no dōryoku no seika ni hokanara này Tức là cái việc mà cậu ấy có thể đỗ được cái kỳ thi chơi là PT ấy Thì à, chắc chắn là hay là chỉ có thể là thành quả do cái nỗ lực từ chính anh ấy mà ra thôi Chứ chẳng có gì khác cả à, Đúng không? Chứ không phải đi mua bằng, không phải đi chép bài đâu Mà đó là nỗ lực của anh ấy mà có được Được chưa? Đấy, rồi, ấy, sai VT và hidare này T và hidare này không thể nào mà tiếp tục duy trì cái trạng thái V được nữa. Ờ đúng không? Như kiểu là Game of Sky Kỳ thi thì cũng đến gần rồi Thế nên là không thể nào mà chơi bời được nữa đâu mọi người ạ à, à. Đó nhá Đấy Thế nên là Đây cũng là cái lời nhắn nhủ cuối cùng mà đội ngũ giáo viên dũng Mô đi một nhắn đến các bạn hy vọng là mọi người sẽ thật là cố gắng nỗ lực để có thể hướng tới kỳ thi một cách hiệu quả nhất có thể nhá ấy nha sao